mọi người, không bao gồm Hạ Tưởng, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được, Mễ Kỳ Hỏa tới tham gia hôn lễ của Hứa Quan Hoa, chắc hẳn có ý đồ. Ngoài mặt là cất nhắc Hứa Quan Hoa, nhưng dường như là vì hắn mà đến. Chẳng lẽ, bước tiếp theo của Mễ Kỳ Hỏa, lại có gì liên hệ tới hắn hay sao? Bạn bè thân của Hứa Quan Hoa không ít, tuy rằng buổi chiều người ở lại không nhiều, nhưng cũng có gần trăm người. Mọi người anh một ly tôi một ly, rất náo nhiệt. Cả nửa ngày trời Hạ Tưởng đều không có dịp ngồi xuống. Cuối cùng cũng có lúc rảnh để ngồi xuống một lát, Mễ Kỳ Hỏa mới coi như tìm được thời điểm, ngồi xuống bên cạnh hắn, vừa may trái phải đều không có người ngồi, Mễ Kỳ Hỏa liền lập tức hỏi. Cuối cùng có lúc rỗi rãi, Hạ Tưởng, nghe nói sáng mai cậu về thành phố Lỗ. Thực ra Hạ Tưởng muốn bớt chút thời gian để ngồi nói chuyện riêng với Mễ Kỳ Hỏa, chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng hắn vẫn không chủ động biểu hiện, chính là muốn Mễ Kỳ Hỏa chủ động mở miệng. Bởi vì sự kiên nhẫn của Mễ Kỳ Hỏa quyết định mức độ quan trọng của sự việc. Ngày mai tôi về. Hắn gật đầu, cười nói. Để chủ nhiệm Mễ đợi lâu rồi, có chuyện gì, xin cứ dặn dò. Tôi không khách khí nữa, Hạ Tưởng. Mễ Kỳ Hỏa rất thành khẩn nói. Tỉnh Tề rất cần một cục diện chính trị yên ổn đoàn kết, cậu có thể ở lại tỉnh Tề, là chuyện tốt nhất. Tôi hy vọng sau khi cậu trở về thành phố Lỗ, cố gắng hết sức giữ cho cục diện tỉnh Tề vững vàng. Nói xong, Mễ Kỳ Hỏa trịnh trọng bắt tay Hạ Tưởng, cũng không nói thêm gì, vẫy tay rời khỏi, quả thực khiến Hạ Tưởng vô cùng buồn bực, không hiểu Mễ Kỳ Hỏa đến đây với dụng ý thực sự là gì. Bởi vì, dựa vào thân phận của Mễ Kỳ Hỏa mà nói ra những lời trên, rõ ràng không thích hợp. Mặt khác, tuy rằng y là chủ nhiệm chánh văn phòng Tổng Bí Thư, nhưng từ trước tới nay chưa từng, mà cũng không thể đại diện Tổng Bí Thư ra mặt mà nói ra những câu trên. Hạ Tưởng vô cùng khó hiểu, Mễ Kỳ Hỏa nghiêm túc mà đến, chẳng lẽ chỉ vì nói một lời khách sáo? Trừ phi trong lời nói đó, còn có ẩn ý sâu xa hơn. Trừ phi là, sự ổn định đoàn kết ở tỉnh Tề, lại có liên quan đến lợi ích cá nhân của Mễ Kỳ Hỏa. Hạ Tưởng bỗng nhiên lặng người. Trong dịp quốc khánh, hành trình đến Bắc Kinh vừa khẩn trương lại bận rộn, đã đến hồi kết thúc. Buổi tối, ở nhà Tiếu Giai, Hạ Tưởng đang thưởng thức một bữa tối ấm áp. Hạ Tưởng không tiếp tục ở lại hôn lễ náo nhiệt của Hứa Quan Hoa. Hứa Quan Hoa đã có một nhóm chiến hữu và bạn bè đến làm náo loạn đêm động phòng, cũng không có quan hệ lớn với hắn. Hắn ngẫm nghĩ một chút, rồi gọi điện thoại cho Tào Thù Lê, biết được Tào Thù Lê cũng không đi cùng một chuyến bay trở về thành phố Lỗ với hắn. Liền không nói thêm nữa, quay trở về chỗ ở của Tiếu Giai. Tùng Phong Nhi vừa đi, nhà Tiếu Giai lại vắng vẻ đi nhiều, Hạ Tưởng đúng lúc xuất hiện, chính là để an ủi tâm trạng hiu quạnh của Tiếu Giai. Thực ra, Tiếu Giai là kiên cường nhất, cũng sẽ không bởi vì Tùng Phong Nhi rời đi mà buồn bã, nhưng thân là đàn ông, Hạ Tưởng phải thể hiện thái độ, làm dáng vẻ gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông. Tiếu Giai rất vui mừng, cô và Hạ Tưởng không rời không bỏ nhau suốt mười mấy năm. Có lẽ Hạ Tưởng thay đổi rất nhiều, lại có lẽ Hạ Tưởng cũng không như cô biết về hắn, nhưng cô tự nhận là hiểu biết Hạ Tưởng, là người hiểu Hạ Tưởng nhất trong tất cả những người phụ nữ của hắn. Mặc kệ Hạ Tưởng có thừa nhận hay không, cô vẫn cảm thấy cô mới là người phụ nữ hiểu biết và tiếp nhận Hạ Tưởng nhất trên thế giới. Cho nên Tiếu Giai vẫn kiên định tự cho mình là người phụ nữ phía sau Hạ Tưởng, chưa bao giờ để ý Hạ Tưởng còn có những người phụ nữ khác, bởi vì mặc kệ là Tào Thù Lê, Liên Nhược Hạm hay là đến cuối cùng phía sau Hạ Tưởng còn có ai, cô cũng không biết rõ, cũng lười đoán. Đối với cô, mặc kệ là ai, cũng không như cô, mới là người phụ nữ đầu tiên và hiểu Hạ Tưởng nhất. Thân là một người phụ nữ, cuối cùng cũng phải có một bóng hình tươi đẹp có thể dùng, là trong chớp mắt cũng tốt, mà duy trì được lâu dài cũng tốt, chỉ cần trong lòng có yêu có hy vọng, liền có được hạnh phúc và tương lai. Tiếu Giai xuống bếp. Tự mình làm mấy món ăn đa dạng cho bữa tối vì Hạ Tưởng, hơn nữa tất cả đều mang mùi vị ở quê nhà. Nói đến hơn 10 năm nay, số lần Tiếu Giai tự mình xuống bếp có thể đếm được trên đầu ngón tay, số lần tự mình xuống bếp vì Hạ Tưởng lại càng ít. Khó có được một ngày tốt cảnh đẹp như hôm nay, cũng là một lần hiếm thấy hai người gặp nhau đơn độc. Đúng vậy, đơn độc gặp nhau, Tiếu Hạ bị đuổi về thành phố Yến, ở cùng ông ngoại, bà ngoại, chơi quốc khánh. Đêm thu như nước. Mỹ nhân quyến rũ, sương gió năm tháng chỉ để lại một chút dấu vết trên mặt Tiếu Giai, dù sao thời gian trôi qua, Mỹ nhân cũng có lúc đầu bạc, thật may Tiếu Giai chỉ hơi có vết chân chim ở mắt, nếu Hạ Tưởng không quan sát gần,
cũng nhìn không ra Tiếu Giai đã là người mẹ hơn 30 tuổi rồi. Nhưng giống với đạo lý đàn ông sau khi trải qua phụ nữ mới chín chắn, người phụ nữ cũng cần trải qua đàn ông thì cuộc sống mới có thể trở nên tao nhã. Hiện tại Tiếu Giai, quyến rũ không giảm, phong thái vẫn như trước, so sánh với năm đó ngây ngô, thì hiện giờ chín chắn thướt tha hơn rất nhiều. Cô nâng chén ra hiệu với Hạ Tưởng, sắc mặt ửng hồng, hai mắt mơ màng, rượu chưa thấm cũng đã say. Phong Nhi đi rồi, về sau em lại độc thân, anh có phải lại tìm một người phụ nữ không cần xuất giá tới theo giúp em hay không? Lời nói của Tiếu Giai, rõ ràng có ý trêu chọc, tuy nhiên cũng quả thật có vài phần thật lòng, cô sống một mình, chung quy cũng là cô độc. Dù sao anh cũng có nhiều phụ nữ, em sẽ không chua cay, cũng sẽ không làm trò tiểu nhân, khẳng định sẽ đối đãi với cô ấy như chị em ruột. Lời nói chính là nói thật, Tiếu Giai đối đãi với người khác quả thật rất tốt, cũng không keo kiệt, cũng sẽ không so đo nhiều. Đối với Tùng Phong Nhi vô cùng hào phóng, đối đãi Tùng Phong Nhi quả thật là thân như chị em, chính là chỗ khiến Tùng Phong Nhi cảm động và nhớ nhung Tiếu Giai, cảm kích Hạ Tưởng. Lời nói của Tiếu Giai đương nhiên một nửa là vui đùa, nhưng một nửa là thật. Cô quả thật cần một người đến, sau này khi người phụ nữ càng lúc càng lớn tuổi, cũng muốn có cuộc sống của chính cô ta, nếu không có khả năng luôn luôn đi cùng cô, thay vì cô một thân một mình cô độc, thì có một người chị em làm bạn, cũng có thể an tâm hơn. Hạ Tưởng cười ha hả. Anh ngày nào cũng bận muốn chết, làm sao có nhiều phụ nữ như vậy? Em muốn tìm người ở cùng, tìm người ở quê lên thì không còn gì tốt hơn, lại tin cậy, trung thực. Vệ Tân cũng rất được, cũng không biết anh có bỏ được hay không. Tiếu Giai không để ý tới kỹ xảo nói lảng tránh của Hạ Tưởng, vẫn như cũ truy vấn hắn. Vệ Tân dịu dàng săn sóc, là người phụ nữ tốt hàng cao cấp, ánh mắt của anh thật sự là không tồi, những người phụ nữ bên mình có đủ mọi lứa tuổi, tuy nhiên tổng hợp từ trên xuống dưới, em thích nhất Vệ Tân. Vệ Tân là thứ thiết yếu ngôi nhà cần có, là người phụ nữ giống như lương thực thiết yếu của người đàn ông. Hạ Tưởng làm bộ nghe không hiểu. Vệ Tân là đồng hương, chỉ có quan hệ này thôi. Tiếu Giai cũng không để ý đến Hạ Tưởng đang giấu như mèo giấu cứt, nói thẳng. Được rồi, không tranh cãi với anh nữa, em chỉ hỏi anh một câu, anh có đồng ý để Vệ Tân theo giúp em hay không? Hạ Tưởng đành phải giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Đó là chuyện giữa em và Vệ Tân, anh thực sự không liên quan. Tốt lắm, em coi như anh đồng ý. Em đi tìm Vệ Tân nói chuyện, nếu cô ấy đồng ý, anh ít miệng thôi. Tiếu Giai trắng mắt liếc Hạ Tưởng một cái, rõ ràng là gợi tình. Hạ Tưởng đầu hàng. Được, được, em định đoạt, anh không bắt buộc, nếu em có thể thuyết phục được Vệ Tân, anh giữ lập trường trung lập. Biết ngay anh sẽ nói như vậy, một người người đàn ông, làm thì nói là làm, còn không dám thừa nhận, thật đúng là không quyết đoán. Tiếu Giai hôm nay thảnh thơi khó được. Có lẽ do Tùng Phong Nhi xuất giá, Tiếu Hạ không có ở đây, khiến giữa cô và Hạ Tưởng đơn độc mặt đối mặt một cách hiếm thấy mà trở nên ấm áp lãng mạn, dù sao thời gian đã lâu, giây phút ấm áp như thế giữa cô và Hạ Tưởng quá ít. Nếu Vệ Tân không phải người của anh, em liền nhảy lầu cho xong. Hạ Tưởng mỉm cười. Em uống nhiều rồi, nói cái gì ngu ngốc vậy? Em không ngốc, anh cũng không ngốc. Tiếu Giai khiêu khích Hạ Tưởng, em biết đàn ông đều thích có con, nếu không... Em lại sinh cho anh một thằng con trai nhé. Nếu không anh ngẫm mà xem. Đế quốc kinh tế của em về sau đều để lại cho Tiếu Hạ. Tiếu Hạ lập gia đình rồi, cuối cùng còn không phải rơi vào tay người ngoài sao. Hạ Tưởng không ngờ tư tưởng trọng nam khinh nữ của Tiếu Giai còn khá nghiêm trọng. Kỳ thật hắn cũng từng muốn để lại đế quốc kinh tế của Tiếu Giai cho Tiếu Hạ. Mà sau khi Tiếu Hạ lập gia đình, quả thật khả năng tài sản thành cho người khác. Nhưng tóm lại Tiếu Hạ là cốt nhục của chính mình. Cho dù là nữ nhưng sao lại có khác biệt. Hơn nữa về sau khẳng định sẽ theo hình thức đầu tư cổ phần, Tiếu Hạ cũng thế, hoặc là lại sinh một thằng con trai cũng thế, không có khả năng một người có thể quản lý đế quốc kinh tế khổng lồ. Tuy nói Hạ Tưởng nhiều ít cũng có chút tư tưởng trọng nam khinh nữ, nhưng so sánh ra thì còn đỡ hơn nhiều, chủ yếu cũng là hắn tự nhận thẹn với Tiếu Hạ và Mai Đình. Hắn có một ý tưởng chính là, mặc kệ Tiếu Hạ và Mai Đình lựa chọn con đường sống như thế nào, hắn luôn luôn chuẩn bị một phần đồ cưới thật lớn cho các cô. Đương nhiên, trong chuyện chung thân đại sự, Hạ Tưởng tuy rằng là một người cha tiến bộ, nhưng sẽ âm thầm trấn thủ cho hai người, không thể để hai cô con gái gặp người không hiền lành, kết bạn bừa bãi. Không ngờ, hôm nay đơn độc ở cùng Tiếu Giai, một chút liền khiến suy nghĩ của hắn trôi xa,
suy nghĩ đến rất nhiều chuyện lung tung lộn xộn, không khỏi lắc đầu cười, thật sự là nghĩ quá xa xôi. Ít nhất còn mười mấy năm nữa Tiếu Hạ và Mai Đình mới xuất giá, bây giờ lại đi nghĩ chuyện của mười mấy năm sau, không phải là ăn no rừng mỡ hay sao? Hay là trước hết nghĩ chuyện lúc này và tương lai nửa năm sau là được rồi. Việc lúc này đương nhiên chính là việc đọ sức giữa Tiếu Giai và nha nội, nói đến nếu nha nội lúc này đột nhiên thu tay lại, dưới tình hình Hạ Tưởng gặp phải sự lôi kéo của Trần Hạo Thiên cùng với một loạt tình thế rối rắm, tỉ như Hứa Quan Hoa rõ ràng bị kiềm chế và xa lánh trong quân đội, quyền uy của lão cổ gặp phải sự khiêu chiến trước nay chưa có. Lại tỉ như Mễ Kỳ Hỏa không ngờ xuất hiện, khiến cục diện càng thêm phức tạp khó dò. Còn có cuộc quyết chiến cuối cùng ở tỉnh Tề cùng với hướng đi của hắn sau này, vân vân. Các vấn đề tập trung cùng một chỗ, cũng quả thật khiến hắn phân tán tinh lực, không muốn rằng co không để yên với nha nội, hắn sẽ lựa chọn cuộc chiến tin tức. Nhưng tiếc nuối chính là, nha nội cũng không có dấu hiệu muốn thu tay lại, ngược lại, còn có xu thế làm trầm trọng thêm, cũng chứng minh một điểm, trước nhiệm kỳ mới, trước khi Chủ tịch Quốc hội lui ra, nha nội mượn cơ hội mở rộng chiến thắng, tấn công thành trì chiếm đất. Sẽ không chịu buông tha cho sản nghiệp của Tiếu Giai mà mắt thấy có khả năng về tay. Tiếu Giai, có lẽ chỉ là một lần điển hình trong mấy lần chiến tranh kinh tế khi nha nội thâu tóm sản nghiệp của người khác, đối với nha nội mà nói, sau lưng Tiếu Giai cho dù là có Hứa Quan Hoa, cũng trốn không được số phận bị gã thâu tóm trong tay. Bởi vì thủ đoạn của gã chính đáng, bởi vì Hứa Quan Hoa thân là quân nhân, nếu tham gia quá nhiều vào việc của địa phương, rất dễ bị ảnh hưởng đến tiền đồ. Càng có một nguyên nhân chính là, hiện tại Hứa Quan Hoa gặp phải một thế lực trong quân đội mạnh mẽ, cứng rắn xa lánh, chỉ sợ tự thân khó bảo toàn, làm sao còn có dư lực đến bảo vệ cho Tiếu Giai. Cho nên nha nội sẽ không buông tay. Hơn nữa giai đoạn trước đã đầu tư quá lớn, nha nội từng bước một bị vùi lấp vào bên trong, đồng ý chịu để yên mới là lạ. Hạ Tưởng liền biết, một ngày nào đó giữa nha nội và Tiếu Giai trong cuộc họp sẽ diễn một trận tranh đấu ngươi chết thì ta sống. Đến lúc đó hắn phải toàn lực giải vây cho Tiếu Giai, và không thể để nha nội biết là tác phẩm phía sau màn của hắn. Phải nói, chiến tranh kinh tế giữa nha nội và Tiếu Giai, cũng không phải phương diện Hạ Tưởng lo lắng nhất, hắn khó hiểu nhất chính là, Mễ Kỳ Hỏa bỗng nhiên quan tâm đến vấn đề của tỉnh Tề một cách quá mức sốt ruột và không rõ điểm xuất phát, khiến cho Hạ Tưởng vô cùng lo lắng đối với triển vọng của hắn ở tỉnh Tề sau này. Chẳng lẽ nói, Mễ Kỳ Hỏa vừa ra khỏi Bắc Kinh, cũng muốn lựa chọn tỉnh Tề làm điểm dừng chân sao? Tổng thể mà nói, Hạ Tưởng còn gặp phải rất nhiều vấn đề khó khăn, phải từng bước giải quyết. Giao hẹn lâu dài với Trần Hạo Thiên liền tạm thời không nói, trước giải quyết sự việc ở tỉnh Tề cho toàn vẹn rồi mới nói. Nhưng trước khi ngày mai về tỉnh Tề, còn có một phiền toái nhỏ cần xử lý một chút, chính là ngọn lửa nhiệt tình với Tiếu Giai đã được châm lên. Cũng không phải là Hạ Tưởng cố ý châm, mà là Tiếu Giai lâu rồi chưa một mình ở chung với Hạ Tưởng, hơn nữa tức cảnh sinh tình, hoặc là Hạ Tưởng suy nghĩ sâu xa quá mức, thái độ chín chắn mà sức hấp dẫn mười phần, khiến cho cô động lòng xuân, nhớ tới những năm tháng xa xôi đó, liền không ngăn được vẻ mặt và ánh mắt mơ màng càng thêm quyến rũ nhớ lại chuyện cũ. Hạ Tưởng liền thực hiện một lần cảm thụ sâu sắc ngay tại nơi ở của Tiếu Giai. Ngày hôm sau, Hạ Tưởng rời khỏi Bắc Kinh, quay trở về thành phố Lỗ. Mặc dù mới đi khỏi thành phố Lỗ không đến vài ngày, tuy rằng lúc này vẫn còn trong dịp nghỉ quốc khánh, nhưng vừa đến tỉnh ủy, Hạ Tưởng liền nghe được mấy tin tức truyền tới, lập tức khiến hắn chấn động. Tin tức thứ nhất là, Ngô Thiên Tiếu theo một con đường khác lấy được tin tức, nói là Tần Khản đến Bắc Kinh đã gặp mặt Thủ tướng. Tuy rằng Hạ Tưởng cũng biết Tần Khản nhất định sẽ đi tới Bắc Kinh hoạt động trong dịp quốc khánh, nhưng theo phỏng đoán của hắn, Thủ tướng sẽ không tự mình gặp mặt Tần Khản. Vì cấp bậc của Tần Khản không đủ để Thủ tướng tự mình ra mặt, cũng là vì tránh bị nghi ngờ trong vở kịch sắp tới. Cho dù là lý do nào, Thủ tướng đều cần phải giữ thái độ không đếm xỉa tới, mà chỉ để Diệp Thiên Nam ra mặt là đủ. Thật sự ra mặt tiếp đãi Tần Khản sao? Hành động này, có thâm ý gì? Trước khi Hạ Tưởng đoán được dụng ý của Thủ tướng, tin tức thứ hai, lại làm tăng biến số cho thế cục tỉnh Tề sau này. Tin thứ hai là Ôn Tử Tuyền đã có được tin tức đáng tin cậy, Trình Tại Thuận cũng đi đến thủ đô trong ngày quốc khánh. Trình Tại Thuận là phó chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân tỉnh, trên cơ bản đã rời xa trung tâm chính trị, đương nhiên, ông ta vẫn là một cấp quan lớn, hoàn toàn có đủ tư cách và lý do đi đến Bắc Kinh hoạt động trong ngày quốc khánh. Cho dù là đi thăm tình nhân hay là đi thăm bà con họ hàng,
cũng chẳng ai có quyền ngăn cản bước chân tình nghĩa của một quan lớn đã lùi về tuyến hai. Trình Tại Thuận đến Bắc Kinh không khiến cho Hạ Tưởng ngạc nhiên, điều làm cho Hạ Tưởng ngạc nhiên chính là điều mà sau đó Ôn Tử Tuyền đã nói cho hắn biết, là Trình Tại Thuận đã lén gặp mặt nha nội. Ôn Tử Tuyền biết được Trình Tại Thuận và nha nội lén gặp nhau, cô chưa nói, Hạ Tưởng cũng không hỏi, tin rằng khẳng định dưới điều kiện tiên quyết là Ôn Tử Tuyền đã điều tra tin tức vô cùng chính xác, cô mới nói ra sự thật trên. Phó Bí Thư Hạ, tình hình tỉnh tề, vẫn không yên ổn lắm. Ôn Tử Tuyền vuốt tóc, trong ánh mắt lộ rõ ra một vẻ ưu tư, theo cấp bậc của cô mà nói còn chưa đủ sức quan tâm đến tình hình tỉnh tề. Hiển nhiên, điểm xuất phát của cô là muốn cùng chia sẻ với Hạ Tưởng. Ha ha, bao nhiêu năm qua, đừng nói đến tình hình của tỉnh tề, mà tình hình trong nước cũng chưa bao giờ yên ổn, mưa gió không ít, nhưng mỗi ngày mặt trời đều mọc. Hạ Tưởng không một chút lo lắng như trong dự kiến của Ôn Tử Tuyền, ngược lại cười một cách thoải mái, hơn nữa cũng không phải làm bộ, mà thật sự là thoải mái. Phó trưởng ban thư ký, thông tin của cô và Thiên Tiếu đều rất đúng lúc, đồng thời lại có giá trị tham khảo, nhưng điều tôi phải nói ở đây là, bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta phải trút bỏ gánh nặng, hành trang gọn nhẹ mà tiến bước, lấy thái độ dũng cảm và ung dung chưa từng có từ trước đến giờ để đón nhận những thử thách mới. Ôn Tử Tuyền bị cuốn hút bởi sự nhiệt tình của Hạ Tưởng, không, là cảm xúc mãnh liệt, bởi vì tuy là Hạ Tưởng nói ra rất thoải mái, nhưng đúng là tình cảm mãnh liệt như lửa, và còn tràn ngập tự tin, làm cho trong lòng cô đột nhiên rộng mở. Là Trình Tại Thuận cũng được mà Tần Khản cũng tốt, mưu đồ vị trí hay lợi ích, cũng không liên quan đến lợi ích thiết thân và tiền đồ của Phó Bí Thư Hạ, gấp cái gì. Nếu thật làm náo động đến mức không thể nào xong việc, nói không chừng Phó Bí Thư Hạ lại còn có thể ngồi ngư ông đắc lợi. Ôn Tử Tuyền mỉm cười. Phó Bí Thư Hạ, buổi tối có thời gian không, tôi đưa anh đi đón gió. Có chứ. Hạ Tưởng đáp lại dứt khoát khó thấy được. Gọi cả Thiên Tiếu, tôi có chuyện muốn nói. Ôn Tử Tuyền vội vàng đáp ứng, trong lòng biết rằng, Phó Bí Thư Hạ muốn sắp xếp công việc cụ thể từ nay về sau trong một khoảng thời gian khá dài, trong lòng cô tràn đầy phấn khởi và kỳ vọng. Sau khi Ôn Tử Tuyền chào tạm biệt, Hạ Tường một mình ngồi trong phòng làm việc trầm lặng một hồi, lại gọi vài cuộc điện thoại. Bởi vì bây giờ vẫn trong thời gian nghỉ, cơ quan tỉnh ủy mặc dù có nhân viên trực ban, nhưng rất yên tĩnh một cách khác thường, hành lang cũng không có người đi lại, cửa phòng thì mở rộng ra, cũng không nghe được tiếng bước chân của những người bên ngoài. Càng không có tiếng ầm ĩ của chuông điện thoại vang. Trong lòng Hạ Tường khó có được tâm trạng trầm tĩnh như lúc này. Triển vọng của tỉnh tề, trong lòng của hắn từ từ sáng tỏ, giống như một tấm gương, hình ảnh lóe lên trong tấm gương không phải hắn, mà là những khuôn mặt muôn hình muôn vẻ, có Tần Khản, có Trình Tại Thuận, có Tôn Tập Dân, có Chu Hồng Cơ còn có Lý Vinh Thăng. Đúng, làm sao quên được sự tồn tại của Lý Vinh Thăng. Tỉnh tề từ trước đến giờ luôn là một tỉnh quan trọng, từng có tiền lệ ủy viên Bộ Chính trị kiêm Bí Thư tỉnh ủy, từ sự cấu thành của các ủy viên thường vụ tỉnh tề thì có thể nhìn thấy. Các phe phái của Trung ương luôn có một ánh mắt thân thiện đối với tỉnh tề, nói cách khác, tỉnh tề cũng là vùng giao tranh giữa các phe. Lý Vinh Thăng thân ở trong đội ngũ của Đoàn Hệ, nắm giữ phẩm đô, thì đủ nói rõ vấn đề. Nhưng trong lúc đó đột nhiên thay đổi nhân sự, đưa Lý Vinh Thăng từ phẩm đô lên làm phó chủ tịch tỉnh, trên thực tế trọng lượng của Lý Vinh Thăng trong tỉnh ủy không lên mà ngược lại còn tuột xuống. Bởi vì phẩm đô là một thành phố tách biệt hiếm có trong nước, quản lý một thành phố cấp phó tỉnh. Có quyền độc lập tự chủ, càng được ưa chuộng hơn là ở chính phủ tỉnh đảm nhiệm chức phó, và cũng có triển vọng hơn. Thân là quan lớn của Đoàn Hệ, Lý Vinh Thăng phải chăng được Tổng Bí Thư tín nhiệm, và anh ta cũng có trọng lượng trong suy nghĩ của Tổng Bí Thư. Hạ Tưởng cũng không thể hiểu được, tuy nhiên từ việc Lý Vinh Thăng có khả năng đảm nhiệm Bí Thư thành ủy phẩm đô thì có thể đoán được, anh ta cũng được coi là một mắt xích quan trọng trong quốc gia vàng của Tổng Bí Thư. Cho nên nói, Lý Vinh Thăng từ chức phụ bí thư thành ủy phẩm đô chuyển lên ủy viên thường vụ phó chủ tịch tỉnh, trong đó nhất định có huyền cơ lớn, lại liên tưởng đến Mễ Kỷ Hỏa đột nhiên chú ý đến độ nóng bỏng đối với tình hình tỉnh tề, khiến cho Hạ Tưởng đem nguyên nhân hậu quả sâu lại với nhau thành chuỗi, bỗng nhiên nghĩ tới một điểm. Lẽ nào, vào năm tới trước nhiệm kỳ mới của Trung ương, hoặc có lẽ vào đầu năm tới trước khi chính phủ tỉnh tề có nhiệm kỳ mới, tỉnh tề sẽ có thay đổi lớn? Hoặc có thể là, chẳng may Tần Khản đã dùng quá sức, phanh lại không được, làm ra một việc không thể cứu vãn, Lý Vinh Thăng cứ thuận thế mà lên. Có khả năng, thậm chí có thể nói, có khả năng lớn.
mà Mễ Kỷ Hỏa hay là đã chuẩn bị một lực lượng hậu bị khác, cũng kịp thời chuẩn bị xong, để bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy dù vào tỉnh Tề. Tỉnh Tề mây di chuyển, lĩnh nam nhiều tin tức, là hai tỉnh lớn trong ba tỉnh có kinh tế đứng đầu trong nước, cũng không ổn định lắm, bất lực nhưng là thực tế không thể chối cãi. Nếu như ai cảm thấy thiên hạ Thái Bình có thể ngủ yên không cần lo nghĩ rồi, thì là người đó là đà điều tự lừa dối mình. Mọi người đều mong muốn sống trong hư ảo, không muốn đối mặt với sự thật tàn khốc, kỳ thực là đó là một loại bản năng cộng thêm không có cách nào để trốn tránh. Trốn tránh không thể giải quyết được bất kỳ vấn đề nào, trốn tránh không thể thoát khỏi sự phục kích. Cũng không thể nhắm mắt lại và giả vờ rằng mọi thứ không xảy ra, sau đó tất cả mọi thứ thực sự sẽ không xảy ra. Đời người không thể luôn làm như mình không liên quan, nhiều lần coi như mình không liên quan thì sớm muộn cũng bị chết đuối trong sự việc đó. Quan niệm của Hạ Tưởng chính là, ung dung đối mặt, cho dù có bao nhiêu khó khăn và trở ngại cũng chịu, miễn là tìm được con đường giải quyết, vì nguyên tắc của hắn luôn là vì nước vì dân, đồng thời rất tin vào đạo lý là do con người tạo ra. Không đến mức trời sụp, trước tình cảnh sự việc biến hóa xấu đến không thể kết thúc, chỉ cần có lòng, cuối cùng cũng có thể giải quyết được hết các vấn đề khó khăn. Hạ Tưởng nghĩ đến tương lai, thở một hơi dài, quyết định lập trường sau này ở tỉnh Tề, mặc dù lúc này hắn không ý thức được, ngày hắn ở tỉnh Tề, có lẽ sẽ không quá dài nữa. Ôn Tử Tuyền lại gọi một cuộc điện thoại, báo là đã sắp xếp xong khách sạn, đúng lúc Hạ Tưởng đứng dậy đang muốn đi ra ngoài, thì thấy Tôn Tập Dân bước ung dung, thản nhiên tự đắc đi đến. Nếu chỉ một mình Tôn Tập Dân đi vào thì không tính, đằng sau Tôn Tập Dân, lại còn có Chu Hồng Cơ, quả thật khiến Hạ Tưởng hơi kinh hãi, bởi vì hắn cũng không ngờ, Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ sớm như vậy đã về đến thành phố Lỗ. Phó Bí Thư Hạ, chưa cùng nhau đi ăn cơm, thế nào? Tôi và Hồng Cơ có chuyện muốn nói với anh. Tôn Tập Dân vừa đến đã trịnh trọng đưa ra lời mời. Chu Hồng Cơ sau khi đến tỉnh Tề nhậm chức, chưa từng cùng Tôn Tập Dân cùng một lúc xuất hiện tại phòng làm việc của Hạ Tưởng. Hôm nay là ngày đầu tiên phá lệ, anh ta cũng gật đầu phụ họa nói. Đúng đó, mời Phó Bí Thư Hạ, quả thật là có chút việc phải thông báo với anh. Hạ Tưởng không ngờ Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ lại cùng nhau đến mời, muốn từ chối cũng không được, nghĩ một lúc rồi trả lời. Đã như vậy thì tôi cung kính không bằng tuân lệnh, nhưng mà tôi nói trước, hôm nay không bàn về công việc. Tôn Tập Dân sửng sốt, sau đó nhìn Chu Hồng Cơ cười, nói. Phó Bí Thư Hạ, thật là tôi có việc muốn nhờ, anh không thể một câu nói mà chặn miệng của tôi lại được. Trong lòng Hạ Tưởng nhảy dựng, sở dĩ hắn thuận miệng nói. Là vì cảm thấy vừa gặp mặt ở Bắc Kinh, nên giữa hắn và Tôn Tập Dân không có nhiều chuyện để nói. Cho nên Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ cùng nhau đến mời, nhất định là không có việc không đến đây, không ngờ thật đúng là có việc, hơn nữa xem ra lại là chuyện lớn. Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ đến và đặt chỗ ở nhà hàng, là một nhà hàng khá yên tĩnh nhưng cấp bậc thì không quá cao, không ngờ ngoài suy nghĩ của Hạ Tưởng. Bởi vì với cấp bậc của Tôn Tập Dân, nhà hàng để cho chủ tịch tỉnh dùng bữa, nhất định phải chọn một nhà hàng cao cấp, không thì hành động này của Tập Dân e là có dụng ý khác. Quả nhiên, sau khi Hạ Tưởng gọi điện thoại để Ôn Tử Tuyền sắp xếp một thời gian khác xong xuôi, trở về phòng, Chu Hồng Cơ thừa lúc Tôn Tập Dân đi ra ngoài, nói nhỏ. Chủ tịch tỉnh Tôn rất thiên vị nơi này, thật ra tôi luôn cảm thấy phẩm cấp ở đây là chưa đủ, nhưng chủ tịch tỉnh Tôn lại khăng khăng muốn đến, Phó Bí Thư Hạ đừng trách nhé. Hạ Tưởng vừa xua tay vừa cười. Hồng Cơ, anh biết đối với chuyện ăn cơm tôi không mấy để ý, khách thì tùy theo ý chủ. Tuy nhiên khiến Hạ Tưởng kinh sợ là, không ngờ đích thân Tôn Tập Dân đi sắp xếp, còn có chút vấn đề nhỏ, đang lúc buồn bực, Tôn Tập Dân mỉm cười đẩy cửa đi vào, ông ta không phải một mình đi vào mà còn có một người theo sau. Là một mỹ nữ với dáng vẻ thướt tha, tuổi tác chênh lệch, xem dáng vẻ giống như vừa từ phòng tập thể dục đi ra, trên mặt còn có mồ hôi. Cô này có phần quyến rũ. Không phải nói cô ấy tuyệt vời thế nào, mà là toàn thân cô ấy phát ra một sức sống làm người ta rất dễ bị cuốn hút. Mặc dù cô đã ngoài 30, nhưng vừa nhìn, lại như không bị chi phối bởi tuổi tác, đúng là độ tuổi hoàng kim nhất của một người phụ nữ khiến người ta say mê. Khuôn mặt Tôn Tập Dân tươi cười là sự nhiệt tình và hòa nhã hiếm thấy, chủ động giới thiệu nói. Nào, Phó Bí Thư Hạ, chủ nhiệm Chu, tôi giới thiệu một chút, Tịch Tư Tư là chủ kinh vị trai này. Nhưng mà là người Bắc Kinh chính gốc, là người vô cùng nhiệt tình và hiếu khách, xem như một nửa là đồng hương. Tôn Tập Dân là người Bắc Kinh,
Chu Hồng Cơ mặc dù làm quan ở Bắc Kinh nhưng lại không phải là người Bắc Kinh, Hạ Tưởng cũng không phải. Tôn Tập Dân gọi là một nửa đồng hương, cũng chỉ là sơ ý nói ông ta và Tịch Tư Tư là đồng hương mà xem nhẹ Hạ Tưởng và Chu Hồng Cơ, Hạ Tưởng cũng nhìn ra Tôn Tập Dân có thiện cảm với Tịch Tư Tư. Về phần có đến mức thân quen hay không, hắn không cần phải đoán, nhưng nếu Tôn Tập Dân chủ động giới thiệu Tịch Tư Tư, cũng là có ý muốn thổ lộ tình cảm với Hạ Tưởng, là muốn Hạ Tưởng hiểu ra, hy vọng có thể làm bạn. Hạ Tưởng hiểu ra, đứng dậy bắt tay cùng Tịch Tư Tư. Tổng giám đốc Tịch vừa từ phòng thể dục trở ra sao? Cách ăn mặc để vận động thật là hiên ngang và oai hùng. Tịch Tư Tư cởi mở bắt tay cùng Hạ Tưởng. Nghe danh phó bí thư Hạ đã lâu, hôm nay vừa gặp, quả là danh bất hư truyền. Nói xong, lại thản nhiên cười, đứng ở tư thế nghiêm. Báo cáo phó bí thư Hạ, tôi vừa đánh cầu lông xong chưa kịp thay y phục thì chủ tịch tỉnh Tôn đã gọi đến, thất lễ quá, xin các vị lãnh đạo đừng phiền lòng. Đúng là một cô gái thật thà ở Bắc Kinh, Hạ Tưởng cười rồi nói. Tôi và chủ tịch tỉnh Tôn rất giống nhau, đều thích người có cá tính. Vốn nghĩ rằng sự xuất hiện của Tịch Tư Tư hôm nay, chỉ là đúng lúc mới đến, không ngờ, Tịch Tư Tư chính là chủ đề mà hôm nay Tôn Tập Dân mời Hạ Tưởng đi gặp mặt. Trong lúc ở Bắc Kinh, Hạ Tưởng, Tôn Tập Dân, Chu Hồng Cơ mặc dù đã gặp mặt, nhưng chưa trực tiếp nói chuyện với nhau, bởi vì lúc đó không thích hợp. Trên thực tế trong mắt của Hạ Tưởng, nội dung của hội đàm hôm nay, một phần là có người ngoài ở đây, một phần là hoàn cảnh không thích hợp, nhưng xem dáng vẻ của Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ thì lại cho rằng lúc này rất thích hợp. Dù là đã có lần gặp mặt quan trọng ở Bắc Kinh, mặc dù lúc đó cũng có Chủ tịch Quốc hội ở đây, Chủ tịch Quốc hội lại có thái độ hòa nhã, và hơn nữa lại còn giữ thể diện cho Hạ Tưởng, nhưng Hạ Tưởng không nghĩ rằng giữa hắn, Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ lại có chung tiếng nói. Hơn nữa hắn cho rằng những việc hắn làm chỉ là dựa theo công lý, chứ không phải xuất phát từ lợi ích cá nhân, và lại mâu thuẫn giữa hắn và Chủ tịch Quốc hội còn lớn hơn so với khoảng cách rộng với Thủ tướng. Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ cũng không biết là chuyện gì cũng phải thử khi tuyệt vọng, hay là quá mức lạc quan đối với Hạ Tưởng. Sau khi tụ họp ở Bắc Kinh, cảm thấy gần gũi hơn rất nhiều với Hạ Tưởng, gặp mặt hôm nay, có vẻ muốn lôi kéo và liên kết hơn vài phần. Chủ tịch Quốc hội rất khen ngợi Phó Bí Thư Hạ, sau khi trở về, ông ấy nói với tôi, sau này tôi làm việc ở tỉnh Tề, phải nhờ Phó Bí Thư Hạ giúp đỡ nhiều rồi. Tôn Tập Dân nâng chén về phía Hạ Tưởng ra hiệu, chính là không xem Tịch Tư Tư là người ngoài. Tịch Tư Tư cũng không thay quần áo, chỉ là rửa mặt một cách thoải mái, vén tóc qua loa, liền ngồi xuống tiếp khách, cách ăn mặc không chính thức của cô, thái độ tùy ý. Khiến cho Hạ Tưởng không biết rõ được giữa cô ta và Tôn Tập Dân rốt cuộc là có mối quan hệ gì. Tôn Tập Dân nhắc lại chuyện gặp mặt với Chủ tịch Quốc hội, Hạ Tưởng không có ý kiến gì, chỉ cười trừ, cũng chẳng nói gì, hắn biết rằng Tôn Tập Dân mượn cớ để dẫn ra đề tài này thôi. Chu Hồng Cơ ở bên cạnh thì vô cùng lặng lẽ, chỉ cúi đầu xuống uống trà, thái độ tỏ ra dường như không đếm xỉa đến, nhưng theo dáng vẻ của anh ta thì anh ta đang chú ý lắng nghe. Đương nhiên anh ta cũng kỳ vọng rất cao đối với buổi gặp mặt hôm nay, chẳng qua là anh ta không phải là nhân vật chính thôi. Tôn Tập Dân nói tiếp. Tần Khản hôm nay cũng vừa từ Bắc Kinh về, theo tin tức đáng tin cậy thì ông ta đã gặp mặt với Thủ tướng dưới sự giới thiệu của Diệp Thiên Nam. Nói được nửa lời, Tôn Tập Dân nhìn về phía Hạ Tưởng với vẻ mặt mong đợi, chờ Hạ Tưởng bày tỏ thái độ. Hạ Tưởng cố ý không có phản ứng gì, chỉ mỉm cười và gật đầu. Dường như không để ý và cũng không phản đối cuộc gặp mặt giữa Tần Khản và Thủ tướng. Tôn Tập Dân lắc đầu cười, đành phải tiếp tục nói. Lần trước chịu chất vấn, may mà có Phó Bí Thư Hạ giải vây, Chủ tịch Quốc hội sau khi nghe xong báo cáo công việc của tôi, thì đánh giá rất cao công việc của anh. Chu Hồng Cơ không thể vờ như không có việc gì, ở bên nói thêm vào vài câu. Đúng là như vậy, cho dù là việc của Chủ tịch tỉnh Tôn hay là chuyện phiền hà của tôi. Đều được Phó Bí Thư Hạ giúp đỡ rất nhiều, hôm nay, tôi và Chủ tịch tỉnh Tôn tự đáy lòng cảm ơn Phó Bí Thư Hạ. Hạ Tưởng xua tay. Chủ tịch tỉnh Tôn và chủ nhiệm Chu khách khí quá, đều vì kế hoạch lâu dài ổn định và đoàn kết của tỉnh Tề mà, việc tôi làm cũng là trách nhiệm thôi. Chu Hồng Cơ và Tôn Tập Dân lấy thân phận cá nhân bày tỏ cảm ơn đối với Hạ Tưởng lại lấy thái độ giải quyết việc chung để đáp lại. Chu Hồng Cơ và Tôn Tập Dân liền liếc nhìn nhau. Trao đổi qua ánh mắt một chút. Hôm nay mời Phó Bí Thư Hạ đến đây, thứ nhất là cùng ngồi với nhau, dù sao thì ba chúng ta vẫn chưa có dịp cùng nhau ngồi một chỗ,
thứ hai là mời phó bí thư Hạ đến nghe tổng giám đốc Tịch kể một câu chuyện xưa. Tôn Tập Dân thấy không được ủng hộ chuyện dẫn đề, nên cũng không nói vòng vo, tiếp tục nói rõ ra chủ đề chính. Tịch Tư Tư trở thành nhân vật chính, quả thật là ngoài dự kiến của Hạ Tưởng, nhưng Hạ Tưởng chỉ mỉm cười và gật đầu. Tốt quá, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, ngồi nghe kể chuyện xưa cũng không sai. Tịch Tư Tư cũng không luống cuống, cũng không mất tập trung, Tôn Tập Dân mở miệng bảo cô ta kể, cô ta mới mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Câu chuyện này cũng là tôi nghe kể lại, có phần không được hay lắm, tuy nhiên khó có được hôm nay Chủ tịch tỉnh Tôn và Phó Bí Thư Hạ đều có nhã hứng, thì tôi cũng tùy miệng kể vậy, coi như là một câu chuyện cười. Nói là chuyện cười, thật ra lại là đề tài vô cùng nghiêm trọng, chẳng những không nực cười một chút nào, mà còn chứa đầy ý nghĩa. Bởi vì, nhân vật trong câu chuyện của Tịch Tư Tư là một nam một nữ, người nam là Tần Khản, còn người nữ lại chính là Dương Ngân Hoa. Đúng vậy. Câu chuyện mà Tịch Tư Tư kể, là câu chuyện về mối quan hệ mờ ám của Dương Ngân Hoa và Tần Khản, và đã từng lưu truyền giữa Chu Hồng Cơ và Dương Ngân Hoa một dạo gặp nhau trong văn phòng, cái gì đại khái giống như gian tình giữa Phan Kim Liên và Tây Môn Khánh. Nữ nhân vật chính trong chuyện xưa không thay đổi, vẫn như cũ là có một Phan Kim Liên nhỏ tên gọi là Dương Ngân Hoa, nhưng nam nhân vật chính lại thay đổi từ Chu Hồng Cơ thành Tần Khản. Mới đầu, lúc Hạ Tưởng đang nghe Tịch Tư Tư kể đến mối quan hệ nam nữ bất chính giữa Dương Ngân Hoa và Tần Khản, thì thật đúng là coi như nghe một câu chuyện xưa, nhưng càng về sau theo Tịch Tư Tư nói càng sâu, càng nói càng hình tượng, và càng nói càng có dự đoán trước, khiến cho hắn lập tức ý thức được Tịch Tư Tư chính là giả mượn kể chuyện xưa, kỳ thật là nói cho hắn biết một tin tức kinh người, giữa Tần Khản và Dương Ngân Hoa, thực sự là quan hệ nam nữ bất chính. Lại liên tưởng đến trước kia Nghiêm Tiểu thì từng đề cập với hắn điều kiện tiên quyết để một người phụ nữ chịu để một người đàn ông nói gì nghe nấy và một mực nghe theo là gì, chính là giữa người phụ nữ này và người đàn ông kia có quan hệ liên kết chặt chẽ. Bề ngoài sắc mặt Hạ Tưởng không thay đổi, nhưng nội tâm đã phập phồng dậy sóng, bởi vì hắn biết, khi Nghiêm Tiểu thì nói đến quan hệ giữa Dương Ngân Hoa và Tần Khản, hắn chỉ nghe coi như một trò cười, nghe cho có lệ. Nhưng dưới lời mời của Tôn Tập Dân, dưới sự tiếp đãi của Chu Hồng Cơ, mượn danh tụ họp và miệng lưỡi của Tịch Tư Tư, trước mặt hắn kể ra mối quan hệ nam nữ bất chính của Dương Ngân Hoa và Tần Khản, thì đã nói lên rằng, Tôn Tập Dân đang ám chỉ với hắn, sau khi phe phản đối biết được Tần Khản và Thủ tướng gặp mặt, và dưới điều kiện tiên quyết là càng ngày càng gần đến ngày tỉnh tề mời họp, chuẩn bị toàn diện phản công về phía Tần Khản. Cũng là kín đáo tiết lộ với Hạ Tưởng, hy vọng trong kế hoạch phản công toàn diện đối với Tần Khản, nhận được sự ủng hộ của Hạ Tưởng. Trong quá trình Tịch Tư Tư kể chuyện, chỉ đề cập đến tên của Dương Ngân Hoa, vẫn chưa nói thẳng ra tên của Tần Khản, chỉ thay một phó chủ tịch tỉnh nào đó, nhưng đừng nói là Hạ Tưởng, cho dù là bất kỳ một người nào trong khu phức hợp của tỉnh ủy cũng có thể biết được nhân vật chính trong câu chuyện của Tịch Tư Tư là ai. Cũng phải thừa nhận, quả thật cô ta có tư chất kể chuyện, không những kể khá sinh động mà còn có cả âm thanh và màu sắc. Một chút cũng không nhận ra là cố ý nói Tần Khản ném đá giấu tay, ngược lại giống như đang kể một câu chuyện tình yêu. Sau khi Tịch Tư Tư nói xong, dứt khoát cười hả hê. Tôi cũng là nghe lại câu chuyện của một người chị em, cảm thấy thú vị, liền kể ra làm câu chuyện cười, làm cho Chủ tịch tỉnh Tôn và Phó Bí Thư Hạ chê cười rồi. Chuyện trong dân gian còn rất nhiều các phiên bản khác, chuyện tôi kể là câu chuyện cô đọng nhất, những phiên bản khác thì không cần phải kể đến, tránh bẩn tai của các vị lãnh đạo. Ẩn ý tự nhiên là sự việc đã được truyền ra rộng rãi, hơn nữa còn truyền nhanh kinh khủng, cũng chứng minh được một điều, phản kích của Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ, so với tưởng tượng của Hạ Tưởng còn nhanh và độc hơn. Lấy gậy ông đập lưng ông, chẳng trách Chu Hồng Cơ trong thời gian đầu chịu lăng nhục, bây giờ mới có thể trả thù. Nói đi cũng phải nói lại, lấy vấn đề liên quan đến phụ nữ để làm phát pháo đầu tiên nã vào Tần Khản, chỉ có thể bôi đen hình ảnh của Tần Khản, chứ không thể tạo thành một cú đá chí mạng đối với Tần Khản. Hạ Tưởng cũng không nói gì, chỉ kẽ gật đầu, cũng không biết là tán thành ý kiến của Tịch Tư Tư hay chỉ là gật đầu phụ họa. Bởi vì điều Hạ Tưởng biết rõ là, Tịch Tư Tư hôm nay nói chỉ là một lời dẫn, dụng ý thả con tép bắt con tôm, tin rằng Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ vẫn còn có việc quan trọng muốn nói. Tịch Tư Tư đứng dậy, tự giễu cười. Mở nhà hàng ra chính là có lợi ích như vậy. Chính là giao tiếp với khách bốn phương, cũng có thể nghe được rất nhiều tin đồn thật thật giả giả. Được rồi, tôi đi chuẩn bị vài món ăn ngon, đảm bảo làm cho các vị lãnh đạo hài lòng. Tịch Tư Tư xoay người đứng dậy,
hương thơm và sự duyên dáng cũng không làm cho Hạ Tưởng nảy sinh bất kỳ mơ mộng nào, ngược lại khiến hắn thầm cười và nghĩ Tịch Tư Tư cũng không đơn giản. Cho dù cô ta và Tôn Tập Dân có mối quan hệ gì, cô ta hoàn toàn đảm nhiệm là một đầy tớ của Tôn Tập Dân, coi như đã diễn xong vở kịch. Cho dù là với thân phận của Tôn Tập Dân hay là thân phận của Chu Hồng Cơ, đều không thích hợp đích thân nói ra quan hệ bất chính của Dương Ngân Hoa và Tần Khản. Tịch Tư Tư vừa đi, không khí trên bàn tiệc trầm lặng mà kỳ lạ trong chốc lát, Tôn Tập Dân cũng không nói lời nào, Chu Hồng Cơ cũng cúi đầu, dường như đều đang đợi phản ứng của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng nói ra suy nghĩ của mình, cũng không phải nhắc đến câu chuyện lúc nãy Tịch Tư Tư đã kể, mà là nhắc đến Trình Tại Thuận, đưa ra một vấn đề nan giải hơn. Phó Chủ tịch tỉnh Tần vừa từ Bắc Kinh về, tôi cũng nghe nói, tôi còn nghe được một việc, Trình Tại Thuận cũng đi đến Bắc Kinh, hình như vẫn chưa về thành phố Lỗ. Tôn Tập Dân vẻ mặt bình tĩnh, bỗng chốc trở nên ngạc nhiên, còn Chu Hồng Cơ với vẻ mặt khó hiểu, đầu tiên là liếc nhìn Tôn Tập Dân, sau đó ánh mắt chuyển sang nhìn Hạ Tưởng. Từ thái độ của hai người thì Hạ Tưởng có thể đưa ra kết luận, chuyện Trình Tại Thuận và Nha Nội gặp nhau, Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ hoàn toàn không biết gì cả. Sự việc liền thú vị hơn, mặc dù bản thân Nha Nội không thể đại diện cho Chủ tịch Quốc hội, nhưng dù sao gã cũng là con của Chủ tịch Quốc hội, hơn nữa Trình Tại Thuận rõ ràng gây bất lợi cho Tôn Tập Dân và còn tiếp tục gây bất lợi. Dưới tình hình này, nguyên nhân và dụng ý Nha Nội và Trình Tại Thuận lén lút gặp nhau là gì, liền có ý nghĩa vô cùng sâu xa. Càng thú vị hơn là, không ngờ ngay cả Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ đều không hay biết, Hạ Tưởng không thể không đoán phía sau hành trình ở Bắc Kinh của Trình Tại Thuận, rốt cuộc đang giấu bí mật gì. Sau một lúc sửng sốt, cuối cùng Tôn Tập Dân cũng nói. Trình Tại Thuận đi đến Bắc Kinh, hẳn là đi đón Trình Nhất Dương, con trai của anh ta. Chu Hồng Cơ nhớ ra chuyện gì đó, bổ sung một câu. Trình Nhất Dương và Nha Nội cũng quen biết nhau, hình như là bạn ở thời đại học. Nghe nói quan hệ cũng tốt lắm. Nói như vậy, có thể lý giải vì sao Nha Nội và Trình Tại Thuận lại gặp nhau ở Bắc Kinh. Hạ Tưởng miêu tả sơ lược rồi cười, nói ra việc Nha Nội và Trình Tại Thuận gặp nhau, Trình là điềm báo trước, bởi vì hắn biết rất rõ lần gặp mặt hôm nay, thực ra là Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ liên kết lại để đào hầm cho hắn, tuy là không nhất định phải chôn hắn nhưng nhất định là phải kéo hắn xuống nước. Đến mà không có quà thì cũng bất lịch sự. Hạ Tưởng cũng phải cho Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ biết, phải đề phòng Trình Tại Thuận, đồng thời cũng phải chú ý phía sau không nên ở thời khắc quan trọng mà làm hỏng việc. Tôn Tập Dân kinh ngạc, rồi sau đó suy nghĩ, mới nói ra một câu khiến cho Hạ Tưởng khiếp sợ, do vậy, cũng chính thức mở đầu cuộc đọ sức cuối cùng ở tỉnh Tề. Buổi chiều, Hạ Tưởng cũng không có việc gì quan trọng, nên cũng không tiếp tục lưu lại tỉnh ủy, mà gặp mặt với Lý Ninh Sơn. Trong dịp quốc khánh Lý Ninh Sơn chỉ về thành phố Yến 2 ngày liền trở về Phẩm Đô, việc ở Phẩm Đô rất nhiều, lại rất khó giải quyết, ông ta cũng không có thời gian rảnh rỗi. May mắn thay tình hình đã được kiểm soát, trên cơ bản, các sự vụ cũng đã đi vào nề nếp, làm cho người ta yên tâm. Lý Ninh Sơn sau khi giải quyết những chuyện mệt mỏi sau lưng, làm ra sự kiện quan trọng lớn nhất sau khi nhậm chức bí thư thành ủy Phẩm Đô. Cũng tương đương với làm ra ngọn lửa quan trọng đầu tiên nghiêm trị những nơi giải trí sau khi nhận chức quan mới, chỉnh đốn môi trường trị an Phẩm Đô. Mục tiêu chỉ thẳng vào Lão Thiết. Ngày đầu tiên của dịp quốc khánh, khi dân thành thị đều đang chào mừng ngày nghỉ lễ, dưới sự bố trí tỉ mỉ của Lý Ninh Sơn, dưới sự toàn lực gia quân của Cục Công an Phẩm Đô, toàn thành phố điều động hơn mấy trăm cảnh sát, một lần bắt sạch mấy nơi giải trí, khiến tài sản của Lão Thiết bị thiệt hại nghiêm trọng. Trong một ngày mà sức mạnh của Lão Thiết bị tổn thất trên 70% trở lên. Lý Ninh Sơn không ra tay thì thôi, một khi ra tay, là một đòn chí tử, không nể tình chút nào, thủ đoạn thì mạnh mẽ. Nói chung, nhậm chức làm tân bí thư thành ủy, không thể ngay lập tức phất cờ đánh chống thúc tiến chính sách mới, càng không thể thực hiện đánh quét xã hội đen. Mà chi trên danh nghĩa chỉnh đốn an ninh trên quy mô toàn bộ thành phố đã dấy lên một loạt hành động chỉnh đốn. Bởi vì hành động này tương đương với đánh thẳng vào mặt của người tiền nhiệm. Mặc dù Lý Ninh Sơn và Lý Vinh Thăng có quan hệ bình thường, nhưng cũng không thù, còn nữa với cá tính và cách đối nhân xử thế của Lý Ninh Sơn, ông ta và Lý Vinh Thăng ở trong chính trị lại không phải hai phe đối địch, do đó có thể hoàn toàn loại trừ dụng tâm báo thù của Lý Ninh Sơn. Nhưng hành động của Lý Ninh Sơn vẫn là gây nên sóng gió lớn ở tỉnh ủy tỉnh Tề, rất nhiều người bàn bạc rối rắm, Lý Ninh Sơn đang bày trò gì sau lưng. Rốt cuộc là thực lòng muốn đánh quét xã hội đen hay là có ý bao che?
cho dù đang là ngày nghỉ quốc khánh, những người ở Phẩm Đô có liên quan đều đang rầm rộ triển khai hành động đánh quét xã hội đen, như cũng trở thành đề tài của vô số người chú ý đến, bất luận là đang nghỉ hay trực ban, bất luận là chuyện phiếm hay công sự, thì đều khó tránh khỏi nói chuyện vài câu về hành động ở Phẩm Đô. Một điều mà mọi người khó lường trước được và hoài nghi chính là, Lý Vinh Thăng thân là bí thư thành ủy Phẩm Đô tiền nhiệm, thái độ đối với hành động của Lý Đinh Sơn là im lặng không nói và lảng tránh, không phát biểu ý kiến, không chủ động thảo luận, cũng không trả lời nghi vấn của bất cứ người nào, càng làm cho lòng hoài nghi của một số người nặng thêm, cho rằng giữa Lý Đinh Sơn và Lý Vinh Thăng nhất định phát sinh mâu thuẫn không hòa hợp. Và một lòng nhận định, hành động này của Lý Đinh Sơn không phải xuất phát từ mục đích chính trị, mà là muốn bôi đen mặt của Lý Vinh Thăng, và đồng thời vẫn tiếp tục mở rộng kết quả cuộc chiến lớn lên, khiến Phẩm Đô thành chiến trường để khiêu chiến Lý Vinh Thăng. Chiến trường, Hạ Tưởng nghe được không ngờ có người hình dung Phẩm Đô thành chiến trường, thì không ngừng lắc đầu cười. Trong lúc ở Bắc Kinh, hắn cũng chú ý đến tình hình của Phẩm Đô, đối với hành động của Lý Đinh Sơn tự nhiên rõ như lòng bàn tay, chẳng qua người ở Bắc Kinh, sự việc lại rất phong phú, không chú ý quá nhiều đến đánh giá của tỉnh ủy đối với sự việc ở Phẩm Đô. Không ngờ vẫn có người hiểu chuyện e sợ là thiên hạ không ổn định cho rằng hành động của Lý Đinh Sơn là sản phẩm của đấu tranh chính trị. Những người này thật không mấy hiểu về Lý Đinh Sơn. Mà sự im lặng và lảng tránh của Lý Vinh Thăng, kỳ thật là không muốn can thiệp vào công việc của Lý Đinh Sơn, cũng chính là thái độ ngầm đồng ý và ủng hộ, bị người khác hiểu lầm là vì anh ta nhân nhượng Lý Đinh Sơn. Cũng là một số người không hiểu rõ tâm tư và tính tình của Lý Vinh Thăng, càng không hiểu dụng ý đã lâu của Lý Vinh Thăng khi chuyển lên đảm nhiệm phó chủ tịch tỉnh. Không nhìn rõ tình hình chính trị, cuối cùng sẽ bị thất thế trong chính trị, cho nên, rất nhiều người cả đời lăn lộn trong quan trường, nhưng cả đời nhiều lần để cơ hội trôi qua, không trách người khác, chỉ trách chính mình quá kém cỏi. Làm chuyện gì đều phải có ngộ tính mới được. Thậm chí, Tôn Tập Dân cũng là còn thiếu một chút ngộ tính như vậy. Hạ Tưởng và Lý Đinh Sơn mặt đối mặt ngồi trong quán trà, ánh sáng chiều chiếu qua cửa sổ sát đất rộng lớn sáng ngời trên mặt đất, kỳ thực làm cho căn phòng nhỏ sáng lên, đồng thời có một hương vị tự do nhàn nhã. Hạ Tưởng trong kiếp sống quan trường vừa vội vàng vừa căng thẳng, hưởng thụ trời chiều mùa thu thoải mái như thế này, đúng là rất khó. Khí sắc của Lý Đinh Sơn không tệ lắm, chỉ là tóc đã bạc đi rất nhiều, cũng là do lao động trí óc quá nhiều. Trong tầm mắt của Hạ Tưởng, Lý Đinh Sơn hoàn toàn có thể tận tụy với nhiệm vụ cho đến chết, sau đó là một tấm gương tiêu biểu cho vô số cán bộ. Có lẽ ngoài tầm mắt của Hạ Tưởng, cũng có những vị quan tốt có nguyên tắc, có trách nhiệm vì dân phục vụ như Lý Đinh Sơn, nhưng Hạ Tưởng không biết, mà quan hệ giữa hắn và Lý Đinh Sơn vừa là bạn vừa là thầy, tình hữu nghị kéo dài mấy chục năm, đúng là một tình hữu nghị đáng quý. Phẩm Đô không phải là chiến trường gì đó. Lý Đinh Sơn cũng nghe phong thanh, phản đối rồi cười nói. Con người có một tật xấu, chính là thích suy bụng ta ra bụng người, giống như con ma men luôn cho rằng trên thế giới ai ai cũng đều nghiện rượu, quỷ háo sắc thì cảm thấy tất cả nam giới khi nhìn thấy nữ giới liền bất động, người mưu mô khi nhìn thấy sự cố tai nạn xe, cũng sẽ nghi ngờ có phải có người cố tình gây ra. Ha ha, tùy bọn họ nghĩ lung tung đi, tôi chỉ tự hỏi lòng không thẹn với lương tâm là được rồi. Hạ Tưởng gật đầu tán thành với cách nói của Lý Đinh Sơn. Chủ yếu cũng là do hoàn cảnh chính trị của tỉnh Tề quá phức tạp, hơn nữa Hà Giang Hải lại rời đi, bí thư đảng ủy công an mới thì vừa đến nhậm chức, còn có sự kiện thời gian trước chủ tịch tỉnh bị chất vấn, cũng không thể trách người ta, mọi chuyện đều liên tưởng đến đấu tranh chính trị. Theo tôi, thật ra Phẩm Đô vẫn được xem là gió yên sóng lặng. Thành phố lỗ, mới là chiến trường, và còn có thể là một chiến trường đấu tranh lâu dài. Lý Đinh Sơn sững người, ngạc nhiên hỏi. Sao vậy? Buổi trưa tôi, chủ tịch tỉnh Tôn và chủ nhiệm Chu vừa mới gặp mặt, cùng ăn một bữa cơm, lại được nghe kể chuyện xưa, còn nghe được lời than thở của chủ tịch tỉnh Tôn. Hạ Tưởng nói rất nghiêm túc, nhưng sắc mặt rất bình thường. Sợ là phó chủ tịch tỉnh Tần sẽ gặp phải tai tiếng vào thân. Tần Khản có vụ tai tiếng vào thân, bởi vì trong kế hoạch của Tôn Tập Dân, vụ tai tiếng chỉ là đợt sóng công kích đầu tiên. Theo sau là đợt sóng công kích thứ hai. Là nhằm vào sai lầm trong phân công công việc của Tần Khản, tiến hành ngay mặt loại trừ và áp chế, đồng thời hoàn toàn lợi dụng quyền uy của chủ tịch tỉnh, điều phối công việc của Tần Khản, khiến Tần Khản mệt mỏi mà ứng phó, không có thời gian rảnh phân tâm mà gây nên rắc rối trong vấn đề nhân sự lớn ở hội nghị. Cái gọi là đòn tấn công tốt nhất chính là phòng thủ,
Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ hẹn Hạ Tưởng gặp mặt, trước là mượn lời của Tịch Tư Tư nói ra vụ tai tiếng của Tần Khản, sau đó sau khi Hạ Tưởng nói đến tin tức Trình Tại Thuận và nha nội lén lút gặp mặt, thì Tôn Tập Dân cũng không vòng vo nữa, trực tiếp đưa ra suy nghĩ chân thực của ông ta, chính là muốn chuyển từ thế bị động sang chủ động, quyết định đánh trả Tần Khản, làm cho Tần Khản thất bại thảm hại. Tôn Tập Dân không những vô cùng khiếp sợ đối với chuyện Trình Tại Thuận và nha nội gặp nhau ở Bắc Kinh, mà còn thấy khó hiểu, ngay cả Chu Hồng Cơ cũng không thể hiểu được mối quan hệ đó, thế nên Chu Hồng Cơ đã kìm nén sự hiếu kỳ của anh ta lại, mà gọi điện thoại cho nha nội. Kết quả câu trả lời của nha nội là, Trình Nhất Dương về nước rồi, Trình Tại Thuận đến Bắc Kinh để gặp mặt Trình Nhất Dương, gã là bạn cũ của Trần Nhất Dương, lúc xưa quan hệ giữa hai người rất tốt, không ra mặt tiếp đãi cũng không được. Câu trả lời của nha nội rất thật thà, lý do cũng đầy đủ, Chu Hồng Cơ lại hỏi sau lưng chuyện này có bóng dáng của Chủ tịch Quốc hội không, chẳng qua là muốn nhắc tới một cách kín đáo chuyện Trình Tại Thuận làm khó Tôn Tập Dân. Vốn dĩ anh ta cho rằng nha nội sẽ thuận thế mà trả lời Trình Tại Thuận lúc này vẫn đang ở Bắc Kinh, vẫn chưa quay về thành phố Lỗ, không ngờ câu trả lời của nha nội làm cho Chu Hồng Cơ không nói nên lời. Anh Hồng Cơ, tôi không phải người trong quan trường, đối với sự việc trong quan trường, có lẽ không tiện lắm miệng rồi. Tôi và Trình Tại Thuận gặp mặt hoàn toàn là tính chất cá nhân, không muốn đàm luận chính trị. Thái độ hoàn toàn tỏ ra là sự việc không liên quan tới gã, khiến cho Chu Hồng Cơ không vui chút nào, cũng khiến cho Tôn Tập Dân như bị nghẹn họng, sắc mặt bất mãn vô cùng, nhưng không còn cách nào khác. Hạ Tưởng ở bên cạnh nghe một cách rõ ràng, trong lòng càng sáng tỏ mấy phần. Hôm nay gặp mặt với Lý Đình Sơn, hắn liền nói thẳng ra cuộc gặp mặt với Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ, cũng là bởi vì hắn có việc phải thương lượng với Lý Đình Sơn. Lý Đình Sơn nghe xong, khẽ nhíu mày, đứng dậy đi qua đi lại trong phòng, bỗng nhiên đấm một đấm vào phía trên cửa sổ, vẻ mặt giận dữ nói. Đều là vì lợi ích cá nhân, giải quyết việc đều không dựa vào sự công bằng, quá đáng, thật quá đáng. Lý Đình Sơn lúc thì ngọt ngào, lúc thì cũng phẫn nộ, tính cách không xác định của ông ta cũng là một nhược điểm khiến mọi người khó nắm bắt được, nhưng đối với Hạ Tưởng lại không phải vấn đề, bởi vì Hạ Tưởng càng hiểu Lý Đình Sơn hơn so với bản thân ông ta. Bí thư Lý, tôi có chuyện muốn thương lượng, muốn nhắc đến điểm mấu chốt của sự việc. Lý Đình Sơn ngồi xuống. Tôi đang nghe đây. Hạ Tưởng lấy tay chỉ ra ngoài cửa sổ. Mới đó mà đến cuối năm rồi, trước cuối năm, tỉnh Tề nhất định sẽ có nhiều mưa gió, thậm chí là cuồng phong bão tuyết. Tôi hy vọng bí thư Lý và tôi sẽ cùng nhau, tận hết khả năng lớn nhất để đưa thế cục của tỉnh Tề hướng về một mục tiêu vững vàng. Lý Đình Sơn nhẹ nhàng đập bàn. Không thành vấn đề, cũng hợp với nguyện vọng của tôi, phó bí thư Hạ, như thế nào, tôi phải làm như thế nào. Nếu đổi là người khác, đối mặt với thư ký của mình trước kia, e rằng rất khó tự do tự tại mà đối mặt với một Hạ Tưởng có xếp hạng trong tỉnh ủy còn cao hơn rất nhiều so với ông ta. Nhưng Lý Đình Sơn lại không, trong xương cốt ông ta có một sự chính trực hoàn toàn khác người bình thường. Hạ Tưởng lấy trà thay rượu. Bí thư Lý, tôi kính anh. Lý Đình Sơn uống một hơi cạn sạch. Tôi hy vọng tỉnh Tề sẽ sớm ngày nghênh đón một mùa xuân trời trong nắng ấm. Gió xuân, trong lòng Hạ Tưởng thầm nghĩ, có lý do để tin tưởng vào mùa xuân của tỉnh Tề, vẫn còn nhiều đoạn đường phải đi, bởi vì, từ hành động của Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ, và từ hoạt động của Trình Tại Thuận và Tần Khản ở Bắc Kinh có thể thấy, nhất định có một trận ác chiến. Hạ Tưởng càng rõ ràng hơn chính là, chỉ dựa vào sự liên kết giữa hắn và Lý Đình Sơn, nhất định không thể ngăn nổi được trận chiến lớn cuối cùng giữa hai bên vốn đã rất căng thẳng, hắn vẫn phải đoàn kết thêm nhiều lực lượng. Buổi tối, Hạ Tưởng không cùng Lý Đình Sơn ăn bữa tối, bởi vì hắn phải cùng Ôn Tử Tuyền và Ngô Thiên Thiếu cùng nhau ăn cơm, phải tranh thủ trước khi đi làm trở lại. Đoạt trước một bước lên khung, cũng giống như Tôn Tập Dân, chiếm trước tiên cơ của Tần Khản và Trình Tại Thuận. Ngoài Ôn Tử Tuyền và Ngô Thiên Thiếu ra, Hạ Tưởng còn mời một người quan trọng. Cuộc gặp mặt buổi chiều được sắp xếp ở Trang Viên Tĩnh Tâm. Trang Viên Tĩnh Tâm nằm ở ngoại ô thành phố, vừa yên tĩnh lại có vẻ không quá chính thức, rất thích hợp cho một cuộc nói chuyện về một số việc vừa chính thức vừa cởi mở. Nếu chỉ có một mình Hạ Tưởng xuất hiện thì có vẻ quá cá nhân. Còn nếu chỉ có Ngô Thiên Tiếu đi cùng thì lại có hơi quá chính thức, có Ôn Tử Tuyền ra mặt thì ý nghĩa sẽ khác. Tuy Ôn Tử Tuyền là phó trưởng ban thư ký ở tỉnh ủy nhưng cô ấy vẫn là phụ nữ, một người phụ nữ có phong thái hiểu điệu, cho nên khi cô ấy xuất hiện vừa có thể lấy thân phận là phó trưởng ban thư ký để đi cùng, cô
cũng có thể chỉ xem cô ấy thuần túy là một người phụ nữ, sẽ có tác dụng làm xoa dịu và khiến bầu không khí sinh động hơn. Vì vậy, khi Lý Vinh Thăng và Phùng Nhân Long quyết định cùng nhau xuất hiện ở trước cửa trang viên Tĩnh Tâm, thấy hàng người phía sau Hạ Tưởng có Ôn Tử Tuyền thì không khỏi nhìn nhau cười, đều đã ngầm hiểu được sự sắp đặt tỉ mỉ của Hạ Tưởng. Đúng vậy, Hạ Tưởng mời những nhân vật quan trọng là Lý Vinh Thăng và Phùng Nhân Long, là hai người, nhưng nói chính xác hơn thì thực ra nhân vật quan trọng chỉ có mình Phùng Nhân Long mà thôi. Đương nhiên, cũng không phải nói Lý Vinh Thăng không quan trọng, mà vì Lý Vinh Thăng và Hạ Tưởng đã có mối quan hệ thân thuộc từ trước, cuộc gặp mặt hôm nay đối với y là lẽ đương nhiên, nhưng đối với Phùng Nhân Long mà nói thì lại là lần đầu gặp mặt riêng với Hạ Tưởng. Nói cho cùng, thực ra Lý Vinh Thăng cũng là lần đầu tiên gặp mặt riêng với Hạ Tưởng, lúc trước chỉ là gặp nhau khi có việc cần giải quyết, tuy cũng có cuộc nói chuyện thấu đáo nhưng lại không có một cuộc gặp mặt trò chuyện chính thức như bạn bè với nhau. Hôm nay Hạ Tưởng mời cả y và Phùng Nhân Long cùng đến gặp mặt hiển nhiên là có thâm ý sâu sắc. Hạ Tưởng đứng trong hàng ngũ chào đón, tỏ thái độ rất có thành ý, vì thứ hạng của Hạ Tưởng cao hơn Lý Vinh Thăng và Phùng Nhân Long. Lý Vinh Thăng đi chậm nửa bước chờ Phùng Nhân Long chủ động tiến lên trước, bởi vì thứ hạng của Phùng Nhân Long còn cao hơn y. Phùng Nhân Long dừng lại không tiến lên trước, dường như có ý muốn chờ Lý Vinh Thăng chủ động bước lên trước, lại dường như là cố ý chờ Hạ Tưởng tiến thêm mấy bước nữa. Lý Vinh Thăng liền liếc nhìn Phùng Nhân Long một cái, trong lòng nghĩ đúng là một Phùng Nhân Long có thâm ý thật sâu sắc, lần đầu gặp mặt đã có ý thăm dò Hạ Tưởng. Lý Vinh Thăng và Phùng Nhân Long đều không cùng một phe, cũng không có giao tình cá nhân nào, nhưng tính cách của Phùng Nhân Long có chút thẳng thắn, chủ động đề xuất có ý muốn đi cùng y, y cũng không đành từ chối, liền cùng Phùng Nhân Long đi đến cuộc gặp mặt, thật ra theo y nghĩ thì mỗi người tự đi thì tốt hơn. Y cũng biết rõ Phùng Nhân Long thực ra là người của Quan Viễn Khúc, mà Quan Viễn Khúc thân là một nhân vật đại diện cho thế lực gia tộc, thực ra là có liên quan với gia tộc đứng đầu trong bốn đại gia tộc là nhà họ Ngô, nhưng cũng không thân thiết như mọi người nghĩ. Nếu nói bốn nhà Ngô, Mai, Phó, Khâu là đại diện cho bốn thế lực gia tộc mới thì với thế lực mà Quan Viễn Khúc đứng đầu là đại diện cho thế lực gia tộc cũ, có điểm tương đồng với thế lực của bốn gia tộc nhà họ Ngô. Và cũng có điểm không giống nhau. Xét từ bản chất thì Quan Viễn Khúc về mặt tình cảm cũng vẫn sẽ tiếp cận với thế lực gia tộc, nhưng một khi y nắm được quyền hành thì tất nhiên sẽ duy trì một mối quan hệ với vẻ ngoài xa lạ nhưng bên trong lại rất mật thiết với thế lực gia tộc, để tiện việc duy trì sự cân bằng giữa các thế lực lớn trong nước. Phùng Nhân Long làm vật thử của Quan Viễn Khúc trong lần đầu tiên đưa thế lực của mình vào địa phương, cũng là một tuyệt chiêu để thăm dò phản ứng từ mọi phía. Phùng Nhân Long cũng không còn trẻ, hầu như không còn khả năng tiến lên chức chủ tịch tỉnh, nếu không có gì thay đổi thì nhiệm kỳ ở tỉnh Tề sẽ là nhiệm kỳ cuối cùng của ông ta, cũng là một trong những nguyên nhân mà ông ta đến được tỉnh Tề một cách thuận lợi, bởi vì ông ta không có ý nhằm vào vị trí chủ tịch tỉnh và tỉnh ủy ở tỉnh Tề, mà an phận rất nhiều. Hạ Tưởng dường như không chú ý đến bước chân trần trừ của Phùng Nhân Long, hắn tiếp tục sải bước tiến về phía trước, đi đến trước mặt Phùng Nhân Long và Lý Vinh Thăng đã chủ động đưa tay ra nhiệt tình bắt tay với Phùng Nhân Long. Anh Nhân Long, đáng lẽ là đã sớm mời anh ăn bữa cơm nhưng mãi không rút ra được thời gian, hôm nay cuối cùng cũng có dịp. Anh nói xem, cũng không phải là quá trễ đúng không? Lời nói của Hạ Tưởng có hàm ý khác, Phùng Nhân Long cũng thầm cười. Không trễ, không trễ. Thực ra tôi phải sớm báo cáo công tác với Phó Bí Thư Hạ mới đúng, nhưng đúng ngay ngày lễ Quốc Khánh cho nên không đúng dịp. Hôm nay Phó Bí Thư Hạ đích thân mời tôi ăn cơm là vinh hạnh của tôi. Phùng Nhân Long cũng vừa từ Bắc Kinh trở về, thực ra trước lễ Quốc Khánh ông ta vốn dĩ cũng có thời gian gặp Hạ Tưởng nhưng lại không gặp, như vậy đã nói rõ điều gì, nhưng ngoài mặt phải nói sao cho dễ nghe nên lời nói cũng rất khách sáo. Cuộc bắt tay hàn huyên giữa Hạ Tưởng và Lý Vinh Thăng rất ngắn gọn, chỉ nhẹ nhàng bắt tay, thậm chí lời nói cũng giản lược, càng nói ít lại càng tỏ ra có quan hệ thân thiết. Sau đó Hạ Tưởng cũng đơn giản giới thiệu Ôn Tử Tuyền và Ngô Thiên Thiếu với Phùng Nhân Long và Lý Vinh Thăng. Phùng Nhân Long và Lý Vinh Thăng đều rất khôn ngoan, đều không đưa thư ký theo. Sau khi vào trong phòng, Ôn Tử Tuyền nhiệt tình tiếp đãi mọi người, đảm nhận vai trò tiếp khách, mà Ngô Thiên Thiếu thì dứt khoát đứng ở một bên, cũng không ngồi xuống, y đảm nhiệm vai trò phục vụ. Lý Vinh Thăng mở đầu câu chuyện. Tôi mới vừa từ Bắc Kinh trở về, nghe nói Phó Bí Thư Hạ và Bí Thư Phùng cũng đã đến Bắc Kinh một chuyến. Tiếc là chúng ta không có cơ hội ở Bắc Kinh họp mặt.
Trên cơ bản các lãnh đạo ở các tỉnh từ cấp bậc phó tỉnh trở lên mỗi lần nghỉ lễ đều rút thời gian đến Bắc Kinh để lo đút lót hoặc thăm hỏi lãnh đạo và thủ trưởng lão thành v.v. Tóm lại, mỗi người đều có việc riêng, đều rất bận rộn, trừ phi là muốn dậm chân tại chỗ, huống hồ gì những quan chức trẻ tuổi cấp phó tỉnh đều có tương lai tốt đẹp như Lý Vinh Thăng thì tất nhiên sẽ xem Bắc Kinh là một nơi đầy triển vọng. Phùng Nhân Long về Bắc Kinh có dụng ý gì thì không ai biết. Nhưng Lý Vinh Thăng vừa nói xong thì Phùng Nhân Long liền tiếp lời. Phó Bí Thư Hạ ở Bắc Kinh có rất nhiều việc, cho dù Chủ tịch tỉnh Lý mời anh ấy thì chưa chắc anh ấy có thời gian. Không giống như tôi, đến Bắc Kinh là để gặp mặt Chủ tịch quan, sau đó là hết việc nhẹ nhõm cả người và quay về thành phố Lỗ. Phùng Nhân Long cũng rất thú vị, đi thẳng vào vấn đề, chỉ rõ việc y đến Bắc Kinh để gặp mặt quan Viễn Khúc, xem ra cũng có ý ám chỉ. Lý Vinh Thăng bật cười. Trùng hợp quá, tôi cũng có gặp mặt với chủ tịch quan và trò chuyện vài câu. Trong thời gian ở Bắc Kinh Hạ Tưởng không gặp mặt quan Viễn Khúc, không những không gặp mặt ngay cả điện thoại cũng không gọi một cuộc, không phải có ý lơ là, cũng không phải quan hệ xa lạ mà là thời cơ không thích hợp. Trong tình huống âm thầm gặp mặt riêng với Tổng Bí Thư lại được Chủ tịch Quốc hội long trọng tiếp đãi thì quan Viễn Khúc đương nhiên sẽ không xuất hiện chạm trán với Hạ Tưởng. Đại Phúc Thịnh cũng có cách nghĩ như vậy. Thực ra Hạ Tưởng không biết rằng, cho dù là quan Viễn Khúc hay Đại Phúc Thịnh đều có ý định muốn gặp mặt hắn ở Bắc Kinh. Nhưng sau khi được biết hắn và Tổng Bí Thư gặp nhau thì họ đã từ bỏ ý định đó, nhất là sau khi hắn và Ngô Hiểu Dương xảy ra xung đột, là một nhân vật quan trọng trong nhiệm kỳ sau của Trung ương, lúc này không nên tiếp cận với Hạ Tưởng để tránh người ngoài hiểu lầm. Chủ tịch quan rất quan tâm tới công tác ở tỉnh Tề. Hạ Tưởng nhân cơ hội nói một câu, nâng ly mời hai người họ. Tôi kính Bí Thư Phùng và Phó Chủ tịch tỉnh Lý một ly. Rượu quá tam tuần, nói quá ngũ vị, không khí dần dần trở nên tự nhiên hơn, chủ yếu là giữa Hạ Tưởng và Lý Vinh Thăng vốn dĩ đã quá quen thuộc mà Phùng Nhân Long có thể cũng nhận ra có chút thân tình với Hạ Tưởng, hoặc là trong chuyến đi đến Bắc Kinh của y đã nhận được ám chỉ gì từ quan Viễn Khúc, tóm lại, bầu không khí hài hòa giữa ba người tiến triển nhanh hơn trong tưởng tượng. Còn có Ngô Thiên Tiếu ở cạnh bên đôi lúc chen vào nói vài câu. Và sự xuất hiện của Ôn Tử Tuyền đã có tác dụng rất tốt khiến cho bầu không khí trở nên dịu dàng hơn. Dù sao nhất cử nhất động của cô ấy rất tao nhã và cũng rất nữ tính, cùng với việc cô ấy rất chăm chút vào cách ăn mặc, trang điểm nhẹ nhàng và bộ trang phục làm tôn lên thân hình duyên dáng của người phụ nữ, rất sắc sảo, tuy là không cố ý mê hoặc lòng người nhưng rượu không say thì người cũng tự say. Mặc kệ cuộc gặp mặt có mục đích gì, mặc kệ là bàn chuyện lớn hay chuyện nhỏ thì bầu không khí là điều quan trọng nhất. Bầu không khí tốt thì mới có cơ sở để nói chuyện. Nói đến sự quan tâm của quan Viễn Khúc đến cục thế của tỉnh Tề, Hạ Tưởng dần dần chuyển đề tài nói về cục thế của tỉnh Tề. Hạ Tưởng chỉ vừa nhắc đến, Ôn Tử Tuyền liền ngầm hiểu và thay Hạ Tưởng mở đầu. Lễ Quốc Khánh năm nay thật náo nhiệt, Phó Chủ tịch tỉnh Tần người thì đã đến Bắc Kinh nhưng lại gây ra tai tiếng ở thành phố Lỗ. Ôn Tử Tuyền đưa ánh mắt nhìn lướt qua Phùng Nhân Long và Lý Vinh Thăng, cười mỉm và nói. Các vị lãnh đạo đừng chê cười, phụ nữ mà, rất thích tám chuyện, chẳng qua là vụ tai tiếng của Phó Chủ tịch tỉnh Tần rất thú vị. Hạ Tưởng cũng không ngăn Ôn Tử Tuyền lại, Phùng Nhân Long và Lý Vinh Thăng biết được Ôn Tử Tuyền khơi mào chuyện tai tiếng của Tần Khản, sau đó nhất định sẽ có dụng ý nên cũng xem như là trò cười sau bữa ăn, tươi cười tỏ vẻ tò mò. Ngô Thiên Tiếu liền hỏi, thú vị ở chỗ nào? Chẳng lẽ còn thú vị hơn chuyện tai tiếng của chủ nhiệm Chu sao? Ôn Tử Tuyền nói, xem như anh nói đúng, chuyện của Phó Chủ tịch tỉnh Tần cũng có chút liên quan đến chủ nhiệm Chu, bởi vì nhân vật nữ chính trong câu chuyện là cùng một người. Ngô Thiên Tiếu ngạc nhiên nói, là Dương Ngân Hoa sao? Làm sao có thể? Sao lại không? Ôn Tử Tuyền xua tay. Lúc đầu tôi cũng không tin lắm, sau đó tin đồn gần như thật nên có hơi tò mò và cố tình đi dò hỏi. Nói đến đây, cô ấy còn cố tình trừng mắt nhìn. Dường như có chút ngại ngùng. Ôn Tử Tuyền đã đạt được hiệu quả muốn có, Lý Vinh Thăng cũng chủ động phối hợp, nói. Tôi cũng có nghe qua chuyện tai tiếng của Tần Khản, bây giờ đã lan truyền ra cả ủy ban tỉnh ủy, chờ sau khi ông ấy trở về có thể sẽ có chuyện đây. Từ đầu đến giờ Phùng Nhân Long chỉ mỉm cười không nói gì, chờ Lý Vinh Thăng mở miệng nhắc đến chuyện này cuối cùng y cũng mở miệng. Tôi vừa về cũng có nghe nói đến. Dương Ngân Hoa và hai vị lãnh đạo tỉnh ủy gây ra chuyện tai tiếng Âu cũng là chuyện lạ, ha ha. Nếu chỉ là tin đồn thì không sao, chỉ sợ là sau việc đó sẽ có rất nhiều lời bàn tán.
Hạ Tưởng thành khẩn nói, đi vào vấn đề chính. Tôi nghĩ dù là Tổng Bí Thư hay là Chủ tịch Quan đều hy vọng đợt thay đổi nhiệm kỳ ở tỉnh Tề vào năm sau được tốt đẹp. Lý Vinh Thăng im lặng không lên tiếng, Phùng Nhân Long thì kinh ngạc, hỏi. Ý của Bí Thư Hạ là? Ý của tôi là? Hạ Tưởng tăng thêm giọng điệu. Tôi có một quyết định quan trọng, cần Bí Thư Phùng và Phó Chủ tịch tỉnh Lý phối hợp với tôi. Bình tĩnh mà xem xét lại, Hạ Tưởng và Phùng Nhân Long cũng không quen thân lắm. Chẳng những không quen thân, thậm chí có thể nói kể cả một chút quan hệ cá nhân cũng không có, cho nên trong bầu không khí hài hòa đó Hạ Tưởng đã mở miệng nói ra yêu cầu phối hợp công việc với Phùng Nhân Long và Lý Vinh Thăng, dường như đang trở nên thân thiết hơn. Lý Vinh Thăng còn được, dù gì cũng có quen biết Hạ Tưởng, hơn nữa cũng có liên hệ qua lại với nhau, đề nghị của Hạ Tưởng cũng nằm trong dự đoán của y cũng rất hòa nhã gật đầu nói. Không vấn đề gì, xin Phó Bí Thư Hạ cứ nói ý kiến ra. Nếu nói về quan hệ xa gần với Phùng Nhân Long thì cũng không xa bằng mối quan hệ giữa Hạ Tưởng và Lý Vinh Thăng, bởi vì Quan Viễn Khúc cũng không xa lạ gì với Hạ Tưởng, không những không xa lạ mà sau này còn có khả năng còn thân thiết hơn so với mối quan hệ giữa Tổng Bí Thư và Hạ Tưởng. Nếu nói Tổng Bí Thư cất nhắc Hạ Tưởng là vì kế hoạch lâu dài, là căn cứ vào nhu cầu quan điểm chính trị, như vậy quan hệ giữa Quan Viễn Khúc và Hạ Tưởng không chỉ là sự cất nhắc mà còn có ý bắt tay hợp tác. Sau này Quan Viễn Khúc muốn nhanh chóng đứng vững, thúc đẩy quan điểm chấp chính của mình và xác lập địa vị lãnh đạo trung tâm thì không những cần có sự đồng ý của các thế lực khác mà cũng cần phải có sự hô ứng của các quan chức cấp cao địa phương. Dựa vào thực lực và thế lực hiện giờ của Hạ Tưởng, sau khi tiến vào cấp bộ trưởng nhất định sẽ trở thành một ngôi sao chính trị mới. Điều quan trọng là Hạ Tưởng chẳng những có tài năng chính trị hơn người mà còn có thực lực đáng sợ, là điểm tựa của các lực lượng ở khắp nơi. Kể cả Tổng Bí Thư cũng phải ưu ái với hắn. Quan Viễn Khúc vừa lên nhậm chức, muốn mở cục diện mới cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ không ít của Hạ Tưởng. Căn cứ vào các nguyên nhân kể trên, Phùng Nhân Long phải nhún nhường Hạ Tưởng mấy bước, huống hồ gì thứ hạng của Hạ Tưởng ở tỉnh Tề còn cao hơn y. Nhưng, Phùng Nhân Long lại phản ứng chậm chạp trước giọng điệu trịnh trọng của Hạ Tưởng, một lúc sau mới chậm rãi nói. Chỉ cần đi theo phương châm có lợi cho sự phát triển và ổn định đoàn kết ở tỉnh Tề thì chỉ cần Phó Bí Thư Hạ chỉ bảo, tôi nhất định sẽ chấp hành. Giọng điệu rất kiên định nhưng rõ ràng là nói cho có, trả lời theo kiểu có việc là làm theo. Sắc mặt của Ôn Tử Tuyền và Ngô Thiên Tiếu cũng thay đổi, có thể nói hôm nay Phó Bí Thư Hạ rất có thành ý. Thậm chí còn để Lý Vinh Thăng đi cùng là muốn mượn cớ để thể hiện đủ thiện ý với Phùng Nhân Long, không ngờ Phùng Nhân Long đã ăn uống no say rồi. Bầu không khí cũng thân thiết hơn nhưng y vẫn tỏ thái độ lãnh đạm, thật không biết điều. Ôn Tử Tuyền nhìn sang Hạ Tưởng. Hạ Tưởng còn đang cười, cười rất thoải mái không một chút gượng ép, không bị ảnh hưởng bởi thái độ bình thản của Phùng Nhân Long. Ngược lại Lý Vinh Thăng dường như còn thấy hơi khó hiểu, ánh mắt tỏ ra có chút bất mãn nhìn Phùng Nhân Long, có ý là với địa vị và thân phận của Hạ Tưởng thì câu trả lời của Phùng Nhân Long có vẻ rất hờ hững. Sắc mặt của Phùng Nhân Long không thay đổi. Vô cùng bình tĩnh, vẫn thờ ơ trước ánh nhìn của Lý Vinh Thăng. Hạ Tưởng lại lên tiếng. Những ai hiểu tôi đều biết rằng đằng sau mỗi quyết định của tôi ở tỉnh Tề đều xuất phát từ việc dựa vào kế hoạch ổn định đoàn kết của tỉnh Tề. Tôi mời Bí Thư Phùng và Phó Chủ tịch Lý phối hợp làm cùng tôi, điều kiện tiên quyết là nếu chẳng may xảy ra chuyện không thể khống chế thì hy vọng Bí Thư Phùng và Phó Chủ tịch Lý sẽ duy trì tính nhất trí với tôi trong hội nghị thường vụ. Phùng Nhân Long rốt cục cũng thay đổi sắc mặt. Ngây người sửng sốt. Phó Bí Thư Hạ có tin tức gì từ bên trong sao? Hạ Tưởng lại bật cười. Bí Thư Phùng mới đến tỉnh Tề, có thể không hiểu rõ tình hình ở tỉnh Tề nhưng có lẽ cũng đã nghe được những động tĩnh lớn nhỏ ở tỉnh Tề trong thời gian qua. Hiện tại dường như đã yên tĩnh nhưng thật ra cũng còn rất nhiều mạch nước ngầm đang chuyển động. Ai đã dấn thân vào trong đó thì không thể đứng ngoài cuộc, cho nên tiếp nhận điều mới hay cứ để mặc trôi theo dòng nước, tất cả chỉ khác nhau một ý nghĩ. Tôi ở Bắc Kinh nghe được rất nhiều tin tức, sau khi trở về thành phố Lỗ lại cùng Chủ tịch tỉnh Tôn và chủ nhiệm Chu gặp mặt, bây giờ nghe nói Phó Chủ tịch tỉnh Tần vừa mới về thành phố Lỗ, còn Trình Tại Thuận vẫn đang ở Bắc Kinh chưa về. Nói một câu khó nghe là, Bí Thư Phùng không thể chỉ lo cho mình, hơn nữa những việc anh tiếp nhận lại là do Hà Giang Hải để lại, đầu năm sau khi chính quyền tỉnh thay đổi nhiệm kỳ mới nhất định sẽ đưa ra quyết định. Hạ Tưởng nói một cách đầy hàm xúc, Phùng Nhân Long lại hiểu rất rõ. Sắc mặt của y thay đổi không ngừng, ánh mắt hướng về bàn ăn, không có tiêu điểm, cũng không chuyển động, rõ ràng là đang suy nghĩ về những lời nói của Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng nói cũng đúng, trước khi Phùng Nhân Long đến tỉnh Tề nhậm chức cũng đã có nghe nói về cục thế của tỉnh Tề. Tuy là không biết rõ nhưng lại hiểu được không ít nội tình, trong lòng y cũng sớm có toán tính đối với việc tranh giành cấu xé lẫn nhau trong nội bộ tỉnh Tề cùng với việc Tần Khản và Tôn Tập Dân đấu tranh kịch liệt. Thực ra y muốn đứng ở ngoài cuộc, không muốn gia nhập vào bất cứ một thế lực nào. Nhưng tình thế luôn mạnh hơn người, cũng tàn khốc và thực tế hơn so với những gì mình nghĩ. Lời nói của Hạ Tưởng như một tiếng chuông cảnh báo, không ngừng vang vọng bên tai y, đã nhắc cho y một sự thật là muốn tự lo cho bản thân mình để không bị bất cứ cơn sóng nào đánh ngã trong những đợt sóng mãnh liệt tiếp theo ở tỉnh Tề thì độ khó rất cao. Không nhắc đến quan hệ của y với Quan Viễn Khúc, chỉ nhìn vào điểm cao nhất của đạo đức, y không có lý do gì từ chối sự lôi kéo của Hạ Tưởng. Huống hồ gì hôm nay Hạ Tưởng đã mở một buổi yến tiệc và còn có cả một nhân vật quan trọng đi cùng. Lý Vinh Thăng là một bố cục quan trọng của Tổng Bí Thư ở trong tỉnh Tề, sau này ở tỉnh Tề hay ở trong nước nhất định sẽ có triển vọng lớn. Người có triển vọng lớn nhất là Hạ Tưởng. Nhớ lại việc Quan Viễn Khúc đã đặc biệt dặn dò y, sắc mặt của Phùng Nhân Long đã dịu lại, thái độ thả lỏng, trịnh trọng nâng ly lên. Tôi mời Phó Bí Thư Hạ một ly. Lý Vinh Thăng cũng nhân tiện nâng ly lên. Tôi cũng tiếp một ly. Hạ Tưởng nâng ly trên tay. Cùng nâng, cùng nâng. Buổi tối mùa thu, trời đêm lạnh như nước. Về đến nhà, Hạ Tưởng không thấy buồn ngủ, mở máy tính để lên mạng trò chuyện với Phó Tiên Tiên vài câu. Trong thời gian nghỉ lễ Quốc Khánh Hạ Tưởng đã không gặp Phó Tiên Tiên, Phó Tiên Tiên ít nhiều gì cũng có ý kiến, trách móc Hạ Tưởng có mới nới cũ. Thực sự mà nói thì lúc này đừng nói Phó Tiên Tiên là tình yêu cũ của Hạ Tưởng mà ngay cả tình yêu mới cũng không phải. May mà Hạ Tưởng cũng hiểu được tâm tư của phụ nữ là làm nũng để người khác thấy được sự tồn tại của mình nên đã an ủi cô ấy vài câu. Phó Tiên Phong đã về Bắc Kinh. Vốn dĩ Phó Tiên Phong không muốn về Bắc Kinh, việc ở tỉnh Tương rất nhiều, không có đủ thời gian nhưng sức khỏe của ông cụ Phó không được tốt, thời gian lễ Quốc Khánh có dấu hiệu phát bệnh, y cần phải về Bắc Kinh thăm nhà. Biết tin ông cụ Phó bệnh tình thất thường, trong lòng Hạ Tưởng có chút nặng nề, chẳng lẽ ông cụ Phó không qua khỏi năm nay? Tốt xấu gì cũng phải gắng gượng đến đợt thay đổi nhiệm kỳ của Trung ương trong năm sau, dù gì có một vị lão thành chấn giữ, cho dù là nằm trên giường bệnh cũng sẽ có tác dụng tượng trưng rất lớn. Gần đây Phó Tiên Tiên cũng không có việc gì, có hơi lười nhác, hơn nữa bệnh tình của ông cụ Phó cũng thất thường, trong thời gian ngắn sẽ không rời khỏi Bắc Kinh, sẽ ở lại chăm sóc cho ông cụ Phó. Vậy là đúng ý anh rồi, anh có thể muốn làm gì thì làm, nghe nói phu nhân còn chưa quay về, anh có thể phát triển với mục tiêu mới rồi. Tốc độ đánh chữ của Phó Tiên Tiên đã nhanh hơn đáng kể, dù chỉ nhìn chữ không nghe được giọng nói nhưng cũng có thể thấy rõ được sự ghen tuông từ trong câu chữ. Người hiểu anh chỉ có mình em. Hạ Tưởng trêu chọc một câu rồi mới nói tiếp. Nếu là Phó Tiên Phong thì anh ấy sẽ không nói với anh như vậy, bởi vì anh ta biết được tình hình ở tỉnh Tề không mấy lạc quan. Dựa vào vị trí và lập trường của anh hiện giờ, đừng nói là không có lòng dạ nào để tâm đến phụ nữ, cho dù có cũng e rằng không thể. Chẳng lẽ anh còn trẻ mà sức khỏe đã kém rồi sao? Nhất định phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng để hạnh phúc của mấy chục năm sau hao tổn hết chỉ trong vài năm, đến lúc đó anh phải chống gậy mà đi thì đừng có hối hận. Lời nói của Phó Tiên Tiên rõ ràng có ý khác, là cố ý dụ dỗ Hạ Tưởng mắc mưu. Hạ Tưởng không bị mắc mưu. Lại nói đùa vài câu rồi mới kết thúc cuộc đối thoại với Phó Tiên Tiên, bởi vì Vệ Tân cũng đang online. Trong mấy người phụ nữ đó, Liên Nhược Hạm vì đang mang thai gần đây rất ít khi lên mạng, Tào Thù Lê lên mạng cũng không nhiều, chủ yếu là cô ấy tập trung hết mọi tâm huyết vào con cái. Người thích lên mạng nhất ngoài Phó Tiên Tiên ra là Vệ Tân, ngoài ra còn có Tống Nhất Phàm. Tuy nhiên gần đây Tống Nhất Phàm lên mạng không nhiều, đoán chừng là vì phải đi cùng Tống Chiêu Độ. Tống Nhất Phàm ít có dịp được rời khỏi Bắc Kinh đi đến Cát Giang, nhất định sẽ chơi rất vui. Không trò chuyện nhiều với Vệ Tân, chủ yếu là Vệ Tân có hơi mệt, dạo gần đây công tác phát triển của công ty cũng rất thuận lợi, lợi nhuận trong tương lai của công ty rất khả quan. Sau khi Vệ Tân tham dự lễ cưới của Tùng Phong Nhi xong thì bận đến tối mặt tối mày, với lại Tống Nhất Phàm không có ở bên cạnh giúp cô ấy, một mình cô ấy thì có hơi quá sức. Mệt thì mệt nhưng lại là bận rộn trong hạnh phúc. Vệ Tân tuy không phải là hình tượng nữ doanh nghiệp nhưng cô ấy cũng có mặt mạnh, cũng hy vọng độc lập tự chủ, không cần phải kiếm thật nhiều tiền, ít ra cũng phải nuôi sống được mình không phải lo cơm áo gạo tiền. Cộng thêm một loạt kế hoạch của Hạ Tưởng vốn là người rất hiểu biết về kinh tế, muốn mở rộng quy mô, muốn thâu tóm thị trường,
cô ấy cũng không muốn trở thành người ngoài cuộc, cũng muốn bỏ công bỏ sức ra, cho nên cũng đang cố gắng làm cho công ty càng thêm lớn mạnh. Lẽ nào Hạ Tưởng lại không hiểu suy nghĩ của Vệ Tân? Hắn không biết phải khuyên Vệ Tân như thế nào, hắn cũng biết rõ tính khí của Vệ Tân, tuy là mềm yếu nhưng lại rất bền bỉ, đã nhắm vào mục tiêu là sẽ không quay đầu lại, vậy thì cứ để cô ấy đi thì tốt hơn, đi được bao xa thì đi, một người phụ nữ có việc để làm mới là người phụ nữ hạnh phúc. Vệ Tân đã offline, lại có một người lên mạng chủ động bắt chuyện với Hạ Tưởng là Mai Hiểu Lâm. Mai Hiểu Lâm càng ít khi online, chưa bao giờ trò chuyện với Hạ Tưởng trên mạng. Hôm nay là lần đầu tiên chủ động bắt chuyện nhưng nói không nhiều, hơn nữa đề tài đưa ra cũng khiến Hạ Tưởng bất ngờ. Hạ Tưởng, có một việc muốn cùng anh thương lượng, em muốn đưa Mai Đình ra nước ngoài, anh có ý kiến gì không? Mai Hiểu Lâm chỉ nói quyết định của mình, không nói ra nguyên nhân phía sau quyết định của cô ấy. Hạ Tưởng không trả lời, suy nghĩ một hồi mới nói. Nếu em cảm thấy ở nước ngoài tốt hơn cho sự trưởng thành của Mai Đình thì anh không có ý kiến gì. Vậy được rồi, em sẽ nhanh chóng sắp xếp thủ tục xuất ngoại cho con bé. Có gì cần đến anh cứ nói ra. Không có. Mai Hiểu Lâm trả lời rất dứt khoát. Nếu trước khi con bé xuất ngoại anh có thể gặp con bé một lần, đó sẽ là lời an ủi lớn nhất đối với con bé. Được, anh sẽ cố gắng. Tắt máy tính, Hạ Tưởng bóp trán. Nghĩ đến một loạt những sự việc xảy ra sau khi trở về thành phố Lỗ, trong lòng càng rõ ràng thêm. Đã đến lúc đưa ra quyết định cuối cùng, kỳ nghỉ lễ quốc khánh sắp kết thúc, khi đi làm lại sẽ phải đón nhận một loạt dao động. Ngày hôm sau, Hạ Tưởng đến trực tại tỉnh ủy. Liên tiếp có vài tin tức truyền đến, một là Tần Khản bị vụ tại tiếng vây quanh nhưng lại chọn thái độ im lặng và lảng tránh, không giải thích, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Dường như chẳng thèm quan tâm đến việc này mà vẫn hăng hái tập trung tinh thần vào công việc, đến thị sát công trình trọng điểm, thăm viếng viện phúc lợi, và thăm hỏi liên đoàn tàn tật. Phó chủ tịch thường trực tỉnh bị bỏ ra rìa thật là đáng thương, được phân công quản lý toàn là những người không biết việc và một cục diện rối rắm. Nếu là người khác thì đã phản ánh vấn đề với Trung ương xin điều đi nơi khác hoặc kiện lên bí thư tỉnh ủy tố cáo sự tẩy chay của chủ tịch tỉnh. Nhưng Tần Khản thì lại không, ngược lại còn làm việc tích cực hơn và chăm chỉ hơn trước. Có thể dùng một câu thành ngữ để hình dung là đại gian tự trung, là một người gian ác nhưng bên ngoài nhìn như một người tốt. Hai là, Khâu Nhân Lễ đã về thành phố Lỗ. Khâu Nhân Lễ cũng đã về Bắc Kinh, vốn dĩ nói chỉ ở lại Bắc Kinh 2 ngày, không ngờ đã ở lại lâu hơn, cũng không biết là đã phạm sai lầm ở đâu nhưng phần lớn chắc hẳn là vì việc vào bộ. Thực ra việc Khâu Nhân Lễ về thành phố Lỗ không hẳn là tin tức gì mới, kỳ lạ là Trình Tại Thuận về chung chuyến bay với y, liền khiến người khác có chút ngờ vực, Hạ Tưởng lại tin chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, Khâu Nhân Lễ và Trình Tại Thuận chẳng can hệ gì với nhau, tuyệt đối không có khả năng hợp tác. Ba là, Trình Tại Thuận đã trở về. Thực ra Trình Tại Thuận về thì về, nếu là trước kia thì chẳng có ai chú ý đến nhất cử nhất động của ông ta nhưng bây giờ lại khác. Trình Tại Thuận đã lui về tuyến 2 không ngờ lại trở thành nhân vật làm mưa làm gió ở tỉnh Tề, sức lực còn lại được phát huy quá lớn. Nhưng việc trở về của Trình Tại Thuận thu hút sự chú ý của nhiều người, không chỉ bởi vì con trai của ông ta là Trình Nhất Dương cùng xuất hiện với ông ta mà còn có một người đi cùng Trình Nhất Dương đến thành phố Lỗ. Nha nội. Đúng vậy, đúng là nha nội. Là một kẻ gây rối ở thành phố Lỗ và cả tỉnh Tề, bóng dáng của nha nội vẫn luôn thoáng hiện ở tỉnh Tề. Từ trước giờ chưa từng đi xa. Nếu nói trước đây đều liên quan đến lợi ích kinh tế, vậy thì những việc làm của nha nội hiện giờ rốt cuộc liên quan tới lợi ích kinh tế hay có mục đích chính trị thì không ai biết được. Có thể nói, nha nội vô tình cùng chuyến bay với Trình Tại Thuận về thành phố Lỗ thực sự là một chuyện lạ không lớn cũng không nhỏ. Cho dù nha nội có thể mượn cớ cùng Trình Nhất Dương có quan hệ mật thiết để cho qua chuyện thì bất luận là Tôn Tập Dân hay là Chu Hồng Cơ cũng đều không thể tin lý do nha nội đưa ra. Hạ Tưởng lại càng không tin. Tin hay không tin không phải vấn đề quan trọng mà quan trọng là sau khi biết được tin nha nội cùng Trình Tại Thuận cùng trên một chuyến xe đến thành phố Lỗ thì sắc mặt của Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ không mấy tốt, hai người đã nhanh chóng gặp mặt và cũng không biết đã bàn bạc những gì. Dường như kỳ lễ quốc khánh đã kéo Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ xích lại gần nhau hơn, việc gì cũng cần phải gặp mặt nhau để bàn bạc, còn nha nội thì trước giờ chỉ nhúng tay vào phương diện kinh tế ở thành phố Lỗ. Chỉ mưu cầu lợi ích kinh tế, đột nhiên thái độ trở nên mờ ám không rõ phương hướng, không chỉ khiến cho Hạ Tưởng không hiểu được động cơ phía sau những thay đổi của nha nội,
cũng khiến cho Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ càng có thêm nhiều suy đoán và bất mãn. Nội bộ phe phản đối cũng không được vững chắc như thép, hành động này của nha nội không biết có phải được Chủ tịch Quốc hội bày mưu đặt kế hay không thì không biết, nhưng tuyệt đối đã được Chủ tịch Quốc hội ngầm đồng ý. Hai ngày sau, lễ quốc khánh chính thức kết thúc, tỉnh ủy đã khôi phục lại trật tự bình thường, mà vụ tai tiếng của Tần Khản càng ngày càng rối rắm. Cùng lúc đó, sau khi nha nội đến thành phố Lỗ thì như hoàn toàn biến mất không nghe thấy tin tức gì, không biết đã đi đâu, đừng nói là Hạ Tưởng thấy buồn bực, kể cả Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ cũng bực bội, khó chịu nhưng lại không tiện mở miệng hỏi rõ. Ngày đầu tiên đi làm lại, liên tiếp có hai tin tức truyền đến tỉnh ủy. Một là từ Phẩm Đô truyền đến, Lý Đình Sơn lại ra đòn mạnh, dựa vào những tội danh phạm tội đã chính thức bắt Lão Thiết đã tung hoành ở Phẩm Đô gần chục năm. Sau khi Lý Đinh Sơn lên nhậm chức chưa đầy một tháng đã bị hạ gục. Lão Thiết vừa bị hạ gục thì địa bàn của ông ấy không có ai tiếp tay, nguyên nhân là Cục Công an thành phố đã rất thẳng tay trong đợt thanh tra càn quét, đã hoàn toàn dẹp bỏ tất cả những ngọn nguồn kinh doanh bất chính, hơn nữa vì sợ Lý Đinh Sơn lại ra tay càn quét lần nữa nên khiến cho những lão đại trong giới xã hội đen ở thành phố Lỗ đành phải có thái độ đứng ngoài cuộc. Tuy nhiên cũng bởi vì Lý Đinh Sơn ra tay quá mạnh, thậm chí có không ít người nói muốn lấy mạng của Lý Đinh Sơn, sau khi y nghe được cũng không để bụng, sau lần bị uy hiếp trực tiếp ở thành phố Lỗ và thấy được sự lớn mạnh của các thế lực ở tỉnh Tề thì trong lòng của Lý Đinh Sơn đã bình yên hơn nhiều, sẽ không để cho những lời đồn đoán bên ngoài ảnh hưởng đến sự bố trí của y. Huống chi y còn có sự ủng hộ vững chắc của Hạ Tưởng. Sự ra tay của Lý Đinh Sơn nằm trong dự đoán của Hạ Tưởng. Đối với người khác có lẽ sẽ rất kinh ngạc nhưng đối với Hạ Tưởng thì chỉ là một việc tất nhiên phải xảy ra mà thôi. Trong thời gian Lý Đinh Sơn đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch tỉnh ở tỉnh ủy, vì là chức phó không có quyền độc lập, làm việc gì cũng phải bó tay bó chân, gặp rất nhiều hạn chế, bây giờ đã trở thành bí thư thành ủy ở Phẩm Đô, là nhân vật số một thật sự nên có quyền hành độc lập. Hơn nữa Lý Đinh Sơn không xem việc nhậm chức ở Phẩm Đô là bàn đạp để có thể bước chân vào chức bộ trưởng. Y chỉ dựa vào lương tâm mà làm việc, chỉ dựa vào nguyên tắc mà ra tay, không e dè sẽ đắc tội với thế lực của bên nào, cũng không xem sắc mặt của lãnh đạo trung ương để làm việc. Phải nói việc Lý Đinh Sơn đảm nhiệm chức bí thư thành ủy Phẩm Đô đối với người dân Phẩm Đô, đối với tỉnh ủy thậm chí đối với trung ương mà nói là một nước cờ hay. Nói qua cũng nói lại, đối với Lý Vinh Thăng mà nói, tạm thời dừng lại ở vị trí phó chủ tịch tỉnh để hòa hoãn làm bàn đạp cho bước tiến tiếp theo cũng là một chiêu rất tuyệt. Cho nên, dù là ai đã hoán đổi vị trí của Lý Đinh Sơn và Lý Vinh Thăng thì đều là một nước cờ rất hay được chủ tính tỉ mỉ. Cú đánh mạnh của Lý Đinh Sơn đã gây ra không ít sao động ở tỉnh ủy, không ít người bàn tán xôn xao, đều đang phân tích đằng sau cú đánh của Lý Đinh Sơn là đang tiếp tục bôi nhọ Lý Vinh Thăng hay là có mục đích chính trị gì khác. Ngay cả Khâu Nhân Lễ cũng ngồi không yên, gọi Hạ Tưởng đến hỏi vài câu về dụng ý từ những việc làm của Lý Đinh Sơn. Sau khi nghe được câu trả lời của Hạ Tưởng, Khâu Nhân Lễ mới cảm thấy yên tâm. Đã là thử thách cuối rồi. Hạ Tưởng, không nên xem thường, chờ sau khi bộ máy ủy ban nhân dân thay đổi nhiệm kỳ mới một cách yên ổn thì tỉnh Tề mới là mùa xuân. Bây giờ là thời kỳ rét lạnh nhất trước khi bước sang mùa xuân. Khâu Nhân Lễ khẽ nhíu mày, lời nói thành khẩn. Hạ Tưởng biết rõ sự yên ổn trong đợt thay đổi nhiệm kỳ mới trong bộ máy ủy ban nhân dân tỉnh đối với Khâu Nhân Lễ cũng có ý nghĩa rất lớn, dù sao Khâu Nhân Lễ cũng kiêm nhiệm chức chủ tịch hội đồng nhân dân, trong cuộc tuyển cử xảy ra bất cứ sự bất hòa nào đều bị trung ương xem là sai lầm của Khâu Nhân Lễ, nếu nghiêm trọng, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến việc vào bộ của y. Hạ Tưởng gật đầu. Xin bí thư Khâu cứ yên tâm, tôi sẽ dùng hết khả năng để đảm bảo cục thế ở tỉnh Tề được chuyển tiếp một cách thuận lợi. Khâu Nhân Lễ đứng dậy đi đến trước mặt Hạ Tưởng, tay đặt trên vai Hạ Tưởng nói. Hạ Tưởng, cậu là người tôi đã dõi theo từng bước trưởng thành, tôi luôn xem cậu như người một nhà vậy, trước giờ vẫn xem cậu và Tự Phong như hai anh em. Nhiệm kỳ ở tỉnh Tề có thể là nhiệm kỳ cuối cùng của tôi ở địa phương, có nhiều việc tôi không tiện trực tiếp ra mặt, hy vọng cậu có thể vì tương lai của tỉnh Tề mà tận tâm, tận lực hơn nữa. Hạ Tưởng cảm nhận được tình cảm nồng hậu và niềm hy vọng tha thiết của Khâu Nhân Lễ, cũng biết được đằng sau lời nói thành khẩn của Khâu Nhân Lễ đã gửi gắm kỳ vọng rất lớn vào hắn, xét theo chuyện công hay tư hắn đều phải đứng trên lập trường của Khâu Nhân Lễ, đã hiến kế và ra sức cho kế hoạch ổn định đoàn kết ở tỉnh Tề. Sau khi về đến văn phòng, khi chính thức bắt tay vào làm việc thì tin tức thứ hai lại kịp thời truyền tới, thực ra khiến cho Hạ Tưởng hơi bực.
Ngô Thiên Thiếu nhỏ giọng báo cáo. Phó Bí Thư Hạ, Diệp Thiên Nam vừa đến thành phố Lỗ, đang ở khách sạn Lỗ Năng. Diệp Thiên Nam đang trong thời kỳ căng thẳng, lại âm thầm đến thành phố Lỗ, y nhất định là có ý đồ gì đó, hơn nữa y không ở tại nhà khách của tỉnh ủy mà lại ở khách sạn Lỗ Năng tương đối vắng vẻ và hẻo lánh, có thể đoán được dụng ý của y là gì. Hạ Tưởng càng ngày càng không thích Diệp Thiên Nam, bởi vì Diệp Thiên Nam lúc nào cũng xuất hiện không đúng nơi không đúng lúc, hơn nữa còn gánh vác một sứ mệnh không thực tế, làm một việc xấu không phù hợp với thân phận của y, cũng thực sự là một loại người xấu đến triệt để, xấu một cách có cá tính. Khi nào Diệp Thiên Nam có thể ngã quỵ không thể đứng dậy nữa mới là tốt. Hạ Tưởng thậm chí không cần suy đoán mục đích đến đây của Diệp Thiên Nam thì cũng đưa ra được kết luận. Diệp Thiên Nam lần này đến là để giúp Tần Khản giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt, là để giúp Tần Khản một tay, và còn vì để quấy rối một cách triệt để và bạo lực hơn trong đợt quấy rối cuối cùng ở tỉnh Tề. Thấy Hạ Tưởng im lặng và sắc mặt không mấy vui, Ngô Thiên Thiếu lập tức biết được trong lòng Phó Bí Thư Hạ không vui, liền thử xin chỉ thị. Lãnh đạo, có cần nghĩ cách gì để khiến cho Diệp Thiên Nam ở thoải mái hơn không? Hạ Tưởng thờ ơ nhìn Ngô Thiên Thiếu một cái. Không trả lời mà ngược lại hỏi một câu. Tiêu Ngũ còn chưa tới thành phố Lỗ, cậu gọi điện hỏi thử xem. Còn nữa, dự án của tập đoàn Đạt Tài tiến triển đến đâu rồi, cũng phải hỏi thăm một chút. Nhắc đến Tiêu Ngũ trước, sau lại nhắc đến dự án của tập đoàn Đạt Tài, Ngô Thiên Thiếu không hiểu được ý đồ của lãnh đạo thì uổng công y đã theo Hạ Tưởng một thời gian dài, lập tức gật đầu, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài làm việc. Sau khi Ngô Thiên Thiếu ra ngoài, điện thoại của Hạ Tưởng vang lên. Sau khi bắt máy, giọng của một người phụ nữ vừa lạ vừa quen truyền đến, cũng dường như đã lâu không gặp. Phó Bí Thư Hạ, sau lần chia tay ở Bắc Kinh giờ lại được gặp lại ở thành phố Lỗ, tối nay có thời gian cùng nhau dùng bữa cơm không? Là Lưu Nhất Lâm. Hạ Tưởng cảm thấy Lưu Nhất Lâm vô cùng phức tạp, trong mắt của hắn, Lưu Nhất Lâm như một đám sương mù, lúc gần lúc xa, lúc thì là đồng minh có thể hợp tác, lúc thì cô ấy như đứng ở phía đối lập. Thật khiến cho người khác khó tìm được phương hướng. May là từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc hợp tác với Lưu Nhất Lâm, không đặt nhiều hy vọng vào cô ấy thì sẽ không bị thất vọng tràn trề. Thật sự không có thời gian. Thái độ của Hạ Tưởng không thân thiết cũng không xa lạ, nói. Thật ngại quá, đã có hẹn rồi. Không sao, tôi chỉ muốn thử vận may, sự thật chứng minh là vận may của tôi không được tốt. Lưu Nhất Lâm nói rất thoải mái. Thật ra tôi có một việc cần báo cáo với anh. Có chuyện gì? Câu trả lời của Hạ Tưởng có chút thờ ơ, bởi vì ý nghĩ của hắn không đặt ở Lưu Nhất Lâm mà là ở Diệp Thiên Nam. Trực giác nói cho Hạ Tưởng biết Diệp Thiên Nam lần này đến thành phố Lỗ nhất định không có việc gì tốt. Không ngờ rằng, điểm đột phá lại nằm ở việc mà Lưu Nhất Lâm sắp sửa nói ra. Thành phố Lỗ cuối thu, thời tiết có chút âm u, gió thu thổi qua mang chút se se lạnh. Bóng đêm lạnh như nước. Đứng trên đường của thành phố Lỗ dưới từng đợt gió đêm thổi qua, thật là có vài phần cảm giác mát lạnh, Hạ Tưởng mặc một chiếc áo gió màu xám, cổ áo dựng lên. Không phải hắn cố ý tỏ vẻ cool, mà là nơi này có rất nhiều người qua lại, hắn không muốn người khác nhận ra hắn là ai. Bởi vì vừa nãy hắn nhìn lướt qua thấy có vài người quen vừa cười nói vừa từ chỗ không xa đi qua, vào trong quán rượu. Quán rượu mà Hạ Tưởng đang đứng có tên gọi là Túy Tiên Cư. Tuy tên có vẻ quê mùa nhưng phong cách trang trí và thiết kế chỉnh thể cũng có vài phần tiên khí. Đương nhiên, người trần tục, lăn lộn trong ngũ dục hồng trần, ngợp trong vàng son, toàn thân tục khí, một chút cũng không dính dáng đến tiên khí. Gọi là Túy Tiên Cư nhưng chỉ là học đòi văn vẻ mà thôi. Còn may, ít nhất còn có người chịu học đòi văn vẻ, so với một số người quan cao chức trọng chỉ thích đi xóm cô đầu và bàn luận chính sự trên trời dưới đất mạnh hơn rất nhiều. Vì vậy trong mắt Hạ Tưởng, Diệp Thiên Nam ít nhất cũng có chỗ tốt đó là không háo sắc. Đúng rồi, nếu muốn phóng đại ưu điểm của Diệp Thiên Nam thì trong số tất cả những người Hạ Tưởng quen biết, người đem việc học đòi văn vẻ làm được không giấu vết và hoàn toàn tự nhiên chỉ có Diệp Thiên Nam mà thôi. Nếu Diệp Thiên Nam biết Hạ Tưởng đánh giá y cao như vậy cũng rất vui mừng rồi, ít nhất cũng giảm bớt sự buồn bực và vận xui trong lòng y. Không sai, lúc Hạ Tưởng đứng ở cửa Túy Tiên Cư đợi người. Vô ý nhìn thấy Diệp Thiên Nam cũng đến ăn cơm. Nếu chỉ là một mình Diệp Thiên Nam thì cũng không nói làm gì, bên cạnh Diệp Thiên Nam lại có mấy người, không chỉ có Tần Khản, Trình Tại Thuận mà còn có nha nội. Đúng, đúng là nha nội. Chính là bởi vì ánh mắt vô tình lướt qua của Hạ Tưởng,
không nghĩ hôm nay sẽ có phát hiện kinh người như vậy, làm cho hắn cảm thấy hôm nay không nghỉ ngơi mà đồng ý gặp mặt Lưu Nhất Lâm không phải là phí công vô ích. Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ nếu biết nha nội và Trình Tại Thận ở cùng một chỗ, có lẽ sẽ dễ tiếp nhận hơn. Nhưng nếu như biết rằng có cả Tần Khản thì e rằng khó mà hiểu được rồi. Lại thêm nếu như biết rằng nha nội lại ngồi cùng với Diệp Thiên Nam, Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ sẽ có cảm xúc gì thì Hạ Tưởng cũng khó mà đoán được, nhưng vẻ mặt chắc chắn sẽ xanh mét, nổi giận đùng đùng. Đúng vậy, Tần Khản và Trình Tại Thuận là kẻ địch lớn nhất và là đối thủ không thể hòa giải, thân là nha nội thái tử gia của trận doanh lại ở cùng với đối thủ, nâng cốc chúc mừng, ai cũng không thể nào tiếp nhận được sự thật như vậy. Vấn đề mấu chốt là vẫn chưa thể hỏi rõ ràng, chỉ cần nghĩ cũng biết sự buồn bực trong lòng Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ. Hạ Tưởng day day khuôn mặt bị gió thổi làm cho khô ráp, cười không ra tiếng, sở dĩ hôm nay đồng ý gặp mặt Lưu Nhất Lâm vì cô nhắc đến chuyện nha nội, cô nói có chuyện quan trọng muốn nói, chính là liên quan đến nha nội nên mới khơi gợi hứng thú của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng tinh mắt, vừa nãy mặc dù chỉ nhìn lướt qua nhưng cũng nhận ra sự phẫn nộ bên trong khuôn mặt miễn cưỡng tươi cười. Còn có vết bầm tím ở khóe mắt không thể che đậy của Diệp Thiên Nam. Trời đất chứng giám, Hạ Tưởng vụng trộm cười xấu xa, chuyện không may mà Diệp Thiên Nam gặp phải một chút cũng không liên quan đến hắn, đương nhiên, có liên quan đến Ngô Thiên Tiếu hay không thì hắn cũng không biết. Chỉ vội vàng đảo qua, Hạ Tưởng cũng không biết đồng chí Diệp Thiên Nam rốt cuộc nhận thức sâu như thế nào về sự nhiệt tình của người dân thành phố Lỗ, tin rằng một lần ngã là một lần trưởng thành hơn. Diệp Thiên Nam cũng sẽ nghĩ đến phía sau việc y cẩn thận hoặc không cẩn thận bị ngã, có ý nghĩa cảnh cáo gì. Nếu như y thức thời, thu lại đôi tay đã vươn quá dài, có lẽ còn có thể được yên tĩnh. Nếu như u mê không tỉnh ngộ, Ngô Thiên Tiếu phát điên lên cũng không phải là chuyện tốt, cũng có thể mời Diệp Thiên Nam uống một bình. Hạ Tưởng là người tốt nhưng người tốt cũng có lúc xấu tính, hắn thật sự muốn mời Diệp Thiên Nam uống một bình, nếu y còn muốn phá rối, còn muốn làm ầm ĩ ở thành phố Lỗ. Hắn cũng sẽ không khách khí, sẽ gộp y với nha nội lại cùng xử một thể. Lúc đang nghĩ mọi việc thì Lưu Nhất Lâm đến. Lưu Nhất Lâm cũng mặc một chiếc áo gió thắt lưng màu xanh nhạt, vừa lúc làm nổi bật dáng người thu hút người khác của cô, trong gió thu hưu quạnh cũng tôn thêm vài phần phong vận thùy mị thướt tha với màu sắc ấm áp. Cô vội vàng tiến đến trước mặt Hạ Tưởng, vẻ mặt xin lỗi. Thật xin lỗi, trên đường xe hỏng, chậm trễ thời gian, làm anh đợi lâu rồi. Lại thấy Hạ Tưởng dựng cổ áo lên, Tưởng hắn lạnh liền nói. Sao không đợi trong phòng? Nhất định phải đợi ngoài cửa, long trọng quá. Phó Bí Thư Hạ, anh làm tôi áy náy chết đi được. Hạ Tưởng chờ ở cửa, kỳ thật là muốn hóng chút gió thu, hiểu rõ một chút trăm thái của thế gian, cũng chính vì như vậy mới làm cho hắn vô tình phát hiện thủ đoạn giữa Diệp Thiên Nam và nha nội, coi như là thu hoạch ngoài ý muốn, làm sao còn để ý đến việc Lưu Nhất Lâm đến muộn. Phòng mà Lưu Nhất Lâm đặt có tên là Tam Trọng Thiên, cũng không biết là tầng mây của thần tiên phương nào ở, thiết bị trong phòng cũng coi như bắt mắt, có hòn non bộ, có mây mù, còn có một bức tranh vẽ tiên nữ đang nhẹ nhàng bay lên trời. Chỉ có điều tục thế vẫn là tục thế, điện tử nhẹ nhàng kết hợp với âm nhạc cho dù có tuyệt vời đến đâu cũng chỉ là hương vị điện tử, không phải là sự ung dung chân chính. Cũng may nhiệt độ được điều chỉnh rất phù hợp, Hạ Tưởng cởi áo gió ra, cười nói. Cô đoán xem vừa nãy ở cửa anh nhìn thấy ai? Chẳng lẽ là nha nội? Lưu Nhất Lâm cũng cởi áo gió ra, bên trong là bộ áo lót lông bó sát người. Hạ Tưởng cười nói. Một câu liền đúng rồi. Lưu Nhất Lâm kinh ngạc. Là thật à, sao anh không ra hàn huyên một chút? Hạ Tưởng xua tay. Không tiện, hơn nữa cũng không cần thiết. Là không cần thiết. Lưu Nhất Lâm cười khẽ. Bởi vì hôm nay chúng ta nói xấu sau lưng ông ta, nếu như để ông ta biết lại đi nói với Chủ tịch Quốc hội nhất định sẽ mắng tôi. Tại sao nha nội lại rút vốn đầu tư từ Đạt Tài? Hạ Tưởng vừa rót trà cho Lưu Nhất Lâm vừa trực tiếp đi vào vấn đề của buổi hẹn hôm nay. Cô lại nghe tin từ đâu vậy? Lưu Nhất Lâm gọi điện mời Hạ Tưởng ăn cơm lý do là vì nha nội muốn rút vốn đầu tư khỏi tập đoàn Đạt Tài, tin tức rất đột ngột. Cũng rất kinh người làm cho Hạ Tưởng rất tò mò và không hiểu, mới vui vẻ đồng ý hẹn gặp. Có phải trong mắt anh chỉ khi tôi nói với anh về chuyện chính quan trọng thì anh mới gặp tôi? Lưu Nhất Lâm không trả lời, hỏi ngược lại Hạ Tưởng. Hạ Tưởng không nói gì, nói thật, hắn không hề quan tâm đến chức vụ và công việc của Lưu Nhất Lâm,
thậm chí đối với mối quan hệ của cô và Chủ tịch Quốc hội cũng không hỏi nhiều, không phải hắn cố ra vẻ thanh cao mà là hắn nghĩ không cần thiết phải để ý, thật tâm mà nói, hắn không thích sự thần bí của Lưu Nhất Lâm. Thấy Hạ Tưởng không muốn nói gì, Lưu Nhất Lâm cười khanh khách, rót cho Hạ Tưởng một ly trà, hai tay đưa lên. Mời Phó Bí Thư Hạ dùng trà. Hạ Tưởng tiếp trà, không khách khí mà uống một ngụm. Việc nha nội rút vốn đầu tư là do cô đề cập đến trước, Lâm, tôi thấy cô có thể chủ động nhắc đến vấn đề nha nội với tôi đã chứng tỏ mối quan hệ giữa cô và Chủ tịch Quốc hội không phải bình thường. Mối quan hệ giữa tôi và Chủ tịch Quốc hội, không nói cũng được. Thần sắc của Lưu Nhất Lâm có chút cô đơn, lắc lắc đầu, dường như là tự giễu, lại dường như là bất đắc dĩ. Thật ra hôm nay tôi muốn mượn việc của nha nội mời anh đến, là muốn nhờ anh quyết định cho tôi gặp rắc rối rồi. Hạ Tưởng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lưu Nhất Lâm có chút u sầu, thần sắc cũng toát ra chút mỏi mệt, cũng không tiện truy hỏi việc nha nội rút vốn đầu tư, cho dù thật ra đối với hắn mà nói, mục đích gặp mặt Lưu Nhất Lâm của hắn là để hỏi rõ việc nha nội rút vốn đầu tư, là thật là giả. Bởi vì việc này rất trọng đại. Hiện nay chiến tranh kinh tế giữa nha nội và Tiếu Giai ở Bắc Kinh còn đang trong lúc hừng hực khí thế. Tiếu Giai yếu thế, từng bước lùi về phía sau nhưng tài chính không có dấu hiệu suy giảm, trong lúc lùi bước, còn giữ được nguồn vốn lưu động, lùi cũng phải lùi một cách khí định thần nhàn. Cùng với việc làm cho nha nội không dễ chịu, lại khiến nha nội cảm thấy có hy vọng, có thể một phát lên tiên. Tiếu Giai cụ thể dùng bao nhiêu tiền để đọ sức với nha nội, Hạ Tưởng cũng không hỏi con số cụ thể, nhưng theo sự phỏng đoán của Hạ Tưởng, dù thế nào cũng từ 300 triệu tệ trở lên. Nếu nói nguyên nhân nha nội rút vốn đầu tư là để tập trung hỏa lực đối phó với Tiếu Giai, lý do cũng tạm được nhưng dường như hơi vô lý, dựa vào thực lực của nha nội, vừa mới đấu với Tiếu Giai vài hiệp, hơn nữa quy mô số tiền còn chưa đến 1 tỷ mà đã nuốt không trôi thì có vẻ không đúng lắm, thực lực của nha nội cũng không thể nhỏ bé như vậy. Vậy thì nguyên nhân chỉ có một, đó là nha nội nhìn thấy nguy cơ rạn nứt tài chính của tập đoàn Đạt Tài vẫn tồn tại, muốn mượn lý do rút tiền. Thực tế là chiến lược bước đầu thôn tính tập đoàn Đạt Tài. Lúc trước Nguyên Minh Lượng muốn tập đoàn Đạt Tài chú ý đến quyết định đầu tư nào đó, sau khi bước đầu tiếp xúc với tập đoàn Đạt Tài, đạt được ý đồ nhưng tạm thời vẫn chưa chứng thực. Nếu như tài chính của Nguyên Minh Lượng đúng chỗ thì nha nội có lẽ cũng không ngả bài vào lúc này. Nha nội thật muốn tác chiến hai trận tuyến. Xem ra, sự thật Chủ tịch Quốc hội sau khi hết nhiệm kỳ sang năm lui ra, làm cho nha nội có không ít áp lực. Khiến cho nha nội tăng cường thu lưới, từ đó cũng gián tiếp nói rõ một điều, có thể phe phản đối trong lúc sắp xếp nhân sự của nhiệm kỳ mới, chưa chắc đã như ý hoàn toàn, nếu không, tâm tình của nha nội cũng không gấp gáp như vậy. Hành vi kinh tế luôn là sự đọ sức chính trị kéo dài, thủ đoạn của nha nội càng kịch liệt, động tác càng bức thiết thì càng thể hiện rõ ở sau nhiệm kỳ mới, nhân tố không có lợi cho nha nội càng nhiều, vì vậy hiện tại tranh thủ chiếm những địa bàn có lợi liền trở thành hành động không thể thiếu. Vì vậy cũng có thể suy đoán nha nội tiếp cận Trình Tại Thuận, và ngồi cùng với Tần Khản, Diệp Thành Nam, phía sau e rằng cũng là do sự thúc đẩy của lợi ích kinh tế và nhân tố chính trị. Sự thật thường là, muốn có được thì nhất định phải trả giá, Hạ Tưởng cũng không thể hỏi động cơ của nha nội mà không quan tâm đến rắc rối của Lưu Nhất Lâm, hắn liền hỏi một cách quan tâm. Cô gặp rắc rối gì vậy? Sự việc nói to thì là to, nói nhỏ là nhỏ, phải xem xử lý thế nào. Lưu Nhất Lâm vẻ mặt ưu tư. Bởi không biết xử lý thế nào nên tôi mới phải nhờ anh, bởi vì về phương diện xử lý rắc rối anh rất có kinh nghiệm. Rốt cuộc là rắc rối gì? Hạ Tưởng cũng không khiêm tốn, muốn giải quyết rắc rối cho Lưu Nhất Lâm sớm một chút, bởi vì theo sự suy đoán của hắn, rắc rối của cô không ngoài việc đấu tranh quyền lực trong nội bộ thành phố Lỗ, ví dụ như Lý Đồng đối với sự sắp xếp của cô hoặc Phó Thị trưởng Thường Trực không phối hợp công tác VV. Không ngờ hắn cũng nghĩ vòng vèo rồi. Nha nội, Diệp Thiên Nam và Tần Khản, Trình Tại Thuận, còn có Trình Nhất Dương, một hàng năm người ngồi trong phòng thất tiên nữ của Túy Tiên Cư. Còn tại sao phòng gọi là thất tiên nữ thì cũng không có ai giải thích, trong phòng không nhìn thấy bất kỳ thiết bị gì liên quan đến tiên nữ, có lẽ chỉ có mấy bức tranh chữ trên tường là có hình vẽ mấy tiên nữ, dù sao mặc kệ như thế nào, mấy người đang ngồi đây cũng không có ý định truy cứu nguồn gốc của thất tiên nữ. Ngay cả việc cô phục vụ có bộ dạng quả thực giống tiên nữ cũng không hứng thú lắm, chủ yếu cũng là vì mọi người trong lòng ngổn ngang tâm sự, ngay cả người thích nhất việc đong đưa đôi mắt ở bên eo của người đẹp, nha nội,
cũng chỉ đem ánh mắt dừng lại trên người vài nhân viên phục vụ một lát rồi lại chuyển ánh mắt sang phía trên mắt bên phải của Diệp Thiên Nam. Phía trên mắt bên phải của đồng chí Diệp Thiên Nam, là một vết bầm làm cho người ta nhìn thấy mà phát hoảng. Nó không lớn, hình dạng rất cổ quái, rất giống với một nắm đấm lớn. 10 người nhìn thấy thì có 9 người cho rằng, đó là một nắm đấm sau khi tiếp xúc ở cự ly gần với tốc độ cao vào mắt bên phải của đồng chí Diệp Thiên Nam, mới có thể tạo thành vẻ mặt hiện tại. Diệp Thiên Nam bị ánh mắt của nha nội nhìn đến phát bực, cũng không thể nói gì nha nội, chỉ có cách gượng cười. Đi đường không cẩn thận đụng vào, có cây thấp quá. Nha nội lắc lắc đầu. Ông Diệp, ông nói thật, có phải là bị người khác đánh không? Không sao, tôi ở thành phố Lỗ cũng bị đánh vài trận rồi, suýt chút nữa mất mạng. Ông nói thật đi, tôi sẽ giúp ông đòi lại công bằng. Diệp Thiên Nam làm sao chịu nói, vẫn lắc đầu như cũ. Quả thật là va vào cây, là do tôi vận xui, không thể trách người khác. Tôi thấy rất lạ là ai đã xuống tay với ông. Nha nội không tin lời Diệp Thiên Nam, tự nói một mình. Tìm ra người hạ độc thủ mới thấy rõ cục thế của tỉnh Tề. Đừng nói nha nội không phải người trốn quan trường nhưng lời của y rất có lý. Chỉ có biết người biết ta, mới có khả năng thắng lợi. Diệp Thiên Nam hơi trầm ngâm, dường như muốn nói ra suy nghĩ, nhưng không ngờ sau đó lại lắc đầu, xua tay cười nói. Quả thật là tôi không cẩn thận va vào cây, không liên quan đến người khác. Cảm ơn sự quan tâm của Chủ tịch Cao, không phải việc gì cũng có nguyên nhân. Ngã thì đã ngã rồi, chẳng phải chuyện gì to tát, không thể làm khó cái cây đó được, có đúng không? Nha nội thấy Diệp Thiên Nam chết cũng sĩ diện, đành cười ha hả. Nếu là tôi nhất định tôi sẽ chặt đổ chiếc cây đó. Diệp Thiên Nam chỉ cười, không nói tiếp, trong lòng lại không cho là vậy, oán thầm sự nhàm chán và giả tạo của nha nội. Nha nội bị đánh 2 lần ở thành phố Lỗ, lại suýt chút nữa mất cả mạng thì có thể làm gì? Còn không phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Hơn nữa nha nội rõ ràng biết phía sau mọi việc là do Tần Khản, hiện tại không phải cũng giả vờ cái gì cũng không biết mà ngồi cùng với y đó thôi. Nguyên tắc của nhân vật chính trị, ở trước mặt lợi ích khổng lồ, có khi không đáng một xu. Diệp Thiên Nam không những âm thầm châm biếm sự ngụy trang của nha nội, đối với điều kiện hợp tác nha nội đưa ra cũng thiếu cơ sở để tín nhiệm. Anh ta không tin nha nội, từ lần đầu tiên gặp đã không tin. Anh ta cũng được coi là người già dặn trốn quan trường, không nên hành động theo cảm tính, càng không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, nhưng không biết tại sao lại một chút cũng không thể nào tín nhiệm nha nội. Ngược lại, đối với cảnh ngộ gặp phải trong khách sạn, anh ta một chút cũng không nghi ngờ là sự sắp đặt của Hạ Tưởng, bởi vì anh ta tin Hạ Tưởng không phải người đánh lén sau lưng người khác, hơn nữa chỉ là một lần xung đột ngoài ý muốn, không đáng nghĩ nhiều, có lẽ đối phương là bọn lưu manh cũng chưa biết chừng. Nghĩ đến tình cảnh lúc đó, Diệp Thiên Nam mặc dù trong cơn giận dữ nhưng trí óc vẫn rất tỉnh táo, cười nhạt hành vi muốn nghe nhìn lẫn lộn của nha nội, rất rõ ràng, nha nội muốn anh ta nghi ngờ đằng sau việc này là bàn tay của Hạ Tưởng. Lúc đó anh ta từ trong phòng đi ra, bước trên hành lang, cũng không biết tại sao bị một người đâm sầm vào, đối phương hình như uống nhiều quá, không nói câu nào liền giơ nắm tay hướng về phía anh ta mà đánh đúng vào mắt phải, lúc đó làm mắt ông ta nổi đầy sao. Tính tình của người thành phố Lỗ sao lại nóng nảy như vậy? Diệp Thiên Nam che mắt, ngồi xổm trên mặt đất, suy nghĩ nảy sinh đầu tiên trong đầu còn rất văn minh, rõ ràng ông ta đi rất đúng đường, không đi giữa đường, lại không đi nghiêng ngả, đương nhiên ông ta là người ra sao, quân tử dùng tài hung biện không động thủ, anh ta muốn lý luận vài câu, không ngờ chưa đợi anh ta mở miệng đối phương liền uy hiếp như vậy. Họ Diệp, người nhàn nhưng lòng không nhàn không phải là chuyện xấu. Muốn phát huy sức tàn lực kiệt cũng có thể hiểu được nhưng anh đến nhầm nơi rồi. Xuất hiện không đúng lúc không đúng chỗ sẽ gây ra hậu quả sai lầm. Một đấm vừa nãy chỉ là đòn cảnh cáo thôi. Nếu anh còn không quay đầu, sau này hối hận cũng muộn rồi. Diệp Thiên Nam thông minh cả đời lại nhất thời hồ đồ, nếu không phải đối phương trực tiếp nói đến quyền ý, cú đấm vừa nãy, anh ta cũng tưởng chỉ là một lần xung đột ngoài ý muốn. Bây giờ biết rồi. Là có người ghét bỏ vì anh ta hoạt động quá sôi nổi ở thành phố Lỗ. Diệp Thiên Nam không phải không nghĩ qua phía sau là do Hạ Tưởng gây nên, chỉ là suy nghĩ vừa lóe lên đã bị chính mình phủ định, chủ yếu là vì ấn tượng mà Hạ Tưởng để lại trong lòng anh ta quá tốt. Trong ấn tượng của anh ta, Hạ Tưởng là một người làm việc rất có chừng mực, sẽ không trước mặt nói một đằng sau lưng làm một nẻo. Nhưng phía sau sự hiểm độc đó là ai?
Diệp Thiên Nam đoán không ít người, Tôn Tập Dân, Chu Hồng Cơ, đều có khả năng, thậm chí cả Tần Khản, Lý Đình Sơn cũng bị anh ta tính đến, chỉ không có một chút hoài nghi Hạ Tưởng. Hôm nay vừa mới gặp mặt đã bị nha nội hỏi đi hỏi lại, Diệp Thiên Nam trong lúc phiền chán lại mở rộng đối tượng tình nghi sang cả nha nội. Đúng rồi, nói không chừng chính là nha nội ra tay, mục đích là để trực diện cảnh cáo anh ta, dọa anh ta một chút, làm anh ta đem mọi bực tức đổ lên đầu Hạ Tưởng, từ đó đạt được mục đích mượn dao giết người. Đúng, Diệp Thiên Nam cũng thừa nhận anh ta gặp mặt nha nội, mục đích cũng là hiệu quả mượn dao giết người, chỉ là anh ta không muốn làm dao mà muốn làm cánh tay cầm chắc chuôi dao. Hiển nhiên nha nội cũng không muốn làm dao mà muốn làm tay. Khởi xướng cuộc gặp mặt hôm nay không phải Diệp Thiên Nam cũng không phải nha nội, càng không phải Tần Khả. Tần Khản chưa bao giờ thích xuất đầu lộ diện, y chỉ muốn trốn ở sau lưng mưu đồ bí mật, cũng không hứng thú với việc hợp tác cùng nha nội, mà là Trình Tại Thuận. Hiện tượng Trình Tại Thuận để ở tỉnh khác tuyệt đối sẽ là hiện tượng lạ đáng ghi lại sử sách, một phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân lùi về tuyến 2, một đồng chí lão thành bị bí thư tỉnh ủy kiêm chủ tịch Hội đồng Nhân dân gắt gao áp chế, vốn dĩ là phát huy một chút sức lực còn lại. Nghe theo sự chỉ huy của đảng, dẫn dắt một nhóm cán bộ lão thành, mở cuộc họp, tỏ thái độ, giơ tay cho ý kiến, sau đó thuận lợi về nhà an hưởng tuổi già. Không ngờ Trình Tại Thuận đúng là trâu già biết trời chiều ngắn, không cần giơ roi cũng tự chạy, có thể đem nhiệt lượng còn lại của trời chiều phát huy thành hào quang mãnh liệt của mặt trời lúc giữa trưa, Trình Tại Thuận đang đặt Diệp Thiên Nam trong tầm ngắm. Phó Chủ tịch Trình không những quan hệ mật thiết với Tần Khản, dắt tay cùng tiến. Lại còn mượn quan hệ bạn học của Trình Nhất Dương và nha nội ở Bắc Kinh, thành công mà đáp xuống tuyến của Chủ tịch Quốc hội, mà Chủ tịch Quốc hội cũng rất rộng lượng, lại tranh thủ thời gian trong lúc bận trăm công nghìn việc để gặp mặt Trình Tại Thuận. Tuy rằng không phải cố ý sắp đặt việc gặp mặt một mình Trình Tại Thuận, nhưng nghe nói lúc Chủ tịch Quốc hội bắt tay Trình Tại Thuận, đã nói ngót vài phút, rất có thâm ý sâu sắc. Mà Trình Tại Thuận sau khi từ Bắc Kinh về thành phố Lỗ, đã giống như thay đổi thành người khác. Hoàn toàn là thay đổi sang diện mạo mới, về cả sự sôi nổi, về tinh thần, về sức lực liền, giống như một cán bộ trung niên còn có triển vọng vô hạn, hoàn toàn không phải tình cảnh của một đồng chí lão thành phải lùi về tuyến 2, chẳng những rồng cuốn hổ chồm, mà còn làm trung gian của buổi gặp mặt trọng thể ngày hôm nay. Diệp Thiên Nam hiểu rõ, buổi gặp mặt hôm nay là vì lợi ích chung tạm thời đối với triển vọng của tỉnh Tề nên mới hợp tác cùng nhau, cơ sở hợp tác rất không bền vững. Dung cụm từ đồng sàng dị mộng để hình dung là cực kỳ thích hợp, nhưng có thể ngồi cùng nhau đã là một sự thành công, một kỳ tích lớn lao, tương đương với việc bước ra một bước quan trọng đầu tiên. Hơn nữa y cũng nhận được tin tức, có dấu hiệu cho thấy Hạ Tưởng đang liên lạc trung gian với Lý Vinh Thăng, Phùng Nhân Long, cũng muốn tạo một liên minh rộng rãi, nhằm vào việc tỉnh Tề sắp nghênh đón nhiệm kỳ mới của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã bày ra thái độ nghênh chiến. Đương nhiên nếu như Diệp Thiên Nam biết rằng, việc Hạ Tưởng đang làm không chỉ là nghênh chiến mà là chủ động xuất chiến, sự lo lắng trong lòng y chỉ sợ sẽ tăng lên mấy trăm lần. Cũng phải nói lại, Diệp Thiên Nam cũng không ngốc, cũng biết rõ phía sau vụ tai tiếng của Tần Khản có khả năng là bàn tay của Hạ Tưởng, nhưng khả năng lớn nhất là do Tôn Tập Dân hoặc Chu Hồng Cơ ra tay, cho dù là ai thì lực lượng của tỉnh Tề hiện nay đang lặng lẽ có sự phát sinh biến hóa, mối ngăn cách giữa Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ đã biến mất, hai người phải cùng hợp tác rồi. Giữa Hạ Tưởng và Tôn Tập Dân, Chu Hồng Cơ cũng đã thiết lập được cơ sở tín nhiệm nhất định, lại có thêm sự giúp đỡ của Khâu Nhân Lễ, muốn đánh một đòn nặng làm Tần Khản tán loạn. Nhìn bề ngoài, cho dù xuất phát từ góc độ nào thì phía Hạ Tưởng có sự liên kết của Bí thư tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh, lại có sự phối hợp của Bí thư Đảng ủy Công an và Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, muốn áp chế một Phó Chủ tịch Thường trực và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, hẳn là thừa sức. Thậm chí không nói khoa trương chút nào, chỉ cần một hiệp cũng có thể làm cho Tần Khản và Trình Tại Thuận bị đánh tơi bời. Về phương diện chính trị coi trọng sự cân bằng, sẽ không để một bên bành trướng quá lớn, cũng là bởi căn cứ vào nhận thức, lại thêm việc Diệp Thiên Nam mặc dù rất khâm phục cách đối nhân xử thế của Hạ Tưởng, cũng không muốn nhìn thấy sự thắng lợi của Hạ Tưởng, vì vậy dưới sự thuyết phục của y, Tần Khản cũng vui vẻ dự tiệc. Tần Khản không hề muốn ngồi cùng nha nội. Cho dù mối quan hệ giữa y và Trình Tại Thuận cũng không đến nỗi nào, nhưng y nhìn nha nội không thuận mắt, chẳng có cách nào, người với người cũng phải cần duyên mắt. Nhưng vì lợi ích chung, cho dù chỉ là lợi ích trước mắt cũng phải thỏa hiệp. Cuộc gặp hôm nay, mặc dù do Trình Tại Thuận khởi xướng, do nha nội đi cùng, nhưng xét về cấp bậc, Tần Khản vẫn hoàn toàn xứng đáng là người thứ nhất. Cuối cùng trong lúc sắp xếp chỗ ngồi,
Trình Tại Thuận lại được mọi người đẩy ngồi lên vị trí đầu. Trình Tại Thuận từ chối mấy câu, nhưng vẫn ngồi ở vị trí đầu, luận về tuổi tác, y vẫn là người lớn tuổi nhất trong số tất cả mọi người. Tuy rằng cuộc gặp hôm nay mỗi người một suy nghĩ, thậm chí có thể dùng từ cổ quái để hình dung, nhưng mọi việc tồn tại trong hợp lý, có thể ngồi cùng nhau là đã chứng minh nhu cầu chung có thể tiếp tục thương lượng. Vì vậy, Trình Tại Thuận ngay câu đầu tiên đã đi thẳng vào vấn đề chính. Chúng ta không nói dài dòng, chỉ nói chuyện chính. Cuộc gặp mặt hôm nay chỉ có một việc cần bàn, đó là làm sao để bảo vệ tối đa lợi ích của chúng ta ở tỉnh Tề. Tôi nói thật một câu, chướng ngại vật của tất cả chúng ta đều là một người Hạ Tưởng. Bị Trình Tại Thuận gọi là vật cản đường, chướng ngại vật Hạ Tưởng phó bí thư Hạ dường như không hề giác ngộ mình là vật cản đường, trái lại, hắn càng cho rằng tầm quan trọng của mình là không thể thay thế. Không chỉ là tầm quan trọng trong việc đứng giữa phối hợp tác chiến ở tỉnh Tề, còn có tầm quan trọng trong việc chỉ đạo tâm lý người khác. Làm cho Hạ Tưởng không ngờ là, Lưu Nhất Lâm ngụy trang nha nội mời hắn đến nơi hẹn, sau khi chỉ nói một cách đơn giản nha nội muốn rút vốn liền đem đề tài trọng điểm biến thành việc phiền não của cô. Hơn nữa còn là vấn đề gia đình, vấn đề Hạ Tưởng không muốn quan tâm, không muốn bày tỏ thái độ nhất. Chồng của Lưu Nhất Lâm là một thương nhân thành đạt, thường chạy đi chạy lại giữa hai nơi Bắc Kinh và New Zealand, là một người thường xuyên bay trên không điển hình. Hai vợ chồng ở cùng thì ít mà cách xa thì nhiều, lâu dần tình cảm cũng nhạt phai. Nói đến đứa con là chất keo tốt nhất dính hai vợ chồng ân ái đến đâu, thời gian chung sống lâu rồi tình cảm cũng sẽ phai nhạt đi rất nhiều, có lúc tình nồng có lúc tình nhạt, vạn vật vạn việc đều không tránh khỏi quy luật. Sự xuất hiện của đứa con có thể làm cho mối tình cảm phu thê chuyển thành tình thân, từ đó có thể tiếp tục gắn bó, làm thời gian hai người cùng đi chung một con đường càng lâu dài. Vấn đề là ở chỗ Lưu Nhất Lâm không có con. Vấn đề là do ai thì khó mà biết được, Quan Thanh Liêm khó đoán việc nhà, Hạ Tưởng tự nhận mình là Quan Thanh Liêm, cũng không muốn đoán mò việc nhà người khác, càng không muốn nhúng tay vào việc nhà của Lưu Nhất Lâm, huống chi Lưu Nhất Lâm tìm hắn rõ ràng là muốn dốc bầu tâm sự. Lúc một người con gái dốc bầu tâm sự với bạn, đã chứng minh rằng mối quan hệ giữa bạn và cô ta đã có một bước phát triển đột phá, hơn nữa đối tượng mà cô ta dốc bầu tâm sự với bạn là chồng cô ấy thì chúc mừng bạn, bạn đang gặp nguy hiểm. Cảm giác hiện tại của Hạ Tưởng là bản thân so với việc lâm vào tình thế nguy hiểm không khác là bao, nếu như cho hắn chọn lựa, hắn thà nằm trong tay của bọn Trình Tại Thuận, như vậy còn có thể mặt không biến sắc mà đối phó tự nhiên, chứ không muốn trả lời câu hỏi khó của Lưu Nhất Lâm. Nhưng Lưu Nhất Lâm lại nhất định muốn hắn trả lời. Anh ấy muốn ly hôn, tôi cũng muốn vậy nhưng lại sợ ly hôn rồi sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ, không ly hôn. Hai người miễn cưỡng sống cùng trong lòng đều phiền muộn, anh giúp tôi đưa ra chủ ý, tìm giải pháp. Lưu Nhất Lâm đôi mắt trông mong nhìn Hạ Tưởng, đừng nói không có tư thái của thị trưởng, rõ ràng chỉ là một hình tượng người phụ nữ nhỏ bé bất lực. Ừ, Hạ Tưởng kéo dài giọng nói, dường như đang trầm ngâm. Thực ra là đang kéo dài, bởi vì hắn không có kinh nghiệm trong việc khuyên người khác nên hòa hay nên ly, ánh mắt dừng lại trên cốc trà tràn ngập hương thơm, lại nhìn một bàn đầy thức ăn, trong lòng nghĩ bữa cơm hôm nay xem như chịu thiệt. Tục ngữ có câu khuyên hòa hợp không khuyên phân ly, nhưng lại có câu dưa hái xanh không ngọt. Ấp a ấp úng không phải phong cách của anh, che che giấu giấu không phải là tính tình của anh, có gì cứ nói thẳng, năng lực chịu đựng của tôi rất tốt. Lưu Nhất Lâm nhắc nhở Hạ Tưởng. Hạ Tưởng trong lòng nghĩ, vấn đề là chuyện của cô không liên quan đến tôi cũng không muốn phát biểu ý kiến về chuyện nhà cô, mối quan hệ giữa hai chúng ta còn chưa thân đến mức đó, nhưng những lời này chỉ có thể để trong lòng, không thể nói ra. Vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt như cười như không của Lưu Nhất Lâm, Hạ Tưởng không khỏi giật mình một cái, không khí rất mờ ám, có chút hương vị làm cho con người ta mê muội, không được, không hay lắm. Hạ Tưởng vội ho khan một tiếng để che giấu sự áp bách mà Lưu Nhất Lâm mang đến cho hắn. Chuyện giữa vợ chồng với nhau người ngoài không tiện nhiều lời. Hạ Tưởng vẫn không nói một cách rõ ràng, cho dù trong lòng hắn không hề nghĩ rằng ly hôn sẽ ảnh hưởng lớn đến đâu cho con đường làm quan của Lưu Nhất Lâm. Hoàn cảnh chính trị trong nước trói buộc khá nhiều quan viên là nam, còn đối với nữ trói buộc lại khá ít, đặc biệt là về vấn đề hôn nhân, những quan lớn ly hôn. Nếu là nam giới sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến con đường lên chức. Lưu Nhất Lâm mặc dù con đường thăng chức thuận lợi một cách khác thường, tuổi không lớn đã là quan lớn cấp phó tỉnh, cũng là quan nữ lớn số 1 số 2 trong nước, nhưng Hạ Tưởng lại không xem trọng triển vọng sau này của Lưu Nhất Lâm.
ngay cả con đường sau này của Mai Tiểu Lâm cũng sẽ dài lâu mà không giới hạn, quan nữ sau khi đạt tới cấp sở và phó tỉnh, lại tiến thêm một bước thì khó như lên trời. Có thể Lưu Nhất Lâm và Mai Hiểu Lâm có một ngày sẽ rảo bước tiến vào danh sách của Bộ Chính trị, nhưng có thể đảm nhiệm chức vụ chính của địa phương hay không thì rất khó nói. Cho dù làm phép tính, thì trong nước cũng chỉ có vài nữ chủ tịch tỉnh, nữ bí thư tỉnh ủy càng ít hơn. Nếu bắt buộc phải so sánh Lưu Nhất Lâm và Mai Hiểu Lâm, Hạ Tưởng tin rằng con đường chính trị của Mai Hiểu Lâm sẽ xa hơn một chút, không phải vì xuất thân của cô ta mà vì cô ta có khả năng khống chế cảm xúc tiêu cực của con gái hơn Lưu Nhất Lâm. Phụ nữ trốn quan trường, ở vào địa vị tuyệt đối yếu thế, trước tiên không nói đến việc khác biệt về giới tính, riêng khả năng khống chế tình cảm của phụ nữ và khả năng phân tích bình thường rất dễ bị kiểm soát bởi sức phán đoán cá nhân, ví dụ như những phương diện trên, làm cho nữ giới đứng trước sự lựa chọn có tính chất bước ngoặt hoặc sự kiện trọng đại thiếu sự bình tĩnh cần thiết và thiếu cái nhìn đại cục. Có lẽ lúc Lưu Nhất Lâm đảm nhiệm chức vụ thị trưởng còn có thể đảm nhiệm, nhưng Hạ Tưởng tin rằng, sau khi đến vị trí cấp tỉnh, sự đoàn bản của Lưu Nhất Lâm sẽ lộ rõ hoàn toàn. Lưu Nhất Lâm quả thật cũng có mặt thần bí, bối cảnh và con đường thăng quan tiến chức thần bí, nhưng sau khi đến chức phó tỉnh, muốn tiến thêm một bước, chỉ dựa vào sự thần bí và lai lịch thì không thể thuận buồm xuôi gió, còn phải có năng lực cao hơn người khác. Cái gọi là năng lực, đảm nhiệm chức bí thư thành ủy và thị trưởng, chính là thu hút đầu tư, chính là chiến tích, chính là hạng mục công trình. Còn đến khi đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh thì thành tựu về kinh tế không còn quan trọng như vậy nữa, quan trọng là năng lực quản lý toàn cục, là năng lực duy trì cục diện chính trị yên ổn đoàn kết, là năng lực làm sao để đứng một chỗ trên cao có thể nhìn vấn đề một cách toàn diện. Không nói thì thôi, biết ngay là anh sẽ không nói thật. Tôi không nên ảo tưởng về anh. Lưu Nhất Lâm nửa giả nửa thật tức giận nói. Cả thành phố Lỗ, cả tỉnh Tề cũng có thể nói với anh lời nói từ trong lòng. Anh thì giỏi, không gật đầu thì thôi, lại còn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, không phải bạn bè. Dù gì tôi cũng quen anh 7-8 năm rồi. Cũng đúng, nháy mắt đã quen Lưu Nhất Lâm 7-8 năm rồi, cũng được coi là bạn lâu năm 7-8 năm, Hạ Tưởng liền mềm lòng, cười ha hả. Được rồi, đừng oán trách người khác nữa, tôi nói một câu thật lòng là được rồi, nếu cô lo lắng ly hôn sẽ ảnh hưởng đến con đường làm quan, tôi lại thấy không cần để tâm đến vấn đề này. Gia đình của cán bộ nữ từ trước đến nay đều được giữ bí mật. Lưu Nhất Lâm sững sờ nhìn Hạ Tưởng vài lần, đột nhiên mỉm cười nhẹ nhàng. Được, tôi nghe theo ý kiến của anh, sẽ suy xét kỹ. Lại uống một ngụm trà nhỏ. Tôi nghĩ bây giờ anh đang rất muốn biết suy nghĩ thật sự của nha nội, bây giờ tôi sẽ nói với anh. Hạ Tưởng vẻ mặt mỉm cười, chăm chú lắng nghe. Một hạng mục đầu tư của nha nội ở Dương Thành có sai sót, thua lỗ nghiêm trọng. Hơn nữa còn bị chủ nợ khởi tố, sự tình cuối cùng chọc đến chỗ Trần Hạo Thiên, Trần Hạo Thiên không giúp đỡ, chuyện đầu tư của nha nội bị niêm phong, nhất thời xuất hiện nguy cơ đứt gãy tài chính, ông ta muốn rút vốn từ tập đoàn Đạt Tài, cũng có khả năng là muốn xoay vòng vốn. Hạ Tưởng nghĩ một lát, thấy lời Lưu Nhất Lâm có chút hơi lệch lạc, đương nhiên không phải hắn không tin lời Lưu Nhất Lâm mà nghĩ rằng phán đoán của cô có sai sót. Tài chính của nha nội không đến nỗi vì một hạng mục mà gặp nguy. Hơn nữa dựa vào ảnh hưởng và trọng lượng của ông ta, tùy ý đi đâu mượn cũng đều có thể vay được mấy tỷ, không đến nỗi vì một cuộc làm ăn ở Dương Thành có vấn đề mà phải rút vốn từ tập đoàn Đạt Tài, không hợp với sự sắp xếp lâu dài thả mồi câu lớn của ông ta. Thế thì tôi cũng không hiểu đây là chuyện gì, dù sao đó cũng là tất cả những điều tôi biết. Đối với câu hỏi nghi vấn rõ ràng là muốn thăm dò của Hạ Tưởng, Lưu Nhất Lâm không trả lời thẳng, cũng có thể cô thiếu suy nghĩ liên tưởng từ kinh tế đến chính trị. Vừa rồi tôi phát hiện một người quen. Hạ Tưởng tiếp tục thăm dò Lưu Nhất Lâm. Nha nội và Diệp Thiên Nam cũng ăn cơm ở Túy Tiên Cư. Lưu Nhất Lâm cả kinh. Nha nội và Diệp Thiên Nam sao lại ngồi cùng nhau? Chuyện lạ tày trời. Túy Tiên Cư từng có thần tiên say hay không thì không biết được, nhưng có thể khẳng định là có không ít người phàm tục đã say. Trong số những người phàm tục, không bao gồm Hạ Tưởng và Lưu Nhất Lâm. Bởi vì cuộc gặp của Hạ Tưởng và Lưu Nhất Lâm một giọt rượu cũng chưa uống. Trong số đám người phàm tục uống rượu say, bao gồm Tần Khản, bao gồm nha nội, nhưng không bao gồm Diệp Thiên Nam và Trình Tại Thuận. Đến tận sau khi Hạ Tưởng và Lưu Nhất Lâm rời khỏi Túy Tiên Cư hơn một tiếng, cuộc gặp mặt của nha nội và những người khác mới chính thức kết thúc. Nên nói buổi hẹn này tất cả đều thuận lợi, ngoài mặt cũng đạt được rất nhiều nhận thức chung, nhưng vẫn xuất hiện một bản nhạc đệm nho nhỏ.
nhà nội chủ động khiêu khích, muốn đấu rượu với Tần Khản. Tần Khản việc nhân đức không nhường ai, quyết đấu với nhà nội. Kết quả hai người chén tạc chén thù, cuối cùng uống tới mức say mềm. Cũng may, Tần Khản tử phẩm không tồi, mặc dù uống say nhưng vẫn giữ được phong độ. Nhà nội thì không ổn rồi, sau khi uống say bắt đầu nói linh tinh, lời nói hung hồn, và khoa tay múa chân với Tần Khản, lời nói ngấm ngầm hại người, nhắc lại chuyện xưa, cứ nói việc tai nạn xe lúc trước là do Tần Khản đứng sau lưng. Tần Khản không hề phản bác, chỉ phủ nhận, và lấy lý do nhà nội uống say trách móc vài câu, muốn việc to hóa nhỏ, nhà nội lại không chịu, cơn rượu nổi lên, còn muốn một mình đấu với Tần Khản. Nhà nội tuổi cũng không còn trẻ, để đầu húi cua chỉ là để làm y có vẻ trẻ hơn chứ không phải y trẻ tuổi thật, nhưng sau khi làm ầm ĩ lên, tính tình của nhà nội cũng kích động không kém gì người trẻ tuổi, suýt chút nữa đập bình rượu lên đầu Tần Khản. Mặc dù sự việc cuối cùng dưới sự khuyên bảo của Diệp Thiên Nam và Trình Tại Thuận đã xong việc, nhưng sự làm loạn của nhà nội và bề ngoài nhượng bộ của Tần Khản, làm Diệp Thiên Nam và Trình Tại Thuận đều rõ một sự thật. Tất cả những nỗ lực trước đó và những nhận thức chung đã đạt được cũng không thể che giấu được thâm cừu đại hận giữa nhà nội và Tần Khản, cũng không thể che giấu được sự phân cách đằng sau buổi tiệc rượu đầy lời chúc mừng. Ngày hôm sau, Diệp Thiên Nam vừa sáng sớm đã rời khỏi khách sạn, đi tới sân bay, chuẩn bị rời thành phố Lỗ. Bởi vì sau khi kết thúc buổi gặp mặt, trên đường về lại không cẩn thận ngã một phát, hơn nữa lại có người chuyển cho anh ta một câu, thúc giục anh ta mau quyết định, nhanh rời khỏi thành phố Lỗ thị phi. Chính vào lúc Diệp Thiên Nam vừa rời thành phố Lỗ không lâu, nhà nội đã ra tay, nhà nội vừa ra tay, Tần Khản liền ra xe. Trước khi Diệp Thiên Nam đăng ký, đã gọi điện thoại tới Hạ Tưởng. Lần đầu gọi tới, Hạ Tưởng không nghe máy. Diệp Thiên Nam không nổi giận, lại tiếp tục gọi, kết quả là lần thứ hai, Hạ Tưởng vẫn không nghe máy. Nói chung, với cấp bậc như Hạ Tưởng, cho dù Khâu Nhân Lễ gọi điện thoại cho hắn, nếu hai lần gọi mà cũng không nghe, sẽ không gọi lại lần thứ ba, bởi vì như vậy rất thất lễ. Diệp Thiên Nam cố tình gọi tiếp lần thứ ba, bởi vì có một số lời ông ta không nói ra thì thấy không vui, phải nói rõ ràng cùng với Hạ Tưởng. Sau khi điện thoại vang lên lần thứ ba, đã được tiếp nhận. Diệp Thiên Nam mới bắt đầu đã rất không khách khí nói. Phó Bí Thư Hạ, ngay cả điện thoại cũng không nghe, rất không nể tình. Giọng nói của Hạ Tưởng rất hờ hững, liền lành lạnh như gió thu. Diệp Thiên Nam, tôi không có nghĩa vụ phải nghe điện thoại của anh. Hơn nữa, tôi cũng không cho rằng tôi và anh cần thiết phải trò chuyện. Ngược lại, tôi còn cho rằng anh hết lần này đến lần khác gọi điện thoại tới, ngay cả lễ phép cơ bản nhất cũng đều không hiểu, làm cho người ta rất thất vọng rồi. Trong ấn tượng của ông ta, từ cho tới bây giờ, Hạ Tưởng cũng chỉ có một thái độ bình tĩnh thong dong. Cho dù là lúc ở Tỉnh Tương cùng ông ta đối chọi gay gắt gần như nước với lửa, cũng vẫn nho nhã lễ độ, chưa từng nói ngoan độc như vậy. Hôm nay làm sao vậy, sao chưa gì đã vào thế tấn công? Diệp Thiên Nam thật sự bị Hạ Tưởng nói một hồi làm ông ta sững sờ tại chỗ. Qua một lúc lâu mới thanh tỉnh lại, không khỏi thẹn quá thành giận, nói. Phó Bí Thư Hạ, làm người khi làm việc cũng nên lưu lại một con đường, về sau gặp lại cũng tốt hơn. Tôi đến thành phố Lỗ là việc chung hay là việc tư, cũng không quan hệ tới cậu. Cậu trốn ở sau lưng ngầm ra tay, sao tính là đàn ông? Trong lúc quýnh lên, vốn định hàm xúc hỏi về vấn đề, Diệp Thiên Nam lại trực tiếp nói ra, tương đương trực tiếp nói rõ sự việc ông ta hai lần bị đánh là do Hạ Tưởng ngầm sai khiến. Hạ Tưởng ngạc nhiên hỏi. Diệp Thiên Nam, anh nói vậy là có ý gì? Anh ở thành phố Lỗ. Tôi cũng không biết anh ở đâu, sao có thể còn ngầm ra tay với anh quả thực là ngậm máu phun người. Lời nói Hạ Tưởng rất chắc chắn. Giọng điệu rất kiên định, một chút nữa khiến Diệp Thiên Nam không dừng lại được, bị nghẹn nói không nói nên lời. Chẳng lẽ thực sự không phải do Hạ Tưởng gây nên? Ngày hôm qua, sau khi tụ họp xong, Diệp Thiên Nam với tâm sự nặng nề, trở về nhà khách, vừa mới xuống xe còn chưa kịp lên lầu, ngay tại bãi đỗ xe đã bị vài người ngăn chặn. Đối phương là ba, bốn gã thanh niên trai tráng, mỗi người đều vai u thịt bắp, hơn nữa nhìn qua đều uống vào không ít rượu. Ngay từ đầu, đối phương cũng không phải cố ý cản đường Diệp Thiên Nam mà là mấy người này dường có mâu thuẫn, lôi lôi kéo kéo, người đẩy tôi đẩy, nháo thành nhất đoàn, náo đến cuối cùng, lại đúng lúc vây quanh Diệp Thiên Nam. Diệp Thiên Nam cũng uống ít rượu, dù chưa say, cũng có vài phần chênh choáng, bắt đầu không còn ý thức được điều gì liền căn cứ vào mong muốn tốt đẹp,
nhiều chuyện không bằng ít chuyện, tự lui qua một bên. Không ngờ đối phương ở ngay trước mặt anh ta, bắt đầu đánh nhau, còn đánh rất hung dữ. Diệp Thiên Nam tuy rất ít gặp qua cảnh đánh lộn thực sự như vậy, hơi sợ hãi, đã muốn trốn xa hơn một chút, nhưng mới bước sang bên cạnh một bước, lại dẫm lên chân một người. Liền chọc đại hỏa. Đối phương mới vậy liền phát hỏa, cũng không còn tự đánh giết lẫn nhau nữa mà liên kết với nhau tay đấm chân đá ông ta. Đáng thương cho một quan lớn từng làm tới cấp phó tỉnh cấp như Diệp Thiên Nam, vì che giấu không để cho người khác biết, một mình tiến đến thành phố Lỗ, hiện tại kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, bên người ngay cả một cảnh vệ cũng không có, dùng lời của ông ta mà nói, là con hổ thực sự lạc vào thành phố Lỗ bị chó bắt nạt. Sau khi bị đánh đấm no nê, cái mũi của Diệp Thiên Nam đã không còn là cái mũi, mắt không phải mắt, một phen nước mắt nước mũi trào ra, đau đớn trên người, hơn nữa trong lòng còn thấy uất nghẹn, thiếu chút nữa đau muốn chết. Đúng vậy, con đường làm quan của Diệp Thiên Nam trước khi gặp được Hạ Tưởng, vẫn thuận lợi dường như ngồi hỏa tiễn vậy, đừng nói bị người đánh, ai cũng phải vô cùng cung kính nhường ông ta ba phần lễ. Hiện tại, ông ta bị chế giễu, chẳng những thành dân chúng tóc húi cua, không ngờ còn bị người đánh rắn dập đầu một trận tơi bời. Thật sự là ông trời phù hộ, ông ta đã đụng vào ai rồi? Đối phương ước chừng quần ẩu đồng chí Diệp Thiên Nam lâu tới 4, 5 phút đồng hồ, nếu thật sự mạnh tay, hiện tại đồng chí Diệp Thiên Nam trên cơ bản có lẽ đã không thể tự gánh vác cuộc sống. Kỳ quái chính là, tuy rằng nhiều người dùng tay đấm, còn ngay cả chân cũng dùng tới, Diệp Thiên Nam bị đánh đến mặt mày nở hoa, kính mắt cũng bay sang một bên, nhìn như vô cùng thê thảm. Kỳ thật trong lòng Diệp Thiên Nam cũng biết, đối phương rất có chừng mực, căn bản là không muốn làm mình bị trọng thương, ngoài mặt đánh khá mạnh, trên thực tế đều giữ sức, chỉ khiến mặt mũi ông ta bị bầm dập mà thôi. Trên người cũng không có mấy chỗ bị thương, xương sườn không gãy, tay chân đều tốt, cũng không có nội thương, ngoại trừ trên mặt bị đau đến mức bỏng rát. Đến tận bây giờ, Diệp Thiên Nam đã hiểu được, đối phương không phải do đánh nhau mà tới đây, đây là lừa người. Muốn khiến ông ta phải khó chịu, khiến mặt mũi ông ta bầm dập, khiến ông ta không có mặt mũi đi gặp người khác. Như vậy, dụng ý đã rất sống động, liên tưởng đến lần trực tiếp cảnh cáo đầu tiên, Diệp Thiên Nam đã vô cùng rõ ràng, một đám người sai kia cũng không phải sai gì, mà là dụng tâm kín đáo muốn ra tay đấm đá. Sau khi đối phương đánh xong, còn có một người do chưa hết ý hướng lên mặt Diệp Thiên Nam phun ra một ngụm nước miếng, hung tợn nói một câu. Thành phố Lỗ không chào đón ngươi. Về sau, gặp một lần đánh một lần, đánh tới khi nào ngươi sợ mới thôi. Diệp Thiên Nam lúc này không rõ là có người nào ngại ông ta ở thành phố Lỗ nhiều chuyện. Ông ta sống đến từng tuổi này, càng nghĩ, sau khi đem từng người đã gặp hôm nay loại trừ ra, Hạ Tưởng liền trở thành đối tượng đáng nghi ngờ nhất của ông ta. Bởi vì trong nhận thức của ông ta, ngoại trừ Hạ Tưởng, sẽ không có người thứ hai có thể hạ độc thủ đối với ông ta. Đúng. Là bàn tay đen mà không phải độc thủ. Nếu đổi người khác, hôm nay ông ta chỉ sợ chẳng những mặt mũi bầm dập, xương sườn còn bị gãy đứt. Miễn bàn xem trong lòng Diệp Thiên Nam có bao nhiêu phẫn nộ và uất nghẹn, nghĩ tới hoàn cảnh của ông ta năm đó, hiện tại bị người ra sức đánh còn không tính hết, đã vậy còn bị người trực tiếp phun nước miếng lên mặt, bình sinh vô cùng nhục nhã. Nhưng ông ta đúng là vẫn còn sợ, không thể bảo đảm cho thân thể được an toàn, ông ta chỉ đành phải rời khỏi thành phố Lỗ. Nếu không, nói không chừng còn có thể có phát sinh sự kiện uy hiếp càng nghiêm trọng hơn. Rồng mạnh khó đè được rắn địa phương, huống chi hiện tại ông ta nay cả rồng khỏe cũng không phải, mà là phượng hoàng dụng lông không bằng một con gà. Đi về thì đi về, sự tình vẫn phải hỏi cho rõ mới được. Diệp Thiên Nam liền gọi điện thoại chất vấn Hạ Tưởng, muốn thăm dò từ miệng Hạ Tưởng. Trong lòng ông ta vô cùng căm phẫn, bởi vì trong cảm nhận của ông ta, Hạ Tưởng vốn là một chính nhân quân tử. Nếu sự kiện đánh người thật sự là do Hạ Tưởng ngầm sai khiến, như vậy khiến cho hình tượng quang minh chính đại của Hạ Tưởng trong lòng ông ta sẽ hoàn toàn tan biến. Không nghĩ vừa điện thoại, lại bị Hạ Tưởng trực tiếp phản lại, lại khiến tâm tư Diệp Thiên Nam một phen thăng trầm. Việc tôi ở thành phố Lỗ, Phó Bí Thư Hạ, cậu thật sự không biết. Diệp Thiên Nam kiềm chế lửa giận trong lòng, giọng điệu bình tĩnh gần như cay nghiệt. Tôi đến thành phố Lỗ được vài ngày, đã bị người ta đánh hai lần. Chị An thành phố Lỗ, thật sự là rất tốt đi. Giọng điệu Hạ Tưởng cũng bình tĩnh gần như lạnh lùng. Thành phố Lỗ quá lớn, mỗi ngày không biết phát sinh bao nhiêu sự kiện đánh nhau ẩu đả.
Tôi đối với việc anh ở thành phố Lỗ gặp phải bất hạnh cũng rất thông cảm, đã báo cảnh sát chưa? Tin tưởng cảnh sát thành phố Lỗ có thể đem lại công chính công bình mà xử lý cho anh. Diệp Thiên Nam bị Hạ Tưởng làm cho mơ hồ, muốn nói cái gì, lại không tiện hỏi nhiều, cuối cùng chỉ nói. Tôi rất thất vọng đối với chị An của thành phố Lỗ và với một người tỉnh tề. Hạ Tưởng ha hả cười. Nếu anh có ý tưởng gì đối với chị An thành phố Lỗ, có thể phản ánh vấn đề với đồng chí Lý Đồng và Lưu Nhất Lâm. Thất vọng với riêng người nào đó của tỉnh tề, điều này tôi lại không giúp được anh. Anh có thể trực tiếp nói cho họ hiểu. Đương nhiên, đối phương có phải tiếp nhận ý kiến của anh hay không, thì còn chờ hai bên nói chuyện. Lão Diệp, còn có chuyện gì nữa không? Sau khi Diệp Thiên Nam ngồi trên máy bay bay về Bắc Kinh, vẫn còn tức giận chưa nguôi, trong lòng lại vẫn không thể khẳng định phía sau sự kiện rốt cuộc là đôi tay độc ác của ai đã tác quái. Hồi tưởng lại từng chi tiết khi ông ta cùng Hạ Tưởng trò chuyện, trong lòng ông ta nghi hoặc nhưng lại càng vui mừng từng chuyện đó thật sự không phải là do Hạ Tưởng làm. Hạ Tưởng sau khi nghe xong điện thoại của Diệp Thiên Nam, lắc đầu mỉm cười, một người có chút không tự giác, rõ ràng là một cây gậy quấy cứt, lại còn đúng lý hợp tình cho rằng mình rất có bản lĩnh, rất trọng yếu. Diệp Thiên Nam lại có vẻ rất cao ngạo, thật sự nâng cao chính mình, tự cho mình là rất giỏi, có thể giống như Tô Tần, tung hoành ngang dọc, chỉ điểm giang sơn. Kỳ thật ông ta bất quá chỉ là một sách lậu không có quyền chức mà thôi. Một sách lậu còn muốn có được đãi ngộ như sách thật, không phải si tâm vọng tưởng thì là cái gì? Căn bản là mộng tưởng hão huyền. Con người hẳn phải tự biết mình, nếu không, khi không còn trên vị trí này, không nên mưu tính chính trị, không cần nhảy lên nhảy xuống như thằng hề nhảy nhót, cầm lông gà làm lệnh tiễn. Đánh hai lần vẫn là nhẹ, nếu ông ta còn dám đến thành phố Lỗ gây rối, nhất định phải khiến ông ta nếm thử mùi vị đau khổ muốn chết. Hạ Tưởng bất chấp, có đôi khi không chừng trị một chút, có người sẽ không biết cái gì là liêm sỉ, không biết mình mấy cân mấy lượng. Hy vọng Diệp Thiên Nam thấy được, chẳng những cảnh báo Diệp Thiên Nam, còn có thể khiến một số người tà tâm không chết, cũng tỉnh ngộ ra vài phần. Nửa tháng sau, qua một trận mưa thu, mang đến bầu trời thu mát mẻ. Tỉnh tề, chính thức bước vào mùa thu. Tuy rằng còn hơn 2 tháng nữa chính quyền mới bắt đầu bước vào nhiệm kỳ mới, nhưng lúc này các loại công tác đã được lên nhật trình. Vì phòng ngừa nhiệm kỳ mới xuất hiện sai lầm không thể đoán trước, Khâu Nhân Lễ nhiều lần bỏ thời gian, tự mình đến Hội đồng Nhân dân tham gia các hội nghị, luôn nhấn mạnh phải nghiêm khắc làm đúng theo ý đồ của Trung ương, phải đặt tinh thần chỉ thị của Trung ương lên vị trí cao nhất, phải hoàn toàn kiên định chấp hành, không cho phép có bất luận sự việc lợi ích cá nhân và không hài hòa xuất hiện. Ai nảy sinh vấn đề, thì sẽ truy vấn trách nhiệm người đó, tuyệt không nhân nhượng. Có lẽ Khâu Nhân Lễ nghiêm khắc đã tạo nên tác dụng. Công tác giai đoạn trước hoàn toàn thuận lợi, Tần Khản chẳng những khiêm tốn mà dường như còn giống như không tồn tại. Trình Tại Thuận cũng thành thật mà phối hợp công tác, tích cực chủ động hoàn thành các nhiệm vụ, không có xuất hiện một sai lầm nào. Cuối cùng khiến trái tim của Khâu Nhân Lễ cũng rơi vào đúng chỗ. Đảo mắt đã tới giữa tháng 1 rồi. Cuối cùng, Tào Thù Lê cũng từ Bắc Kinh trở lại thành phố Lỗ, lại an tâm ở bên cạnh Hạ Tưởng, gánh vác trọng trách chăm sóc Hạ Tưởng. Hạ Đông hoàn toàn mạnh khỏe, gần như thành một thành viên trong nhà Tổng Bí Thư, ăn ngủ đều ở trong nhà Tổng Bí Thư, tuy rằng lúc tạm chia tay Tiểu Linh có làm náo loạn một chút, nhưng tổng thể mà nói tình thế rất tốt. Mà tình thế tỉnh tề, dường như cũng rất tốt. Cũng thật vậy, tỉnh tề ở lễ quốc khánh, chính trị trong sáng. Ngoại trừ Lý Đinh Sơn ở Phẩm Đô đánh thế lực đen, các nơi trong thành phố đều gió êm sóng lặng, bước vào mùa thu không khí sảng khoái mát mẻ, là cảnh thu hưng thịnh trong trời trong nắng ấm hiếm có. Nhưng phía sau thời thế Thái Bình hưng thịnh, vẫn cất giấu rất nhiều âm phù đang nhảy lên mà không ai hay biết. Đối với Hạ Tưởng mà nói, nhà nội rốt cục chính thức rút vốn đầu tư khỏi tập đoàn Đạt Tài. Đối với Tần Khản mà nói, ác mộng tới gần, trước đó không hề dấu hiệu nào. Tào Thù Lê quay trở về thành phố Lỗ đã một thời gian rồi, người ở bên cạnh Hạ Tưởng, nhưng trong lòng lại nhớ về người khác. Tuy nhiên, Hạ Tưởng lại không chút ghen. Bởi vì người Tào Thù Lê nhớ chính là Hạ Đông và Liên Nhược Hạm. Hạ Đông cũng còn đỡ, dù sao cũng là con. Từ trước đến nay ở trong mắt người đàn ông, bà xã là cái tốt của người ngoài, đứa con là bổng lộc trong nhà mình. Hạ Tưởng cũng rất có thể hiểu được tình yêu con trong trái tim của Tào Thù Lê. Bình tĩnh mà xem xét, hắn đối với Hạ Đông cũng thật sự rất lo lắng, chẳng qua đàn ông trong lòng yếu đuối, ngoài miệng cứng rắn, mạnh mẽ.
Bình thường, hắn cũng nói rất ít mà thôi. Nói cho cùng, trong lòng vẫn rất nhớ con. Cũng rất nhớ Liên Nhược Hạm. Hắn chưa từng cách xa Liên Nhược Hạm lâu như vậy. Trước kia tuy rằng cũng không thông thường gặp mặt, nhưng muốn gặp, nửa ngày là gặp được. Hiện tại Liên Nhược Hạm đang ở nước ngoài, muốn gặp thật không dễ dàng. Xuất phát từ phương diện an toàn thực phẩm mà cân nhắc, Liên Nhược Hạm không chịu về nước. Lại bởi vì thân phận của Hạ Tưởng có đặc thù, hắn không thể tùy tiện xuất ngoại, hai người đành phải sống ở hai nơi. Liên Nhược Hạm cũng sắp sinh, ngày sinh dự tính dường như là tháng 3 sang năm, Hạ Tưởng không nhớ rõ cụ thể ngày là nào, nhưng Tào Thù Lê lại nhớ rất rõ ràng. Có lẽ là nguyên nhân ấn tượng ban đầu đã giữ vai trò chủ đạo, Tào Thù Lê vẫn đối xử với Liên Nhược Hạm giống như hai chị em, chưa từng có cảm giác cô ấy là tình địch của cô. Buổi tối, sau một ngày bận rộn, Hạ Tưởng trở về nhà. Trong nhà đã bật hệ thống sưởi hơi, ấm áp như mùa xuân, thậm chí bất giác còn hơi lạnh. Lúc này đã bắt đầu vào mùa đông, khí hậu ở thành phố Yến không kém hơn mấy thành phố lỗ là mấy. Hiện tại trời cũng giá rét quang cảnh đông lạnh, cũng may trong nhà có một người đàn bà, khiến Hạ Tưởng thực sự rất an tâm. Cơm tối đã được làm xong, bốn món ăn một bữa, đối với cấp bậc của Hạ Tưởng mà nói, quy cách không cao. Nhưng do theo đạo dưỡng sinh của Tào Thù Lê, buổi tối cô thậm chí cũng không muốn cho Hạ Tưởng ăn thức ăn đầy dầu mỡ gì đó, chỉ uống một chén cháo loãng là xong việc. Chẳng qua Hạ Tưởng ngủ hơi muộn, mỗi ngày đều phải thức đêm để làm việc, cũng chỉ cố gắng chiếu cố tới hắn mà nấu thêm cơm. Với thời tiết gần đây mà nói, khí hậu tỉnh Tề đã bắt đầu vào mùa đông. Theo môi trường chính trị mà nói, dường như là cảnh tượng của một mùa xuân tươi tốt. Thật ra lại không phải đâu. Giai đoạn hiện nay, chỉ đang ở thời kỳ đặc thù mặt ngoài thì tương đối thái bình, bởi vì đang đợi thời khắc cuối cùng đến. Gần đây Hạ Tưởng công tác vô cùng bận rộn. Sự tình dồn đống lại, thân là phó bí thư, phải phụ trách công việc các mặt, từ truyền đạt tinh thần trung ương, cho tới khảo hạch một số nhân vật đảng và chính quyền các thành phố cấp 3. Hơn nữa nhiệm kỳ mới ở Ủy ban Nhân dân các thành phố sớm hơn nhiệm kỳ mới ở Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sự tình phong phú, làm cho người ta gần như không thể có lúc nào nghỉ ngơi. Đều cho rằng làm quan là nở mày nở mặt, người trước người sau, tiền hô hậu ủng, kỳ thật chỉ thấy được mặt tốt, không thấy được mặt không tốt. Chẳng những bận tối mày tối mặt, còn chịu áp lực tâm lý rất lớn. Nếu tâm lý hoặc năng lực chịu đựng kém một chút, hoặc là năng lực không đủ, hàng năm bởi vậy có không ít cán bộ mắc chứng bệnh trầm uất. Thậm chí còn có phó thị trưởng, chủ tịch quận bởi vì không chịu nổi trọng trách này mà phát sinh sự kiện tự sát. Tâm lý chịu đựng của Hạ Tưởng mạnh, năng lực lại có, còn có thể ứng phó được. Nhưng ngay cả như vậy, dù sao con người cũng không phải làm bằng sắt, cũng vô cùng mệt mỏi. Chủ yếu cũng là do sau những công tác bình thường, còn có rất nhiều sự tình cần âm thầm ứng đối. Chẳng khác nào hắn một người chia làm hai, khiến cho thân thể Hạ Tưởng mới hơn 30 tuổi cũng có chút ăn không tiêu. Bởi vì, ở phía sau cảnh gió êm sóng lặng, có hai chuyện đang âm thầm bắt đầu trào dâng, đang dần nổi lên, có khả năng phát triển trở thành một trận phong ba bão táp. Nhất là sự kiện Tần Khản rốt cục đã lên men. Sau khi trải qua hơn một tháng với khúc nhạc dạo êm ả chính là sự kiện Tần Khản và Dương Ngân Hoa đầu tiên ồn ào huyên náo ở nội bộ trụ sở tỉnh ủy, sau là toàn thành phố lỗ. Trải qua thời gian đầu đầy xôn xao, Trung Kỳ Tuyên Dương về sau kịp trở về xử lý việc nhà. Hôm nay, rốt cục tạo ra sự kiện ấn tượng đầu tiên, sự kiện hiệu quả đầu tiên chính là Tần Khản bị người đánh. Chuyện đánh người như vậy, rất thấp kém, rất không được. Còn nữa, với cấp bậc của Tần Khản, ai lại bất ngờ đánh một gã phó chủ tịch thường trực tỉnh, muốn đột phá lại gần ôm chặt Tần Khản trước cả vòng người dài cả thước, thế nào cũng phải là võ lâm cao thủ. Nhưng kẻ đánh người thật ra lại không phải là võ lâm cao thủ gì, chẳng những không phải, đầu óc còn khuyết thiếu một điểm nối, chính là chồng của Dương Ngân Hoa, Hoa Nhất Đại. Hoa Nhất Đại từng đánh Chu Hồng Cơ một lần, hiện tại lại tự tay đánh Tần Khản, tất cả đều là bởi vì gã có một người vợ lẳng lơ, cũng đủ để cho gã trở thành đại biểu điển hình cho kẻ đội nón xanh. Nếu có người muốn viết một quyển sách người lạ chuyện lạ, Hoa Nhất Đại xác định chắc chắn trúng cử. Bởi vì ở trong nước dưới thể chế chính trị hiện hành, có thể chỉ dựa vào một người tay không, đánh hai gã quan lớn cấp phó tỉnh, chỉ sợ cũng chỉ có một mình gã mà thôi. Hoa Nhất Đại đánh Tần Khản như thế nào, chi tiết không ai có thể biết rõ. Dù sao cũng làm cho Tần Khản chật vật không chịu nổi xuất hiện ở trụ sở tỉnh ủy. Phía sau lưng có một dấu chân to,
trên mặt là một cặp mắt gấu mèo, muốn có mất mặt bao nhiêu thì mất mặt bấy nhiêu. Tâm tính người khác thế nào Hạ Tưởng không thể hiểu hết, nhưng nghe nói, sau khi tận mắt thấy bộ dạng Tần Khản, Chu Hồng Cơ từng chịu đủ khổ sở với Hoa Nhất Đại lúc ấy liền cười rạng rỡ như ánh mặt trời, thiếu chút nữa còn cất tiếng cười to nếu như không phải cửa phòng làm việc cách âm hiệu quả không tốt, khẳng định Chu Hồng Cơ sẽ lớn tiếng cười. Có mùng một thì có hôm rằm, không có biện pháp, Hạ Tưởng thấy Tần Khản gặp phải cảnh ngộ không dậy nổi thì rất thông cảm với anh ta. Nhưng một tin tức tiếp sau, cũng là sự kiện đầy ấn tượng thứ hai, lại khiến anh ta không khỏi thổn thức, Dương Ngân Hoa tự sát. Đối với Dương Ngân Hoa, Hạ Tưởng thông cảm nhiều hơn chán ghét. Làm một cán bộ nữ trong trụ sở tỉnh ủy trung tâm quyền lực của tỉnh Tề, nếu có dã tâm có dục vọng, trong thế giới mà người đàn ông nắm quyền, muốn liều mạng tiến về phía trước, cũng chỉ có một con đường duy nhất, chính là hiến thân. Có bao nhiêu lãnh đạo cấp trên lại không hy vọng thu được cấp dưới là một người phụ nữ xinh đẹp. Hạ Tưởng không tham lam, không có nghĩa là người khác không tham lam. Không nói xa xôi, vừa mới đây còn phát sinh vụ án lãnh đạo cấp trên thừa dịp đồng nghiệp nữ say rượu mà cưỡng gian. Khi thẩm vấn, lãnh đạo cấp trên còn luôn miệng nói là thông dâm không phải cưỡng gian, bởi vậy là có thể suy đoán, trong cảm nhận của cấp trên, nữ cấp dưới quả thật nằm trong quyền sở hữu của cấp trên nam. Hạ Tưởng không có ý định đi đánh giá hiện tượng anh tình tôi nguyện khó coi đó. Hắn chỉ cảm giác sâu sắc được Dương Ngân Hoa gặp phải cảnh bất đắc dĩ và đau lòng. Dương Ngân Hoa chết, mặt ngoài, là do bị liên tiếp chuyện xấu bức bách mà chết, trên thực tế, cô chết vì lòng tham của chính mình. Hiến thân cho Tần Khản còn chưa tính, còn bị Tần Khản lợi dụng đảm đương tạt nước bẩn lên người Chu Hồng Cơ, chính là không quyền biến. Phụ nữ có thể vì tiền đồ và hư vinh của bản thân mà hiến thân, nhưng trước khi hiến thân, nhất định phải nghĩ thật kỹ về hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra. Kẻo lại giỏ chút múc nước, công dã tràng mà vẫn bị coi thường, cũng khối người bên đường bị nổ tới tan xương nát thịt như vậy. Dương Ngân Hoa tự sát ngay sau sự kiện Tần Khản bị đánh, khiến cho mọi người thoải mái liên tưởng. Tần Khản bị chuyện tai tiếng này quấn thân hơn một tháng, trước sau vẫn điềm tĩnh và mặt dày ứng đối nguy cơ, mắt thấy sẽ qua ải này, không nghĩ, ở thời khắc cuối cùng, sắp thành lại bại. Dương Ngân Hoa chết, tạo ra những dao động không nhỏ trong tỉnh ủy. Sản sinh ra những ảnh hưởng ác liệt trong với xã hội. Tôn Tập Dân nhân cơ hội này, cùng Khâu Nhân Lễ, Hạ Tưởng mở một cuộc họp hội ý, cuối cùng trong hội nghị đạt được nhất trí chung, hy vọng đồng chí Tần Khản sẽ giải thích vấn đề với tỉnh ủy. Tần Khản rất phối hợp, không nói hai lời liền chủ động tìm tới Khâu Nhân Lễ, thẳng thắn thành khẩn trước Khâu Nhân Lễ nói về quan hệ bất chính giữa anh ta và Dương Ngân Hoa. Nhưng giữa anh ta và cô ấy ngoại trừ quan hệ nam nữ bất chính ra, không có mưu tính quyền lực riêng tư nào khác. Nói đúng ra, tỉnh ủy phải xử trí Tần Khản, nhưng không tìm thấy thời điểm nào tốt để bắt đầu. Dù sao cũng không thể chỉ lấy việc quan hệ nam nữ mà tiến hành xử trí một gã phó chủ tịch thường trực tỉnh, dù sao cũng là cấp phó chủ tịch thường trực tỉnh, chuyện nam nữ thật sự không tiện đưa ra bàn luận. Tần Khản thông minh ở chỗ, anh ta biết Dương Ngân Hoa chết là đả kích rất lớn đối với uy vọng của anh ta, nhưng căn bản anh ta vẫn không được dao động. Tỉnh ủy chỉ có thể mở miệng cảnh cáo đối với anh ta, không thể báo cáo với ban tổ chức trung ương. Đối với việc xử lý thế nào về sự nghiệp sau này của Tần Khản, Khâu Nhân Lễ và Tôn Tập Dân, Hạ Tưởng sau khi thảo luận, tạm thời còn chưa có quyết định được, đành phải gác lại. Vấn đề Tần Khản không phải là phiền toái khiến Hạ Tưởng phải chú ý nhất, phiền toái lớn nhất là nha nội ra tay. Kỳ thật, thời gian nha nội ra tay còn sớm hơn so với thời gian Tần Khản gặp phải chuyện không may. Hơn nữa, giữa việc nha nội ra tay và Tần Khản gặp chuyện không may, tất nhiên không có liên hệ gì. Sở dĩ nói về chuyện xảy ra với Tần Khản trước, sau đó mới nói tới chuyện nha nội ra tay, chỉ vì sự tình của nha nội so với chuyện của Tần Khản càng khó giải quyết hơn, lại càng liên tục thay đổi. Hạ Tưởng đang trong ở nhà, đem tất cả mọi chuyện đã xảy ra suy nghĩ kỹ một lần, mới nhớ ra cơm canh đều nguội lạnh, nên ăn cơm, ngẩng đầu đúng lúc thấy Tào Thù Lê đang chống tay vào cằm. Đôi mắt to đen nháy đang tò mò lườm hắn không nháy mắt, dường như trên mặt hắn mở một đóa hoa vậy. Sờ sờ mặt, Hạ Tưởng cười hỏi. Nhìn cái gì vậy, không nhận ra sao? Có một chút. Tào Thù Lê cười cười, vẻ mặt nghịch ngợm. Lúc anh suy nghĩ sâu xa, bộ dáng thật sự là có chút phong độ, phỏng chừng bây giờ còn có thể mê hoặc được vài nữ nhân viên cấp dưới. Hạ Tưởng cười, Tào Thù Lê là muốn nói đến sự kiện Dương Ngân Hoa. Đa tâm rồi, hắn nói. Anh vẫn thờ phụng một nguyên tắc chính là, tuyệt không xuống tay với cấp dưới.
Ý tứ là, phải xuống tay với người ở xa một chút sao? Cũng đúng nha, con thỏ còn không ăn cỏ gần hang. Dù sao anh hiện giờ cũng có thể coi là cán bộ lãnh đạo, sao lại có thể ăn cỏ gần hang được? Ngay cả con thỏ cũng không làm như vậy nữa là. Tào Thù Lê cười mà như không cười, nói. Hạ Tưởng cười ha hả. Em chẳng lẽ còn không biết anh? Đừng nghĩ ngợi lung tung, ăn cơm nhanh đi, cơm canh đều lạnh cả rồi. Em đang tính bớt chút thời gian đi qua Mỹ, Nhược Hạm ở một mình như vậy, em vẫn cảm thấy rất lo lắng. Em an tâm để anh lại một mình sao? Hạ Tưởng sao có thể không hiểu được là Tào Thù Lê đang thử mình, cười nói. Anh ở trong mắt em, không biết có phải là gã đứng ở hàng cuối cùng hay không? Tào Thù Lê cao hứng, cầm lấy chiếc đũa đánh Hạ Tưởng vài cái. Sao lại trẻ con như thế, không có em, không phải anh sống càng thoải mái hơn sao? Trưa hôm sau, vào giờ nghỉ Hạ Tưởng chuẩn bị đi căn tin ăn cơm, lại nhận được điện thoại của Nguyên Minh Lượng. Nguyên Minh Lượng đã biến mất một thời gian, từ sau khi cùng Tiêu Ngũ đi Phẩm Đô lần trước, anh ta vẫn không lộ mặt. Lúc này đột nhiên hiện thân, hơn nữa còn nắm chắc thời cơ, rất đúng lúc, khiến cho Hạ Tưởng phải âm thầm khen ngợi sự khôn khéo của Nguyên Minh Lượng. Phó Bí Thư Hạ, có tiện mời Chủ tịch Thành đến thành phố Lỗ một chuyến không, tiện trao đổi một chút về công việc đầu tư. Giọng nói của Nguyên Minh Lượng rất trầm ổn, để lộ ra vẻ cung kính và kiên định. Cung kính là cung kính đối với Hạ Tưởng, kiên định là anh ta tin tưởng đây là thời điểm đúng lúc để ra tay. Không nói đích thân đi thành phố Yến gặp Thành Đạt Tài, mà đề xuất Thành Đạt Tài đến thành phố Lỗ, Nguyên Minh Lượng đúng lúc nắm chắc thời cuộc, cũng khiến Hạ Tưởng vô cùng khâm phục. Bởi vì Thành Đạt Tài quả thật phải đích thân đến thành phố Lỗ một chuyến. Cuộc đọ sức cùng nha nội, sắp bắt đầu toàn diện. Nguyên Minh Lượng quả thật là người thông minh, biết khi nào thì nên biến mất, khi nào thì nên xuất hiện. Hiện tại anh ta xuất hiện, chẳng những vừa đúng thời cơ, hơn nữa còn có công hiệu đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nếu tác động thích đáng, chẳng những có thể làm cho Thành Đạt Tài cảm động và nhớ mãi lòng tốt của anh ta, cũng sẽ khiến Hạ Tưởng xem trọng anh ta hơn một chút. Cũng từ khía cạnh này mà nói, Nguyên Minh Lượng đối với việc nha nội đột nhiên đề xuất chuyện rút vốn đầu tư khỏi tập đoàn Đạt Tài, rõ như lòng bàn tay, lại nói rõ thêm một điểm, anh ta mượn cơ hội này kết giao với Thành Đạt Tài. Hạ Tưởng cũng không khách khí, nói thẳng. Được, tôi sẽ liên hệ với Chủ tịch Thành một chút, để xem ý kiến của ông ấy thế nào. Nguyên Minh Lượng còn nói thêm. Phó Bí Thư Hạ, tôi còn có một ý đồ, tính khởi công một nhà máy lọc dầu ở Phẩm Đô, hy vọng có cơ hội cùng Bí Thư Lý ngồi nói chuyện. Nguyên Minh Lượng thật đúng là thuận thế liền nhả ra, đúng là người làm ăn. Tính toán mọi việc thật sự rất khôn khéo. Trong lòng Hạ Tưởng thấy không vui. Quả thật, lúc này, Nguyên Minh Lượng đầu tư vào tập đoàn Đạt Tài, ở trình độ nhất định sẽ hóa giải đợt tấn công lớn nhất của nha nội và lại mặc kệ nha nội muốn thực sự rút vốn đầu tư, hay là mượn cơ hội dùng điểm yếu của tập đoàn Đạt Tài, mục đích để thâu tóm tập đoàn Đạt Tài. Chỉ cần tài chính của Nguyên Minh Lượng vừa đưa đến, sự ra tay của nha nội sẽ bị hóa giải từng chiêu cũng sẽ khiến Thành Đạt Tài sinh lòng cảm kích đối với Nguyên Minh Lượng. Ngay cả Hạ Tưởng, ngay từ đầu đã vô cùng vui mừng và tán thưởng với lựa chọn vào đầu tư lúc này của Nguyên Minh Lượng. Hắn lại không ngờ được rằng, hóa ra Nguyên Minh Lượng có chiêu ngầm bên trong. Phẩm Đô trước thời Lý Vinh Thăng, tương đương với Bí Thư Thành ủy Mộc Giới Công ở trước Lý Đinh Sơn hai khóa, khi đảm nhiệm, ông ta đã cho khởi công một nhà máy lọc dầu khổng lồ hạng trăm tấn. Xây dựng ở trung tâm quy hoạch của Phẩm Đô. Có người nói, trong 20 năm, Mộc Giới Công là công thần của Phẩm Đô, 20 năm sau, ông ta là kẻ có tội đối với Phẩm Đô. Hạ Tưởng muốn nói, không cần chờ 20 năm sau, hiện tại Mộc Giới Công đã chính là tội nhân của Phẩm Đô. Bởi vì hạng mục công trình lọc dầu là hạng mục công trình gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng lâu dài mà sâu xa tới Phẩm Đô, chẳng những khiến thành phố Phẩm Đô thường xuyên phải chịu nguy hiểm rất lớn. Mà nhà máy lọc dầu lớn này còn là quả bom hẹn giờ, hơn nữa mỗi ngày đều đúng giờ thả chất ô nhiễm, khiến ngành du lịch của thành phố Phẩm Đô phải trả một cái giá vô cùng đau đớn thê thảm. Toàn bộ thế giới chỉ có một thành phố đem xây dựng nhà máy lọc dầu trong trung tâm thành phố chính là Trạm Giang, nhân khẩu trong trung tâm thành phố cũ lại đông đúc. Khi trình bày và chứng minh rất rõ ràng về hậu quả ô nhiễm nghiêm trọng nguy hiểm do hạng mục công trình lọc dầu ở Phẩm Đô mang lại nhưng Mộc Giới Công vẫn toàn lực an bài nghị luận để khởi hạng mục công trình lọc dầu. Bởi vì nhà máy lọc dầu hàng năm có thể mang đến cho Phẩm Đô GDP khá cao. Hiện tại Mộc Giới Công đã thất thế,
mọi chuyện đều đã qua rồi, nhưng hậu quả mà ông ta gây ra cho người dân Phẩm Đô vẫn còn đau xót, còn sừng sững trong khu đô thị Phẩm Đô, kíp nổ này không biết khi nào sẽ nổ. Mà Nguyên Minh Lượng mượn cơ hội đề xuất trao đổi điều kiện, còn muốn khởi công hạng mục công trình lọc dầu ở Phẩm Đô, bỗng chốc chọc giận Hạ Tưởng. Nguyên tắc của Hạ Tưởng chính là bất luận quan viên nào không màng tới lợi ích và sinh mạng của dân chúng, cho dù là chiến tích có hào quang sáng lạng cỡ nào, mặc kệ bị người ngoài giới thổi phồng cao bao nhiêu, trong mắt hắn đều không đáng một đồng. Hạng mục công trình nhà máy lọc dầu thì miễn đi, đừng nói bí thư Lý sẽ không đồng ý, tôi cũng sẽ là người đầu tiên phản đối. Hạ Tưởng nói như đinh đóng cột. Bất luận sản nghiệp gì mà tạo thành ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đều đừng nghĩ có thể thông qua tôi. Anh Nguyên, tôi nhắc nhở anh một chút, không cần ở trước mặt tôi đưa ra đề nghị bất hợp lý như vậy. Anh cũng biết nguyên tắc của tôi, không cần khiêu chiến điểm mấu chốt của tôi. Lần đầu tiên, Hạ Tưởng trịnh trọng tiến hành trực tiếp cảnh cáo Nguyên Minh Lượng. Nguyên Minh Lượng hiển nhiên không nghĩ Hạ Tưởng lại có phản ứng kịch liệt như thế, ngẩn cả người, qua một lúc mới lắp bắp nói. Ngại quá, Phó Bí Thư Hạ, tôi chỉ là nhìn thấy hạng mục công trình lọc dầu mang lại lợi nhuận, không nghĩ tới lâu dài như vậy. Vậy hãy nghĩ cho tốt đi rồi hãy quyết định làm. Hạ Tưởng trực tiếp cắt đứt điện thoại, không nghe Nguyên Minh Lượng tiếp tục giải thích. Hắn thực sự rất phản cảm khi trực tiếp trao đổi về ích lợi. Nguyên Minh Lượng làm vậy, khiến hắn có cảm giác anh ta có ý hàm xúc trao đổi, trong lòng thực sự không vui. Sau một lúc lâu, tức giận trong lòng Hạ Tưởng mới lắng xuống, nhưng vẫn còn cảm thấy kỳ lạ, sao chỉ mới vậy đã tức giận rồi. Lý Đình Sơn tuy rằng hiện đang làm bí thư thành ủy Phẩm Đô, nhưng giữa việc khởi công hạng mục công trình lọc dầu và hắn vẫn không có gì xung đột trực tiếp gì về ích lợi, hắn thay ai bênh vực kẻ yếu. Lại chìm trong suy nghĩ, vẫn là bởi vì hắn đối với toàn bộ quá trình từ lập dự án đến lúc đưa ra quyết định xây dựng hạng mục công trình nhà máy lọc dầu thì vô cùng hiểu biết, rất rõ ràng, Mộc Giới Công đã ngầm đánh nhịp, mục đích hoàn toàn vì tôn sùng chính trị. Cho đến bây giờ, Hạ Tưởng đã xem như một quan lớn thực sự. Nói cách khác, chính là rời xa dân chúng, không đến tiếp xúc cơ sở, và không cần chú ý tới tầng lớp dân chúng khó khăn. Kỳ thật không phải vậy, tình cảm trong hắn từ trước tới nay vẫn chưa hề thay đổi. Hắn vẫn quan tâm tới dân chúng như với cha mẹ, anh chị em, như với người thân của chính mình vậy. Khi Mộc Giới Công đưa ra quyết định đầu tư, cũng hiểu rất rõ, 100 năm nữa, nhà máy lọc dầu vẫn không ngừng gây ô nhiễm cho Phẩm Đô. Mà với lợi ích trước mắt, chỉ có thể duy trì trong 20 năm. Vậy mà anh ta lại vẫn đứng ở trước mặt đông đảo các chuyên gia, vô cùng thành khẩn, khẩn cầu các vị chuyên gia giơ cao đánh khẽ, không cần đưa ra các chứng cứ nguy hại do nhà máy lọc dầu gây ra. Cuối cùng kết quả chuyên gia thảo luận, đã đưa ra kết luận mang hình thức tự lừa dối mình, không lừa dối được người. Mộc Giới Công với tư cách là đại biểu cho rất nhiều quan liêu trong nước vì chiến tích, vì GDP theo đuổi mục tiêu của mình. Lại không biết, trước mắt, có lẽ đó là con số vô cùng đẹp, nhưng cũng là nguy hại tới sự phát triển lâu dài của mấy trăm mấy chục năm sau. Cái lợi nhất thời, lại gây hại tới trăm năm, thật là sự đau xót của toàn bộ dân tộc. Tuy nhiên, trong lúc vô ý, Nguyên Minh Lượng mới châm lên sự phẫn nộ trong lòng Hạ Tưởng mà thôi. Thật ra toàn bộ đều bắt nguồn từ việc Tần Khản đến chết cũng không hối cải và lòng tham không đáy của nha nội. Tới tình thế như bây giờ rồi, Tần Khản vẫn là con lợn chết không sợ bỏng nước sôi, không có chút dấu hiệu gì là chuẩn bị thu tay lại. Còn có một điều khiến Hạ Tưởng càng giận dữ nữa là, nha nội ở Bắc Kinh, đã cùng Tiếu Giai giao chiến đâu vào đấy, ở thành phố Lỗ, trước ngày đổi nhiệm kỳ mới ở Ủy ban Nhân dân tỉnh, đột nhiên quyết định rút vốn đầu tư khỏi tập đoàn Đạt Tài. Mặc kệ. Xuất phát điểm là gì, mục đích vẫn giống nhau, chính là muốn gây rối, khiến hắn ốc còn không mang nổi mình ốc. Trong lúc không tìm ra thời gian và tinh lực để ứng đối, thì Tần Khản và Trình Tại Thuận lại âm thầm tiến hành đại kế. Nếu không phải Hạ Tưởng ở Túy Tiên Cư trong lúc vô ý gặp được nha nội và Diệp Thiên Nam, Tần Khản, Trình Tại Thuận ở cùng một chỗ, hắn còn không thể nghiền ngẫm dụng ý thực sự của nha nội. Rất đáng tiếc chính là, hắn đã biết nha nội và Tần Khản gặp mặt. Cho nên Hạ Tưởng gần như ngay lập tức cảm thấy sáng tỏ hơn vài phần, cho ra kết luận, lúc này, nhà nội sẽ ra tay. Nói trắng ra là, nhà nội ra tay, hay là cùng với Trình Tại Thuận, Tần Khản âm thầm tiến hành đại kế, đánh yểm trợ. Mục đích không thể cho ai biết đó là tiến hành kiềm chế hắn. Bởi vì nhà nội hiểu rõ, động tới tập đoàn Đạt Tài, sẽ làm hắn phải phân tâm. Nếu hắn không can dự,
nhà nội có thể từ hai mặt chính trị và kinh tế, vừa đánh áp tập đoàn Đạt Tài, lại âm thầm đi thâu tóm, khiến hắn càng phân tâm phân tán tinh lực, hay cho một diệu kế một tên chúng hai đích. Cho nên lúc này Nguyên Minh Lượng lấy danh nghĩa đầu tư tập đoàn Đạt Tài, đề xuất muốn khởi công hạng mục công trình lọc dầu gây ô nhiễm nghiêm trọng ở Phẩm Đô, khiến cho Hạ Tưởng cực kỳ không vui, nên đối với Nguyên Minh Lượng cũng có vài phần không khách khí. Bởi vì dù rời xa Nguyên Minh Lượng, hắn hoàn toàn có cách hóa giải sự ra tay của nha nội lúc này. Nguyên Minh Lượng chỉ có một trong số đông những lựa chọn, cũng không phải là lựa chọn duy nhất. Nếu Nguyên Minh Lượng không tự biết mình, muốn khăng khăng giữ ý của mình, Hạ Tưởng cũng không sợ cùng Nguyên Minh Lượng phân rõ giới hạn. Muốn đồng hành cùng hắn, phải dựa theo nguyên tắc làm việc của hắn, nếu không, không bàn nữa. Làm không được điểm này, đối phương dù nhiều tiền thế nào, hữu dụng ra sao, rất xin lỗi, Hạ Tưởng cũng muốn cách xa cả ngàn dặm. Vấn đề nguyên tắc không thể bàn luận, đó là điểm mấu chốt không thể đụng vào. Sau khi cắt đứt điện thoại của Nguyên Minh Lượng, Hạ Tưởng do dự một lát, vẫn gọi điện thoại tới Thành Đạt Tài. Chủ tịch Thành, khi nào thì đến thành phố Lỗ một chuyến? Đề xuất Thành Đạt Tài đến thành phố Lỗ, cũng không phải là vì đề nghị của Nguyên Minh Lượng, mà là nhằm vào nha nội, bước đầu đánh trả. Tôi sẽ xem thời gian. Thành Đạt Tài lúc trước đã biết ý đồ của nha nội, vẫn chưa tỏ thái độ gì với việc nha nội rút vốn đầu tư. Nếu là trước kia, lấy tính cách của ông ta, khẳng định sẽ vung tay lên, nhưng đó là quá khứ. Hiện tại lại hoàn toàn khác, tình thế kinh tế căng thẳng, chính sách quốc gia điều tiết khống chế vĩ mô, quả thật khiến triển vọng của bất động sản cũng bị ảnh hưởng. Ngay cả tập đoàn Đạt Tài cũng cảm thấy áp lực, các nhà đầu tư khai thác phát triển bất động sản nhỏ khác, cũng đang bước đi đầy khó khăn. Ngày mốt có thời gian, Thành Đạt Tài lật xem hành trình vài lần, đẩy lại vài hội nghị cũng không trọng yếu xuống. Được, rất mong được gặp Chủ tịch Thành. Hạ Tưởng không nói nhiều, chỉ điểm một chút. Hy vọng Chủ tịch Thành chuẩn bị tâm lý thật tốt, việc Nguyên Minh Lượng đầu tư, không thể trở thành cọng rơm cứu mạng. Thành Đạt Tài cười ha hả. Mong Phó Bí Thư Hạ yên tâm, tôi còn chưa có thói quen đem vận mệnh của mình giao vào tay người khác. 3 tỷ, còn chưa thể đè chết được Thành Đạt Tài tôi. Thành Đạt Tài đang hùng hồn nói bên tai Hạ Tưởng thì điện thoại lại vang lên, lại là điện báo của Nguyên Minh Lượng. Lần thứ hai gọi điện thoại tới, thái độ Nguyên Minh Lượng lại vừa thêm vài phần kính cẩn, giọng điệu cũng rất chân thành. Rất xin lỗi Phó Bí Thư Hạ, vừa rồi tôi cũng không có ý tứ khác, không phải lấy việc hợp tác với tập đoàn Đạt Tài để đổi lấy đầu tư ở Phẩm Đô, mong anh đừng hiểu lầm. Sự tình đã qua, không đề cập tới nữa. Hạ Tưởng rất rõ những lời từ miệng Nguyên Minh Lượng, không cần phải nói cũng rất dễ dàng có thể nhìn thấu những suy nghĩ trong bụng đối phương. Vừa rồi, tôi có gọi điện thoại cho Chủ tịch Thành, nghe Chủ tịch Thành nói, ngày mốt ông ấy sẽ đến. Nguyên Minh Lượng trước đó còn nói theo vào, hiển nhiên, anh ta không muốn mất đi mối quan hệ này với Hạ Tưởng. Vừa rồi tuy rằng huyên náo một cách không quá vui vẻ, cũng khiến anh ta từ đáy lòng hiểu rõ điểm mấu chốt của Hạ Tưởng, chẳng những không cảm thấy xấu hổ, ngược lại càng khâm phục cách đối nhân xử thế của Hạ Tưởng. Trong thời gian 2 ngày gom góp được 3 tỷ, tuy rằng thời gian hơi ngắn một chút, nhưng cũng đủ dùng. Nói như vậy, Nguyên Minh Lượng đã hạ quyết tâm, Hạ Tưởng không nói tiếp. Chỉ nhắc nhở Nguyên Minh Lượng một câu. Chủ tịch Thành đến là vì chuyện nha nội rút vốn đầu tư. Còn chuyện của anh, có thể hoãn lại. Hai chuyện làm cùng một lúc, có lẽ có người cho rằng trùng hợp, hay là cố ý. Hạ Tưởng tự nhiên là xuất phát từ lòng tốt, bởi vì nha nội nói rút vốn đầu tư, phải từ tập đoàn Đạt Tài rút ra 3 tỷ, Nguyên Minh Lượng lại đúng lúc theo vào, đầu tư đến 3 tỷ. Bày rõ chính là đối nghịch, sẽ làm nha nội thật sự mất mặt. Hơn nữa còn rất xấu hổ, làm cho mưu kế của nha nội thất bại. Từ phương diện kinh tế mà nói, những gì Nguyên Minh Lượng đã làm không thể dị nghị, nhưng Nguyên Minh Lượng không rõ ràng lắm chính là, hành động này của nha nội, không biết mục đích của ông ta có thực sự là mục đích chính trị. Nói không chừng, nha nội thẹn quá thành giận, sẽ giận chó đánh mèo đối với Nguyên Minh Lượng, vận dụng sức mạnh chính trị đánh ép sản nghiệp các nơi trong nước của Nguyên Minh Lượng. Khi đó Nguyên Minh Lượng sẽ mất nhiều hơn được. Gợi ý của Hạ Tưởng rất rõ ràng, Nguyên Minh Lượng cũng nghe hiểu, nhưng vẫn nói. Làm bất kỳ chuyện gì, đều phải có mạo hiểm không sao cả, chỉ cần có thành ý, tin rằng sẽ có thu hoạch hợp lý. Tôi đã quyết định rồi, xin Phó Bí Thư Hạ xem hành động của tôi. Nguyên Minh Lượng không phải nhất thời ý nghĩ không sáng suốt,
mà là sau khi qua lại vô số năm với Hạ Tưởng, dưới tình hình Hạ Tưởng ở vị trí cao phó bí thư tỉnh ủy, vẫn là một cán bộ có lương tri kiên trì nguyên tắc giữ vững giới hạn, khiến cho y trong lòng kinh ngạc cực độ. Bởi vì y ở các nơi nhìn thấy tham quan sư tử mở to miệng, cũng gặp nhiều quan liêu vì lợi ích cá nhân bán đứng lợi ích quốc gia, mà y quen biết Hạ Tưởng nhiều năm, chỉ cần là hạng mục lợi nước lợi dân, phó bí thư Hạ nhất định ủng hộ, chỉ cần là hạng mục có tổn hại đến lợi ích dân chúng, thì kiên quyết phản đối. Chẳng những công chính vô tư, còn giữ vững giới hạn không ăn không lấy không đòi hỏi, khiến cho Nguyên Minh Lượng nhận định, sau này theo sát phó bí thư Hạ, chỉ cần đi đúng đường, chỉ cần hạng mục tốt, không lo phó bí thư Hạ không ra sức ủng hộ, mà còn sẽ không thu lại một chút lợi ích. Lại liên tưởng đến tiền đồ rộng lớn sau này của phó bí thư Hạ, Nguyên Minh Lượng quyết định phải đặt cược lớn nhất từ trước đến nay. Cược đúng rồi, nửa đời sau sẽ có đảm bảo. Cược thua rồi, có lẽ sẽ thất bại thảm hại, không còn khả năng Đông Sơn tái khởi nữa. Nguyên Minh Lượng tuổi không nhỏ, từ lâu đã qua tuổi kích động và nhiệt huyết, nhưng lần này, y quyết định phải buông tay cược một lần rồi, bởi vì, y tin tưởng đôi mắt biết nhìn người của y đã rèn luyện mấy chục năm trên thương trường, cũng tin tưởng năng lực của Hạ Tưởng. Việc buổi chiều không quá nhiều, Hạ Tưởng cuối cùng thanh nhàn một lát, sau khi xử lý xong công vụ trong tay, bưng ly trà uống vài ngụm là trà xanh do Trần Hạo Thiên nhờ người ta đưa tới, không phải trà xanh nổi tiếng gì cả, cũng không có tên gọi, trên thị trường không có bán, nhưng lại xuất từ thiên nhiên tinh khiết, không phun thuốc, không qua gia công, có mùi thiên nhiên thơm ngát và kéo dài. Hạ Tưởng thích uống trà nhạt lưu hương, mà dư vị lâu dài, phải thưởng thức tỉ mỉ mới hiểu được hương vị trong đó, thích hợp nhất thả lỏng ngoài công tác. Chu Hồng Cơ bước đi thong thả tiến vào, vừa vào cửa liền cười ha hả nói. Trà ngon, hương thơm không đậm, giống như có mùi trà xanh thơm ngát, lại ít nhiều có chút mùi thơm nồng của hồng trà, phó bí thư Hạ, anh giấu trà ngon. Tấm lòng tặng trà của Trần Hạo Thiên, Hạ Tưởng trong lòng biết rõ, chỉ là nhờ người ta chuyển lời bày tỏ cảm ơn. Bởi vì là Trần Hạo Thiên tặng riêng, hơn nữa số lượng không nhiều, hắn không có lấy ra cho người ta xem. Chu Hồng Cơ qua đây, chắc chắn sẽ không vì thưởng thức trà, Hạ Tưởng vẫn là đích thân động tay rót một ly trà cho y, cười nói. Người bạn tặng trà, không dám lấy ra chia sẻ, không phải tôi keo kiệt. Nói cũng phải, bạn bè tình cảm sâu nặng, có thể hiểu được, có thể hiểu được. Chu Hồng Cơ tiếp nhận ly trà trong tay, vẻ mặt cười hòa ái. Tôi cũng là được thơm lây rồi, thay tôi cảm ơn người bạn đó của anh, đã uống trà của anh ấy, cũng phải nói một tiếng cảm ơn. Nói xong, uống một ngụm trà, Chu Hồng Cơ híp hai mắt lại, hồi tưởng một lát, khen nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quả thật là trà ngon, rất tinh khiết, rất thanh đạm, chỉ là hương vị hơi nhẹ, hẳn không phải là trà của vùng Giang Chiết. Chu Hồng Cơ không đơn giản, cũng thật hiểu biết về trà, Hạ Tưởng cũng không giấu giếm, nói. Chủ nhiệm Chu Lợi Hại, quả thật không phải trà Giang Chiết, là trà Lĩnh Nam. Vừa nghe Lĩnh Nam, Chu Hồng Cơ sắc mặt hơi đổi, muốn hỏi cái gì, lại do dự một chút, cuối cùng không nói ra, chuyển đề tài. Có chuyện muốn báo cáo với Phó Bí Thư Hạ một chút, Ủy ban Kỷ luật nhận được tố cáo. Dưới tên của Dương Ngân Hoa có mấy căn bất động sản, còn có một chiếc xe hơi sang trọng, tổng giá trị hơn 3 triệu. Hạ Tưởng sửng sốt, người chết rồi, Ủy ban Kỷ luật còn muốn lấy Dương Ngân Hoa ra mổ xẻ. Vừa nghĩ lại thấy không đúng, ý không ở trong lời, là muốn mượn lý do điều tra Dương Ngân Hoa, muốn vụ oan giá họa, khiến tội danh của người chết cho người sống gánh vác. Con số mấy triệu thì muốn lật đổ Tần Khản, rất khó, sự kiện tình hình bệnh dịch phẩm đô lần trước. Tuy rằng Tiêu Mũ nắm trong tay nhiều chứng cớ, hơn nữa chứng cớ trực tiếp hướng về phía Tần Khản, nhưng lại bị cấp trên giữ lại. Sau này Tôn Tập Dân tức không nhịn được, lấy danh nghĩa của Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo lên Quốc vụ viện, hy vọng Quốc vụ viện phái tổ điều tra sự cố đến tra rõ chân tướng. Kết quả bên Quốc vụ viện vẫn không trả lời, hiển nhiên, cũng là kéo dài vô thời hạn rồi. Không có trả lời chính là trầm mặc từ chối. Tôn Tập Dân cũng sẽ không tự làm mất mặt tiếp tục báo lên trên, y thân là chủ tịch tỉnh, rất nhiều chỗ bị Quốc vụ viện quản chế, cũng sẽ không có khả năng bắt lấy sự cố tình hình bệnh dịch không buông. Thậm chí lần trước khi gây đến mức lợi hại nhất, Ủy ban Kỷ luật Trung ương muốn cưỡng ép thúc đẩy lập án đối với Tần Khản, kết quả vẫn là bên Quốc vụ viện đã đánh tiếng, sau cùng không giải quyết được gì. Là một ngọn núi lớn vắt ngang ở Trung ương, Quốc vụ viện là ngưỡng mà ai cũng không lách qua được.
chỉ cần một nhân vật mấu chốt không gật đầu, ai cũng không làm gì được Tần Khản. Một nguyên nhân khác mà lần trước Diệp Thiên Nam ở thành phố Lỗ bị trừng trị đến chật vật rời khỏi chính là Hạ Tưởng muốn thông qua sự chật vật của Diệp Thiên Nam để truyền đạt tin tức đến một người, chính là nếu hắn phát tác lên, cũng là rất tàn ác dọa người. Tin tức chắc chắn đã truyền đạt tới rồi, nhưng có phải có tác dụng hay không, thì không biết được. Không ngờ Chu Hồng Cơ ném đá xuống giếng, thừa dịp Tần Khản bản thân lâm vào trong sóng gió của tin đồn quan hệ bất chính, mượn uy lực còn lại trong cái chết của Dương Ngân Hoa, muốn minh tu sản đạo, ám độ Trần Thương, chuẩn bị ra tay đường cong. Chỉ có điều với Hạ Tưởng phỏng đoán, chỉ sợ rất khó đạt tới hiệu quả mong muốn. Hạ Tưởng vốn không có trực tiếp tiếp lời của Chu Hồng Cơ, bởi vì hắn biết rõ Chu Hồng Cơ là thử thăm dò phản ứng của hắn, hắn vốn đang đứng, từ từ ngồi xuống nói. Dương Ngân Hoa cũng đã chết rồi, điều tra vấn đề kinh tế của cô ấy nữa, cũng ý nghĩa không lớn. Đương nhiên, nếu vấn đề là thật, nên vì quốc gia lấy lại tổn thất, vẫn phải thu hồi tài sản phi pháp của cô. Hạ Tưởng ngụ ý chính là nên điều tra thì điều tra, nhưng không nên gióng trống khua chiêng. Dụng ý của hắn không phải sợ kinh động Tần Khản, mà là không muốn trong lúc này gây thêm phiền phức, bởi vì Chu Hồng Cơ hành động như vậy chưa hẳn sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn bao nhiêu đối với Tần Khản, ngược lại có khả năng sẽ rút dây động rừng, kích thích Tần Khản làm ra chuyện càng không hợp thái độ bình thường. Chu Hồng Cơ trầm tư một lát, nói. Phó Bí Thư Hạ nói cũng có lý, tôi sẽ cho đồng chí ủy ban kỷ luật âm thầm điều tra trước, nếu sự tình không lớn, thì thu lại tài sản phi pháp là xong việc. Nếu sự tình rất phiền toái, đến lúc đó còn phải báo cáo xin chỉ thị với Phó Bí Thư Hạ, để tiện tiến một bước thâm nhập điều tra. Chu Hồng Cơ là muốn tranh thủ ủng hộ của Hạ Tưởng, bởi vì rời khỏi ủng hộ của Hạ Tưởng, y cho dù có Tôn Tập Dân tương trợ, đối với Tần Khản cũng không có lòng tin. Ngay cả bản thân Chu Hồng Cơ cũng không rõ, không biết bắt đầu từ lúc nào, Hạ Tưởng không ngờ đã thành người đáng tin cậy của y. Hạ Tưởng cũng nghe ra ý có thể tiến lui trong lời nói của Chu Hồng Cơ. Lui, thì lấy vấn đề kinh tế của Dương Ngân Hoa để gõ Tần Khản. Tiến, có thể làm lớn sự tình, giá họa lên người Tần Khản, coi như là tiến thoái tự nhiên, hoàn toàn nắm quyền chủ động trong tay. Sau khi Chu Hồng Cơ đi rồi, Hạ Tưởng lại cẩn thận thưởng thức trà xanh do Trần Hạo Thiên tặng, bỗng nhiên nghĩ thông suốt cái gì, hiểu ý mỉm cười. Lần trước ở Bắc Kinh, nghe Cổ Thu Thật nói qua, Chủ tịch tỉnh Lĩnh Nam có thể phải đổi người. Nhưng đến bây giờ bên Lĩnh Nam vẫn không có động tĩnh gì, chẳng lẽ nói Khâu nào gặp phải cản trở hoặc là đã xảy ra vấn đề. Hạ Tưởng trầm tư một lát, đang muốn gọi điện thoại nói chuyện với bên Bắc Kinh, điện thoại lại đúng lúc vang lên. Vừa nhìn thấy là Bắc Kinh gọi đến, nhưng dãy số khá xa lạ, Hạ Tưởng cũng không nghĩ nhiều, tiện tay tiếp nghe điện thoại. Xin chào, tôi là Hạ Tưởng. Phó Bí Thư Hạ. Giọng nói của đầu dây bên kia vừa quen thuộc vừa xa lạ. Còn mơ hồ có chút thân thiết. Tôi là Mễ Kỷ Hỏa. Chủ nhiệm Mễ, xin chào. Hạ Tưởng vội kính cẩn chào hỏi một tiếng, trong lòng lại nghĩ, Mễ Kỷ Hỏa gọi điện thoại đến thật đúng lúc, nhìn như chỉ là một điện thoại bình thường, nhưng luôn khiến hắn mơ hồ cảm thấy giống như có một khâu phải mở ra vậy. Tôi vừa nói chuyện điện thoại với Trần Hạo Thiên, Hạo Thiên nói, anh ấy đã tặng trà cho anh, hy vọng anh có thể thanh tâm sáng mắt, làm nên chuyện lớn ở tỉnh Tề. Tốc độ nói chuyện của Mễ Kỷ Hỏa rất chậm, từng chữ từng câu, dường như chỉ sợ người khác nghe không rõ. Kỳ thật ở trên vị trí cao lâu rồi, mỗi tiếng nói cử động đều ảnh hưởng thật lớn, cho nên phải cẩn thận lời nói và hành động. Phong cách nói chuyện của Mễ Kỷ Hỏa rất giống với Tổng Bí Thư, là thư ký đi theo Tổng Bí Thư hơn 20 năm, y chịu ảnh hưởng sâu sắc của Tổng Bí Thư cũng hợp lý. Vừa bắt đầu thì nhắc tới Trần Hạo Thiên, Mễ Kỷ Hỏa tuyệt không phải ám chỉ không đâu, mà là chỉ hướng cụ thể. Hạ Tưởng trong lòng giật mình, lập tức nghĩ tới gì đó, nói. Cảm ơn trà của Bí Thư Trần, quả thật có thể có công hiệu thanh tâm sáng mắt. Bây giờ mỗi ngày tôi đều phải uống vài ly, dùng để nhắc nhở bản thân không thể có chút buông thả. Tốt, tốt, tôi biết anh là một người rất tự hạn chế. Mễ Kỷ Hỏa lại nói. Tôi sớm muộn cũng phải rời khỏi Bắc Kinh, đến địa phương nhậm chức, nói không chừng có một ngày sẽ cùng anh ngồi uống trà, ha ha, đến lúc đó. Đừng có keo kiệt trà trong tay, nhớ nhất định phải chia cho tôi một ly. Hạ Tưởng tim đập nhanh hơn, lời muốn hỏi lại không tiện trực tiếp hỏi trong điện thoại, chỉ có thể hàm xúc nói. Chủ nhiệm Mễ đi đâu nhậm chức, chính là vinh hạnh của nơi đó. Ha ha, khen chật rồi, tôi cũng không có lòng tin bản thân đi xuống địa phương sẽ được hoan nghênh hay không,
thật có ngày đó, nói không chừng còn phải cần Phó Bí Thư Hạ thay tôi giới thiệu. Mễ Kỳ Hỏa cũng không chính diện trả lời nghi vấn của Hạ Tưởng, nhưng vẫn là để lại huyền cơ trong lời nói. Nhất định, nhất định. Hạ Tưởng cười nói. Nếu có cơ hội, tôi nhất định ra sức phối hợp công tác của chủ nhiệm Mễ. Điện thoại không đầu không đuôi đã nói xong rồi, Hạ Tưởng lắc đầu mỉm cười, thế cục càng ngày càng sáng tỏ rồi, Mễ Kỳ Hỏa phải ra khỏi Bắc Kinh, mà Trần Hạo Thiên tặng chả có hàm nghĩa khác, ngọn lửa của lĩnh Nam, e rằng còn đang hừng hực thiêu đốt. Mà tỉnh Tề chẳng phải cũng là phong hỏa liên thành hay sao? Dưới biểu tượng Thái Bình thịnh thế, tình thế trong nước kỳ thật còn trong dương cung bạt kiếm, cách nhiệm kỳ mới sang năm của Trung ương chỉ có một năm thời gian, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, Hạ Tưởng lại có thể ở trước phong vân tế hội, có thể lại chiếm cứ địa hình có lợi cao bao nhiêu. Theo sau, Hạ Tưởng lại gọi điện thoại đến Bắc Kinh, chính thức thông báo Nga Ni Trần và Dương Uy. Chuẩn bị toàn diện phản kích. Là nên cùng tính nợ cũ nợ mới với nha nội rồi, không thể để nha nội luôn nắm chủ động, càng không thể khiến nha nội phối hợp Tần Khản và Trình Tại Thuận làm loạn bố trí của hắn, để hắn đích thân ra tay, lợi dụng đầy đủ ưu thế các nơi, từ hai mặt chính trị và kinh tế, vì đại kế sau cùng của tỉnh Tề, trịnh trọng kéo ra màn lớn. Hai ngày sau, Thành Đạt Tài đến thành phố Lỗ. Cùng một ngày, nha nội đến thành phố Lỗ mấy ngày chính thức xuất hiện, làm bộ vừa đến thành phố Lỗ. Bày ra yến tiệc mời Tôn Tập Dân, Hạ Tưởng và Chu Hồng Cơ. Tôn Tập Dân và Hạ Tưởng vui vẻ dự tiệc, Chu Hồng Cơ từ chối có việc, chưa đi. Trong bữa tiệc, nhà nội nhớ lại chuyện cũ ngày xưa, đối với Hạ Tưởng luôn mãi tỏ vẻ cảm tạ, đối với chuyện y rút vốn đầu tư ra khỏi tập đoàn Đạt Tài, tỏ vẻ tiếc nuối, bởi vì xoay chuyển tài chính đã xảy ra vấn đề, y cũng không có cách nào khác, hy vọng Hạ Tưởng lý giải tâm trạng của y và ủng hộ cách làm của y. Cũng xin Hạ Tưởng giải thích thêm với Thành Đạt Tài. Hạ Tưởng khách khí vài câu. Người làm ăn nói chuyện làm ăn, Tổng Giám Đốc Cao đầu tư và rút vốn, đều là hành vi buôn bán bình thường, là chuyện giữa Tổng Giám Đốc Cao và Tổng Giám Đốc Thành, tôi là người ngoài cuộc, chỉ có thể cầu chúc sự tình tiến triển thuận lợi. Tôn Tập Dân cũng không phát biểu ý kiến đối với chuyện nha nội rút vốn, chỉ tỏ thái độ không can thiệp hành vi buôn bán bình thường. Nha nội vô cùng thành khẩn nói. Cảm ơn Phó Bí Thư Hạ lý giải, tôi biết Phó Bí Thư Hạ thâm minh đại nghĩa, biết chỗ khó của làm xí nghiệp. Kỳ thật tôi cũng muốn cùng Tổng Giám Đốc Thành tiếp tục thâm nhập hợp tác, nhưng tình thế không cho phép. Trừ phi, nhà nội ra vẻ thần bí, nói một nửa, tràn đầy chờ mong nhìn về phía Hạ Tưởng. Điều kiện đến rồi, nhà nội quả nhiên không chịu vứt bỏ miếng thịt mỡ sắp đến tay, rút vốn quả thật là thủ đoạn đòn gió, còn trừ phi. Có thể trừ phi cái gì? Chẳng qua là khiến Thành Đạt Tài đưa ra nhượng bộ lớn hơn, mượn lúc tài chính tập đoàn Đạt Tài căng thẳng khẩn cấp, lấy lý do bất đắc dĩ rút vốn, vừa đánh bài đau buồn, vừa đánh bài tình người, xét đến cùng mục đích lại là muốn thâu tóm tập đoàn Đạt Tài, nhà nội cũng thật là một con cá sấu có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào. Nhà nội cố ý nói chuyện ngắt đoạn, chính là muốn khiến Hạ Tưởng nói tiếp, y dễ nắm bắt chủ động, Hạ Tưởng lại dường như không ý thức được nhà nội giống như lạt mềm buộc chặt, cố tình mở miệng hỏi. Trừ phi cái gì, chẳng lẽ còn có đường hòa hoãn? Nhà nội khẽ mỉm cười, đối với vấn đề của Hạ Tưởng cũng không có trực tiếp trả lời, mà nói. Sự tình là chết, người là sống, người mà sống, chuyện chết cũng có thể biến thành sống. Tôi quả thật cũng có một cách nghĩ có thể vãn hồi, nhưng cũng không quá thành thục, chờ tôi suy xét thành thục rồi, mới xin chỉ thị của Phó Bí Thư Hạ. Nói anh béo cũng thật đúng, cố ý đắn đo một phen, Hạ Tưởng liền phất tay nói. Có thể có một cách giải quyết khiến đôi bên đều hài lòng, đương nhiên là tốt nhất rồi, nhưng có cách nghĩ cụ thể gì, Tổng Giám Đốc Cao vẫn là trực tiếp trao đổi với Tổng Giám Đốc Thành thì được rồi, tôi sẽ không tham dự. Lần này trái lại nha nội lại không hiểu rồi, rõ ràng vừa rồi Hạ Tưởng đã bị lừa, vì sao vừa chớp mắt lại nhảy ra rồi. Hạ Tưởng thật có thể làm được không đếm xỉa đến mặc kệ Thành Đạt Tài sống chết. Ánh mắt của nha nội chớp vài cái, lại dừng trên người của Tôn Tập Dân. Tôn Tập Dân cũng là bất động thanh sắc, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không nâng lên, chỉ là không chút hoang mang ăn đồ, giống như rất là đói bụng. Cảnh đêm của thành phố Lỗ cũng không tồi, chẳng qua mùa đông của thành phố phương Bắc, vừa vào đêm thì ít đi phồn hoa nhiều thêm tĩnh lặng, so với trời đông giá rét bên ngoài, ai cũng muốn ngồi yên trong nhà, hưởng thụ ấm cùng ấm áp như mùa xuân. Kỳ thật mùa đông phương Bắc so với mùa đông phương Nam tốt hơn nhiều rồi, bên ngoài có băng tuyết ngập trời đi nữa.
trong nhà lò sưởi nóng lên, cũng có độ ấm hơn 20 độ, không ít người miền Nam đến phương Bắc qua mùa đông, sau khi ở qua hai mùa đông ở phương Bắc, thì không muốn trở về phương Nam qua mùa đông nữa. Nguyên Minh Lượng chính là đại diện điển hình trong đó. Hai ngày nay, Nguyên Minh Lượng bận tối mày tối mặt, y vốn người ở Phẩm Đô, sau khi nói chuyện với Hạ Tường, lập tức trở về thành phố Lỗ. Ở lại thành phố Lỗ không đủ mấy tiếng, lại bay tới Văn Châu, sau đó một khắc không ngừng, ở lại Văn Châu hơn một ngày, theo sau lại nhanh chóng bay trở về thành phố Lỗ. Không ngờ vừa đến thành phố Lỗ, lại nhận được điện thoại nói là Bắc Kinh có chuyện, y đành phải làm một lần nữa người bay trên không, lại bay đến Bắc Kinh. Ở Bắc Kinh cũng chỉ dừng lại hơn nửa ngày, sau khi được biết Thành Đạt Tài đã đến thành phố Lỗ, Nguyên Minh Lượng vội vàng khởi hành lại phải trở về thành phố Lỗ, gặp mặt Thành Đạt Tài quan trọng nhất, không thể có chút chậm trễ. Khi sắp phải lên máy bay, lại nhận được điện thoại của Hạ Tường. Nguyên tiên sinh, anh ở Bắc Kinh. Đúng vậy, Phó Bí Thư Hạ, đang phải trở về thành phố Lỗ. Trước tiên đừng về thành phố Lỗ, hãy ở lại Bắc Kinh thêm một ngày, Nga Ni Trần và Dương Uy theo sau sẽ liên hệ với anh, có chuyện cùng anh thương lượng. Được, không thành vấn đề. Nhưng mà, Nguyên Minh Lượng mặc dù không rõ Hạ Tường muốn y tạm thời ở lại Bắc Kinh là dụng ý gì, nhưng không hề chần chừ làm theo, chỉ là vẫn còn lo lắng chuyện hợp tác với tập đoàn Đạt Tài. Nếu chẳng may chậm trễ cùng Tổng Giám Đốc Thành gặp mặt, có ảnh hưởng không tốt gì hay không? Hạ Tường hiểu tâm tư của Nguyên Minh Lượng, nói. Không gấp, Tổng Giám Đốc Thành và Nha Nội đàm phán, trong một hai ngày sẽ chưa có kết quả. Anh ở Bắc Kinh so với ở thành phố Lỗ, sẽ có hiệu quả càng trọng yếu hơn càng ngoài dự đoán hơn. Nguyên Minh Lượng khó hiểu. Ý của Phó Bí Thư Hạ là để cho Nga Ni Trần và Dương Uy liên hệ với anh. Hạ Tường không có giải thích quá nhiều, trong điện thoại không tiện nói rõ, hắn cũng không có thời gian nhiều lời với Nguyên Minh Lượng nữa, bởi vì Thành Đạt Tài đã đến khách sạn, hắn phải lập tức qua đó gặp Thành Đạt Tài. Nguyên Minh Lượng trả lại vé, vừa ra khỏi sân bay thì nhìn thấy Nga Ni Trần và Dương Uy đến đón y. Hai tướng giỏi dưới tay Hạ Tường đích thân ra mặt đến đón, khiến trong lòng y vô cùng dễ chịu, đồng thời cũng rõ ràng một điểm, Phó Bí Thư Hạ đối với y vẫn là có ý tiếp nhận trọng dụng. Nguyên Minh Lượng tiến lên, bắt tay với Nga Ni Trần, Dương Uy, Hàn Huyên xong, trực tiếp hỏi. Phó Bí Thư Hạ bảo tôi ở lại Bắc Kinh, chắc chắn là có chuyện quan trọng. Tôi chỉ một câu nói, xin hai vị căn dặn, tôi chắc chắn làm hết sức. Nga Ni Trần rất bội phục cách kinh doanh của Nguyên Minh Lượng, y càng biết rõ tài năng ở phương diện kinh doanh của Nguyên Minh Lượng hơn so với Dương Uy, khách khí nói. Nguyên tiên sinh khách khí rồi, kỳ thật Phó Bí Thư Hạ để anh ở lại Bắc Kinh, không phải khiến anh nghe theo chỉ huy của chúng tôi, mà là bảo chúng tôi nghe theo chỉ huy của anh. Nguyên Minh Lượng cả kinh. Tình hình như thế nào? Sau khi Hạ Tưởng kết thúc bữa tiệc với Nha Nội và Tôn Tập Dân, gọi ra mấy cuộc điện thoại với bên Bắc Kinh, sắp xếp xong các hạng kế hoạch, nghe thấy Nguyên Minh Lượng cũng ở Bắc Kinh, liền đột phát ý nghĩ, quyết định để Nguyên Minh Lượng tạm thời ở lại Bắc Kinh phối hợp tác chiến, chủ đạo đại kế thu lưới của Bắc Kinh. Mà 3 tỷ đầu tư của Nguyên Minh Lượng là đòn sát thủ, phải để lại giây phút cuối cùng xuất chiêu mới có thể thu được hiệu quả không thể ngờ tới nhất. Đầu óc kinh doanh của Nguyên Minh Lượng kín đáo mà cẩn thận, có lẽ ở cái nhìn đại cục nắm bắt không bằng Nga Ni Trần, ở một đòn sắc bén chuẩn xác không bằng Dương Uy, nhưng y trải qua nhiều trận chiến tranh kinh tế, kinh nghiệm phong phú, hơn nữa lực quan sát cụ thể tỉ mỉ và năng lực phân tích của y, là phương diện Nga Ni Trần và Dương Uy khiếm khuyết. Thường thường có khi chi tiết quyết định thành bại, bởi vậy, Hạ Tưởng quyết định khiến Nguyên Minh Lượng từ mặt bên tiến hành ngắm bắn đối với Nha Nội. Cũng là xuất phát từ suy xét bảo vệ Nguyên Minh Lượng, Hạ Tưởng vẫn không muốn khiến Nguyên Minh Lượng trực tiếp đặt mình dưới sự công kích của Nha Nội. Con người của Hạ Tưởng chính là như vậy, chỉ cần hắn nhận định là người của hắn, thì sẽ suy xét chu toàn ở mọi phương diện, không cho người một nhà chịu tổn thất. Thành Đạt Tài ngủ lại khách sạn cách tỉnh ủy không xa, chắc chắn cũng nhằm tiện cho Hạ Tưởng đến. Hạ Tưởng không có kinh động tài xế và thư ký, một mình đến khách sạn. Thành Đạt Tài đã tinh thần tỉnh táo chờ nhiều tiếng rồi. Gặp mặt tự không cần hàn huyên quá nhiều, Hạ Tưởng vừa bắt đầu liền hỏi tới điểm mấu chốt của vấn đề. Tổng Giám Đốc Thành, nếu Nha Nội thật muốn rút vốn, anh có biện pháp ứng đối gì? Hạ Tưởng rất là rõ hiện trạng của tập đoàn Đạt Tài, dùng bước đi gian nan để hình dung có chút khoa trương, nhưng chắc chắn là tài chính xuất hiện vấn đề rồi, là doanh nghiệp lớn nhất tỉnh Yên,
tập đoàn đạt tài từ ngân hàng tranh thủ cho vay, mười mấy năm nay, không bằng một năm tiền vay của một xưởng thuốc phá sản. Hiện tượng tình trạng sinh tồn ảm đạm của doanh nghiệp tư nhân vẫn luôn không có được thay đổi từ trên căn bản, là doanh nghiệp tư nhân vì quốc gia sáng tạo hơn một nửa tài phú, là doanh nghiệp tư nhân vì quốc gia đã giải quyết hơn một nửa vấn đề khó khăn về việc làm, lại không được hưởng thụ đãi ngộ giống như doanh nghiệp nhà nước, không, ngay cả một nửa đãi ngộ cũng không được hưởng thụ, đãi ngộ quốc dân vừa nói, bao nhiêu năm rồi, vẫn luôn là nói suông. Tỉnh Yến bởi vì nguyên nhân ở trong con nước lớn kinh tế bước đi khá cẩn thận, dân gian mượn tiền cũng không có hình thành tập tục, tuy nhiên sớm vào mười mấy năm trước, tập đoàn Đạt Tài liền lấy đầu tư bất động sản 20 năm đạt được sách lược buôn bán thu hồi toàn bộ số tiền, biến thành tiến hành vốn huy động dân gian. Thái độ của Trung ương đối với vốn huy động dân gian vừa bắt đầu cũng không rõ ràng, theo sau nữ phú ông Thiên Tuấn nổi tiếng tỉnh Chi Giang bị lên án phạm tội lừa đảo đưa ra công tố, hơn nữa sau khi truyền đến tin tức có hy vọng phán xử tội chết, thái độ của Trung ương đối với vốn huy động dân gian liền hoàn toàn theo xu hướng rõ ràng rồi. Bốn chữ kiên quyết ngăn chặn. Hạ Tưởng cũng chú ý vụ án này, bởi vì vụ án Thiên Tuấn có ý nghĩa hiện thực xã hội cực kỳ sâu sắc, mà hắn kết luận, Thiên Tuấn phải bị xử tử hình. Bởi vì con số vốn huy động của Thiên Tuấn quá khổng lồ, đã chạm tới giới hạn của Trung ương đối với khống chế tài chính. Đồng thời cũng biểu lộ Trung ương ở lĩnh vực tài chính tiếp tục thi hành bảo hộ chính sách lũng đoạn tiền lời của cơ quan tài chính quy mô lớn. Đương nhiên, sau lưng vụ án của Thiên Tuấn, còn có phong cách địa phương càng khắc sâu hơn, làn gió vay nặng lãi và vốn huy động dân gian của tỉnh Chi Giang thịnh hành, phát triển không có trật tự vài chục năm. Dần dần nảy sinh thế lực địa phương cường hào xã hội đen địa phương. Hạ Tưởng chỉ là bước đầu hiểu được một chút về tình hình của tỉnh Chi Giang, dù sao tỉnh Chi Giang cách hắn quá xa, lại chẳng liên quan tới hắn, hắn cũng sẽ không thâm nhập nghiên cứu. Các tỉnh đều có đặc sắc của các tỉnh, cũng có lịch sử sâu xa, cụ thể tới tỉnh Yến, vốn dân gian mà tập đoàn Đạt Tài vẫn âm thầm tiến hành huy động thì làm một ít và kiên trì làm mãi, cũng không xuất hiện qua vốn huy động tính chất vay nặng lãi. Khiến Hạ Tưởng yên tâm không ít. Nhưng phải nói, hình thức vốn huy động của Thành Đạt Tài vẫn là một lỗ hổng dễ dàng bị người ta nói xấu, nếu bị nha nội phát hiện vấn đề tồn tại trong đó, lại lợi dụng ưu thế chính trị nắm chắc không tha, kế hoạch thâu tóm tập đoàn Đạt Tài của nha nội, lại cách thành công tiến lên trước một bước lớn. Đối mặt với nghi vấn quá trực tiếp của Hạ Tưởng, Thành Đạt Tài vô cùng bình tĩnh mà giơ tay mời Hạ Tưởng vào ngồi, cười nói. Phó Bí Thư Hạ không cần lo lắng. Có rất nhiều phương pháp ứng đối với việc rút vốn của nha nội, một cách đơn giản nhất chính là ba chữ. Hạ Tưởng ngồi xuống, rất có hứng thú mà nhìn về phía Thành Đạt Tài vẻ mặt thế sự xoay vần, muốn biết Thành Đạt Tài lăn lộn mấy chục năm trên thương trường, làm thế nào khéo léo ứng đối với công kích đầu tiên đến từ nha nội. Thành Đạt Tài lần này đến đây, không mang theo nhiều người hộ tống, mà y ăn mặc rất thoải mái tùy ý, dường như không để tâm đến chuyện nha nội rút vốn. Hiện trạng của tập đoàn Đạt Tài, Hạ Tưởng không thể nói rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng ít nhiều biết được một chút nội tình. Ngoại trừ mấy dự án công trình ở thành phố Yến, ở Bắc Kinh, ở Hải Nam, tập đoàn Đạt Tài đều có dự án đang xây dựng. Dự án của thành phố Yến ổn định nhất, doanh thu triển vọng cũng đảm bảo nhất. Dự án của Bắc Kinh căn bản hợp tình hợp lý, giai đoạn đầu đầu tư thật lớn, hiện tại tài chính thu hồi rất chậm, nhưng có thể bảo đảm không lỗ. Dự án Hải Nam đã lỗ tiền rồi. Hải Nam tuy rằng chú trọng du lịch, nghỉ dưỡng, nhưng sau khi bất động sản của năm 90 tan biến, làm cho vô số nhà đầu tư khai thác phát triển bất động sản đãi vàng bị thương nặng, khiến rất nhiều người lỗ đến mất cả chì lẫn chài. Những năm gần đây theo nền kinh tế chuyển biến tốt, cơn sốt Hải Nam lại được đầu cơ lên, nề hà Hải Nam ngoại trừ tài nguyên du lịch, không còn điểm tăng trưởng kinh tế khác, lại cộng thêm nhân khẩu bản địa quá ít. Không có số lượng nhân khẩu cơ bản thì không có tiềm lực tiêu phí, thì không cách nào kéo động nhu cầu bên trong. Sau khi cơn sốt Hải Nam lại nóng lên vài năm, theo thi hành chính sách điều tiết khống chế vĩ mô của quốc gia, rất nhiều nhà đầu tư muốn đánh cược một phen ở trên hạng mục bất động sản, sau khi xây xong nhà cao tầng, vừa quay lưng mới phát hiện, lại bị kẹt rồi. Thành Đạt Tài cả đời đầu tư vô số hạng mục Hải Nam là một quyết định đầu tư thất bại bỏ chạy của y. Suýt chút lỗ đi tâm huyết mười mấy năm của tập đoàn Đạt Tài. Nếu như không phải y kịp thời phát hiện điểm cong của nhà đất, điều chỉnh sách lược đầu tư, nói không chừng hạng mục Hải Nam có thể kéo tập đoàn Đạt Tài đến suýt chết. So sánh với nhau, dự án công viên địa chất tỉnh Tề tuy rằng cũng trải qua không ít khó khăn, nhưng doanh thu triển vọng vẫn vô cùng sáng lạng.
thực lực chỉnh thể của tỉnh Tề không phải kinh tế Hải Nam mất hy vọng có thể so sánh được, tài chính để đó không dùng trong tay cư dân rất nhiều, lực thu mua rất mạnh. Nếu tập đoàn đạt tài chống đỡ qua được nguy cơ trước mắt của dự án công viên địa chất nguy cơ do nha nội tạo ra, bởi vì khi 3 tỷ tài chính của nha nội rót vào, đúng lúc giải quyết được nguy cơ khẩn cấp của tập đoàn đạt tài, nhưng hiện tại đột nhiên rút vốn, lại khiến tập đoàn đạt tài đối mặt với hoàn cảnh lưỡng nan, tập đoàn đạt tài sẽ nghênh đón một mảng trời xanh càng rộng lớn hơn. Kỳ thật trong lòng Hạ Tưởng cũng có kế sách ứng đối, nhưng dù sao là chuyện của thành đạt tài, hắn chỉ là vai trò người trung gian ở trong đó, không có lợi ích kinh tế, hơn nữa với năng lực của thành đạt tài, cũng không đến mức một hiệp thì bị nha nội đánh ngã. Hạ Tưởng rất muốn nhìn xem thành đạt tài rốt cuộc có kế sách vẹn toàn gì. Thành đạt tài dựng thẳng 3 ngón tay, vẻ mặt tự tin. 3 chữ mặc kệ gã. Hạ Tưởng cười không lên tiếng, còn tưởng rằng thành đạt tài có kế sách vẹn toàn gì, thì ra vẫn là bất biến ứng vạn biến. Vấn đề là, nha nội không phải người khác, muốn mặc kệ cho nha nội đi cũng không dễ dàng như vậy. 3 tỷ cũng không đuổi nha nội đi được, huống chi 3 chữ. Tuy nhiên nói đi nói lại, nha nội muốn đi, cũng thật sự không ngăn được gã, gã muốn không đi, cũng không dễ đuổi. Hạ Tưởng liền cười hỏi. Tổng giám đốc Thành, 3 chữ không thể đuổi nha nội được, e rằng phải hơn 3 tỷ mới có thể khiến nha nội hài lòng. Hơn 3 tỷ cũng không nhiều, tập đoàn đạt tài có thể lấy ra được. Thành đạt tài ở trước mặt Hạ Tưởng sẽ không cất giấu, trực tiếp nói rõ với Hạ Tưởng. Anh nhìn xem cái này. Hạ Tưởng giơ tay tiếp nhận tài liệu mà Thành Đạt Tài đưa đến, là một bản hợp đồng hợp tác, mở ra xem, không khỏi vui mừng mỉm cười. Gừng, vẫn là càng già càng cay, khó trách Thành Đạt Tài định liệu trước, quả nhiên thật sự là chuẩn bị kế sách vẹn toàn. Tuy nhiên suy nghĩ lại, nếu nha nội chỉ là mượn cớ sinh sự, không phải thật sự muốn rút vốn, vậy thì đối sách của Thành Đạt Tài ngay lúc mấu chốt, có thể sẽ bị nha nội âm thầm bắn tỉa. Giữa trưa, Hạ Tưởng cùng Thành Đạt Tài ăn cơm. Sau khi ăn xong, trở lại tỉnh ủy, vừa mới xử lý xong mấy phần công vụ, một người không ngờ tới gõ cửa tiến vào Tần Khản. Tần Khản cũng là một khoảng thời gian không có đến văn phòng của Hạ Tưởng rồi, không nhắc đến tin đồn hiện tại trên người y cùng với địa vị bị gạt bỏ ở Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ là hiện tại quan hệ đi khác đường giữa y và Hạ Tưởng, y cũng không có lý do xuất hiện ở văn phòng của Hạ Tưởng. Nhưng, hôm nay lại khư khư xuất hiện rồi. Ngay trước khi giữa nha nội và Thành Đạt Tài sắp trình diễn một va chạm kịch liệt. Lễ tiết nên có cũng phải có, Hạ Tưởng hơi hạ thấp người. Phó Chủ tịch tỉnh Tần đến rồi, có chuyện sao? Không khách sáo không hàn huyên không cho ngồi, trực tiếp hỏi chuyện, thái độ rất là lạnh nhạt. Tần Khản không để bụng, tự mình ngồi xuống, nói. Có một công việc muốn báo cáo với Phó Bí Thư Hạ một chút, không biết Phó Bí Thư Hạ có tiện hay không? Tiện hay không? Không thể chậm trễ công tác, Hạ Tưởng gật đầu nói. Có chuyện mời nói, có vài phút. Tần Khản không để ý nhìn cửa một cái, giống như rất khó xử, qua phút chốc mới nói. Vấn đề giữa tôi và Dương Ngân Hoa gây rất ầm ĩ, bên Ủy ban Kỷ luật bây giờ lại đang điều tra vấn đề kinh tế của Dương Ngân Hoa. Theo tôi được biết, Dương Ngân Hoa khi còn sống đầu cơ cổ phiếu kiếm được không ít tiền, cá nhân cô ấy lại rất biết quản lý tài sản, trong tay có vài triệu rất bình thường. Bên Ủy ban Kỷ luật, có phải có chút chuyện bé xé ra to hay không? Hạ Tưởng nghi ngờ liếc nhìn Tần Khản một cái, thầm nghĩ bên Ủy ban Kỷ luật điều tra Dương Ngân Hoa, Tần Khản nên đi tìm Chu Hồng Cơ lý luận, lại đến tìm hắn nói lý, là có dụng ý gì? Chẳng lẽ lại là âm mưu Dương Đông kích Tây gì đó? Đối với Tần Khản, Hạ Tưởng bây giờ là vô cùng đề phòng, thực sự là con người của Tần Khản quá sâu không lường được. Nếu như chỉ là quá sâu không lường được còn tốt. Còn bởi vì tính cách của y quá cố chấp, không đụng tường không quay đầu, thì quá đáng sợ rồi, quả thật còn khó đối phó hơn Diệp Thiên Nam. Vấn đề của Dương Ngân Hoa, nếu như bên Ủy ban Kỷ luật ra mặt điều tra, thì tôi không tiện phát biểu ý kiến gì nữa rồi. Một câu nói của Hạ Tưởng thì chặn họng của Tần Khản rồi, giữa hắn và Tần Khản, cũng không cần thiết phải nói tiếp. Vốn cho rằng Tần Khản còn có gì muốn nói, không ngờ Tần Khản vỗ đùi một cái thì đứng dậy. Được. Tôi biết ý của Phó Bí Thư Hạ rồi. Vừa nói, vừa đi đến cửa, mở cửa ra, lại quay lưng nói một câu. Đúng rồi, Phó Bí Thư Hạ, có một chuyện tôi nghĩ anh phải biết, nha nội và Trình Tại Thuận gần đây rất thân với nhau, mấy ngày trước, nha nội còn cùng Trình Tại Thuận đi với nhau, mời tôi và Diệp Thiên Nam cùng nhau ăn một bữa cơm.
Tiếng bước chân của Tần Khản vọng ở hành lang, dần dần đi xa, Hạ Tưởng lại nheo mắt lại, lắc đầu không nói gì. Tần Khản tự nói khuyết điểm là có dụng tâm gì, là nhằm đánh loạn kế hoạch của bản thân, hay là bản thân y không thích nha nội, ngay lúc nha nội và tập đoàn Đạt Tài va chạm trả thù nha nội, hay là có mục đích khác. Mặc kệ gã, Hạ Tưởng lại cười, nhớ đến lời nói của Thành Đạt Tài, trời sắp đổ mưa, chỉ phải lập gia đình, yêu ai, hắn liền lấy bất biến ứng vạn biến, xem ai có thể gây ra trò mới gì long trời lở đất. Buổi tối, nha nội và Thành Đạt Tài cử hành hội đàm lần đầu tiên. Hạ Tưởng không có tham gia hội đàm, không phải chuyện của hắn, hắn không cần phải tham dự trong đó, mà hắn có mặt cũng không thích hợp. Vốn muốn đi thẳng về nhà, gần đây có chút mệt, muốn về sớm một chút nghỉ ngơi, nhưng lại được Ôn Tử Tuyền và Ngô Thiên Tiếu nhiệt tình mời, đã cùng hai người ăn một bữa cơm. Khi ăn cơm, Ngô Thiên Tiếu cũng không biết đã nghe được phong thanh gì, hỏi Hạ Tưởng. Phó Bí Thư Hạ, nghe nói anh phải rời khỏi tỉnh Tề. Hạ Tưởng vừa không phủ nhận cũng không thừa nhận. Hiện tại chưa chắc chắn, trước Tết chắc chắn sẽ không động tới. Hắn cũng biết rõ Ngô Thiên Tiếu quan tâm cục diện sau khi hắn đi khỏi, là thư ký của hắn, nếu hắn phải rời khỏi tỉnh Tề, Ngô Thiên Tiếu khẳng định phải sắp xếp một chút trước. Ngô Thiên Tiếu có năng lực, cũng có trình độ, nếu Hạ Tưởng rời khỏi tỉnh Tề, mặc kệ đi đâu, lại không muốn mang Ngô Thiên Tiếu nhậm chức, cũng không phải hắn chê Ngô Thiên Tiếu, mà là muốn khiến Ngô Thiên Tiếu ở lại tỉnh Tề, là thế lực hắn bồi dưỡng ở tỉnh Tề, tiếp tục ở địa phương tỉnh Tề trưởng thành khỏe mạnh. Điểm dừng chân quan tâm của Ôn Tử Tuyền lại không có xa xôi như vậy, mà từ chuyện rút vốn khỏi tập đoàn Đạt Tài cảm thấy khó hiểu đối với nha nội. Dựa theo quy định pháp luật tương quan, nha nội muốn rút vốn khỏi tập đoàn Đạt Tài, chỉ có thể áp dụng hình thức bán cổ phần, mà còn ưu tiên thuận mua nội bộ, hay là chuyển nhượng sang công dân khác. Nha nội muốn lấy được tài chính, trong đó phải phí rất nhiều trắc trở. Nha nội hao tốn được bao nhiêu thời gian? Hạ Tưởng hơi hơi cảm thán, Ôn Tử Tuyền và Ngô Thiên Tiếu trước mắt, cũng thật là phụ tá đắc lực ở tỉnh Tề của hắn, mặc kệ khi hắn vừa tới, hay là khi hắn đại triển tay chân, hai người đều có thể từ chính diện và trắc diện giúp đỡ hắn rất nhiều. Nói ra, nếu thật sự có một ngày phải rời khỏi tỉnh Tề, hắn cũng thật muốn khiến Ôn Tử Tuyền và Ngô Thiên Tiếu đi theo bên cạnh. Nhưng lại không có khả năng, Ôn Tử Tuyền rất khó điều ra khỏi tỉnh Tề, Ngô Thiên Tiếu còn dễ một chút, nhưng kế hoạch lâu dài, vẫn là để hai người ở lại tỉnh Tề tốt hơn. Đối với vấn đề Ôn Tử Tuyền đề xuất, Hạ Tưởng đương nhiên suy xét qua, mà nha nội sớm đã tính toán mọi thứ rồi, cụ thể nha nội xuất chiêu như thế nào, Thành Đạt Tài tiếp chiêu như thế nào, hắn không muốn hỏi quá nhiều, dù sau đọ sức kinh tế không phải sở trường của hắn. Hắn chỉ cần ở giữa trấn thủ, đem tất cả hậu quả chính trị có thể dẫn phát bóp chết ở trong nôi là được rồi. Hạ Tưởng cũng không có ngay mặt trả lời vấn đề của Ôn Tử Tuyền, mà chỉ tiến một bước giải thích nói rõ hơn với câu hỏi của Ngô Thiên Tiếu, cũng coi như lót sẵn đường cho hắn nhằm sau này nếu có một ngày đột nhiên điều khỏi. Tử Tuyền, Thiên Tiếu, gốc rễ của hai người ở tỉnh Tề, sẽ có phát triển tốt hơn ở tỉnh Tề. Thiên Tiếu sau này bắt đầu làm từ trong huyện trước, từ từ rèn luyện, từng bước đi vững rồi. Đối với trưởng thành sau này sẽ có lợi ích. Tử Tuyền cũng cần phải tới thành phố làm một số công tác cụ thể, đi vững con đường. Hạ Tưởng ám chỉ rất trực tiếp, ý chính là Ngô Thiên Tiếu sẽ thả ra ngoài tới huyện, phỏng chừng ít nhất cũng khởi bước từ chủ tịch huyện hoặc bí thư, 3 năm sau thì có hy vọng thăng tiến tới phó giám đốc sở. Mà Ôn Tử Tuyền đi xuống thành phố cấp 3, phỏng chừng khởi bước chí ít cũng là ủy viên thường vụ phó thị trưởng, thậm chí phó thị trưởng thường trực. Khả năng trực tiếp lên thị trường cũng không phải không có, nhưng khả năng không lớn, phải xem khả năng đẩy mạnh của Hạ Tưởng rồi. Lời này vừa nói ra, Ngô Thiên Tiếu và Ôn Tử Tuyền đồng thời khiếp sợ. Phó Bí Thư Hạ, anh thật phải rời khỏi tỉnh Tề sao? Hạ Tưởng có phải rời khỏi tỉnh Tề hay không? Hạ Tưởng không chắc chắn, e rằng ngay cả một số lãnh đạo chủ chốt của Trung ương cũng không chắc chắn, bởi vì muốn động Hạ Tưởng, không chỉ mặt liên lụy quá rộng, sẽ còn kinh động quá nhiều nhân vật cấp quan trọng, trừ phi tình hình bức bách, trừ phi lực lượng các bên ý kiến nhất trí, trừ phi bản thân Hạ Tưởng thái độ kiên quyết, bằng không điều động Hạ Tưởng sẽ là một công tác vô cùng khó khăn. Hướng đi của Hạ Tưởng là kế lâu dài, chỉ ít đến giai đoạn hiện nay cũng sẽ không đưa lên chương trình, rắc rối của giai đoạn hiện nay là, giao tranh ở hiệp một của Thành Đạt Tài và nha nội. Thất bại rồi. Chỉ là Thành Đạt Tài thất bại vẫn là chuyện nhỏ, khiến nha nội đau đầu chính là, gã đột nhiên phát giác, gã bị người ta chủ tính rồi,
đã rơi vào trong một cạm bẫy khổng lồ. Sự đối đầu giữa nhà nội và Tiếu Giai ở Bắc Kinh, nói thật ra đích thật là một trận chiến kinh tế kéo dài triền miên, thời gian lâu, đến nỗi khiến nhà nội nảy sinh ảo giác, cho rằng bên phía Tiếu Giai chẳng qua là ngựa chết mà xem như ngựa sống để trị, muốn 36 kế. Kéo dài là thượng sách. Chỉ tiếc, trong 36 kế, không có kế kéo dài, chỉ có kế trốn chạy. Nhưng hiện tại, bên phía Tiếu Giai tính trốn cũng trốn không thoát, xa vào quá sâu rồi, hai bên dây dưa cứ như hai tấm lưới vướng vào nhau, trong anh có tôi, trong tôi có anh, cuối cùng chỉ có thể là một kết quả là không phải anh chết, thì chính là tôi sống. Ngoại trừ thâu tóm ra, không có con đường thứ hai có thể lựa chọn. Mặc kệ là nha nội thâu tóm Tiếu Giai, hay là Tiếu Giai thâu tóm nha nội, dù sao việc rằng có đến hiện tại, hai bên đều không thể ung dung mà toàn vẹn rút lui được. Khi nha nội đọ sức với Thành Đạt Tài, trong lòng vẫn hơi có chút không tự tin, cho rằng chỉ dựa vào phương diện kinh tế, ông ấy chưa chắc nuốt trôi Thành Đạt Tài đa mưu túc trí. Suy cho cùng thì Thành Đạt Tài đã tung hoành ngang dọc mấy chục năm trong thương trường, không phải lớp hậu sinh tiểu bối mới ra nghề không được mấy năm như y có thể so sánh được. Tuy nhiên y thắng ở chỗ là có chỗ dựa chính trị vững chắc. Mặc dù Thành Đạt Tài và Hạ Tưởng hợp ý nhau, nhưng tâm đầu ý hợp đến đâu đi nữa, trước sức mạnh chính trị hùng mạnh, cũng không chịu nổi một kích. Hạ Tưởng không phải tuổi thanh niên nông nổi hành động theo cảm tính, khi y kéo tập đoàn Đạt Tài xuống vũng bùn, Hạ Tưởng có thể sẽ ra tay kéo tập đoàn Đạt Tài một phen, nhưng nếu y khăng khăng muốn liều lĩnh mà ăn cho được tập đoàn Đạt Tài, tin rằng Hạ Tưởng sẽ không mạo hiểm việc đắc tội y mà dứt khoát ra tay. Không thể không nói, nhà nội đánh giá cao thực lực của y rồi, cũng xem thường quyết tâm của Hạ Tưởng, càng tưởng bỡ vào trí tuệ của bản thân y. Trong cuộc chiến kinh tế cùng Tiếu Giai, nhà nội chưa từng nghĩ sẽ thất bại. Không chỉ bởi dưới sự điều tra tỉ mỉ của ông ấy, phát hiện chỗ dựa lớn nhất sau lưng Tiếu Giai chính là Hứa Quan Hoa, hơn nữa ông ấy cũng cho rằng Tiếu Giai chỉ là một phụ nữ độc thân, liền ức hiếp cô, ai có thể làm gì ông ấy. Ông ta không lấy cả sắc lẫn tài là không tồi rồi, có thể chỉ lấy tài mà thả Tiếu Giai một phen, coi như là phá lệ ban ơn rồi. Việc gõ cửa phòng quá phụ, đào nấm mồ tuyệt hậu, nhà nội đương nhiên chẳng thèm làm, nhưng ức hiếp một phụ nữ độc thân có tiền lại còn cực kỳ xinh đẹp, ông ấy vẫn có hứng thú nếm thử một chút. Mặc dù chị em của Tiếu Giai Tùng Phong Nhi là vợ mới cưới của Hứa Quan Hoa. Hứa Quan Hoa thuộc phái trẻ tuổi trong quân đội, có tiền đồ, nhưng trong mắt ông ấy giá trị của Hứa Quan Hoa so ra thì đừng nói là thua kém Hạ Tưởng, ngay cả Tần Khản cũng không bằng. Quả thực, sức ảnh hưởng của thiếu tướng trong quân đội tại địa phương rất có hạn, nhà nội coi thường Hứa Quan Hoa cũng là điều có thể hiểu được, huống chi nhà nội có một người cha chỉ tay năm ngón. Còn có một điều để nha nội không sợ Hứa Quan Hoa đó chính là, Ngô Hiểu Dương và Thi Khải Thuận hiện đang âm thầm phân cao thấp với Hứa Quan Hoa, mặc dù Hứa Quan Hoa có lão cổ là chỗ dựa, nha nội cũng có lý do để tin tưởng lời kêu gọi của lão cổ cũng còn sức ảnh hưởng trong quân đội nhưng Giang Sơn đời nào cũng có người tài xuất hiện, sức ảnh hưởng của lão cổ đã không còn như xưa nữa. Hơn nữa điểm tựa đọ sức của Hứa Quan Hoa và Ngô Hiểu Dương cùng Thi Khải Thuận, chính là quân khu Dương Thành nơi mà lực lượng lão cổ yếu kém nhất. Lần trước sự việc xảy ra trong lễ cưới của Hứa Quan Hoa, nhà nội cũng nghe nói, còn cười thầm cả buổi, âm thầm vỗ tay tán thưởng cho việc Ngô Hiểu Dương và Thi Khải Thuận bắt tay gây hứng với Hứa Quan Hoa, tuy rằng cũng vì sự ra tay của Hạ Tưởng mà khiến y chấn động kinh ngạc cả nửa ngày trời, cuối cùng sự việc không được giải quyết đã chứng thực suy đoán của y về việc Hứa Quan Hoa, Ngô Hiểu Dương và Thi Khải Thuận liên kết nhau mài giũa, cho dù lão cổ có ra sức giúp đỡ, cũng ở vào thế bất lợi thôi. Càng làm cho nha nội đắc ý, lúc này nếu không ức hiếp Tiếu Giai thì đợi khi nào nữa. Huống chi trong cuộc đối đầu của nha nội đối với Tiếu Giai, đã đầu tư vào đó không ít tinh thần sức lực và cả tiền bạc, khiến ông ấy rối rắm trong cả một khoảng thời gian dài. Bởi ông ấy cũng không ngờ tới, Tiếu Giai chẳng những khó chơi, hơn nữa còn rất cứng rắn, như bóng cao su trơn bong không dễ giữ, đá không ra cắn không rách, thật khiến ông ta đau đầu. Trước khi thương lượng với Thành Đạt Tài, nhà nội đã hạ quyết tâm, sau khi giải quyết xong vấn đề với Thành Đạt Tài, lập tức bắt tay vào thu dọn toàn bộ, một cú hạ gục Tiếu Giai, hoàn thành hai đốt quan trọng nhất trong một dãy mắc xích kế hoạch của y. Nhà nội vốn tưởng rằng Thành Đạt Tài cho dù khó đối phó, nhưng nếu đặt điều kiện bán tháo hoặc chuyển nhượng cổ phần trước mắt gã, thế nào cũng vui vẻ nhượng bộ, thậm chí có khả năng sẽ đề nghị trao đổi điều kiện, đến lúc đó ông ấy có thể thuận thế mà lên. Đưa ra người thay thế, tiến thêm một bước thương lượng kết cấu quyền lợi cổ phần.
Không ngờ, Thành Đạt Tài rất thẳng thắn mà đồng ý ngay, còn đề xuất vài phương án do gã lựa chọn, bất kể là phương án nào, tình thế nào thì đối với ông ấy đều vô cùng có lợi. Tập đoàn Đạt Tài có thể bỏ vốn thu mua cổ phần của ông ấy. Mặt khác, trong nội bộ tập đoàn có vài cổ đông lớn cũng có ý định thu mua. Ngoài ra, thậm chí còn có một số công ty và cá nhân khác có ý định thu mua, ngay cả hợp đồng cũng nghĩ tới rồi. Nha nội lúc đó liền giật mình kinh ngạc. Nói cho cùng, ý định ban đầu của nha nội không phải rút vốn khỏi tập đoàn Đạt Tài hay gọi là rút cổ phần lại thì chính xác hơn, mà ông ấy cho rằng hiện tại sợi dây tài chính của tập đoàn Đạt Tài đang nảy sinh nhiều vấn đề. Đối mặt với thế tấn công gây sự của y, Thành Đạt Tài cho dù có sức đánh một trận, cũng chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, không cần nghĩ, Thành Đạt Tài không còn lối thoát nào, bày ra vẻ tùy y thôi. Y là phô trương thanh thế, chẳng lẽ Thành Đạt Tài chơi thật sao? Nha nội trong lòng không tự tin, hơn nữa kỳ vọng lúc trước tan vỡ, không khỏi có chút hụt hẫng, lời nói không được mượt mà, đưa ra vài yêu cầu quá đáng. Thành Đạt Tài trên mặt nở nụ cười, nhưng không phải cùng đường mà từ chối thẳng, khiến nha nội nuốt nước miếng một hơi. Chủ tịch Thành, tôi thành tâm mà đến, thái độ của anh, khiến tôi thực rất thất vọng. Nha nội nói nặng một câu.